Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 41. Chẳng bao lâu, chủ nhà họ Kim và chủ nhà họ Lương đã dẫn theo cao thủ trong gia tộc mình đi tới phòng khách. Chủ nhà họ Kim, chủ nhà họ Lương, đã lâu không gặp. Quan Chính Sơn đứng dậy, cười lớn và chủ động bước tới đón khách. Bây giờ, cho dù ông ta đã nhường lại chức vụ cho người khác, nhưng khách tới hôm nay đều là chủ gia tộc hàng đầu ở tỉnh Giang Bình và tỉnh lân cận, ông ta phải cho đối phương đủ mặt mũi. Ông chủ quan, nhà họ Quan gặp phải rắc rối lớn như vậy mà ông cũng không nói với Kim Chí Minh tôi một tiếng. Chủ nhà họ Kim có hơi béo, bất mãn nói. Chủ nhà họ Lương Lương Văn Khang cũng lạnh giọng, ông chủ quan làm vậy là khinh thường nhà họ Kim và nhà họ Lương sao? Nếu không phải chúng tôi nhận được tin tức, e là nhà họ Quan có bị tiêu diệt, chúng tôi cũng không biết đâu. Rõ ràng Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều không vui, giống như Quan Chính Sơn không chủ động nhờ bọn họ giúp đỡ là vô cùng khinh thường bọn họ vậy. Quan Chính Sơn vội giải thích, tôi làm vậy chẳng phải là lo lắng sẽ liên lụy tới các vị sao. Tô Thành Vũ cũng cười và đứng dậy hòa giải, chuyện này là do chúng tôi suy nghĩ không được chu đáo, không nhờ nhà họ Kim và nhà họ Lương giúp đỡ là lỗi của chúng tôi. Bây giờ là thời điểm tỉnh Giang Bình gặp khó khăn nhất. Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ không dám tùy tiện đắc tội gia tộc quyền thế hàng đầu của tỉnh lân cận. Kim Chí Minh và Lương Văn Khang nghe Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ nói vậy, lúc này sắc mặt mới dịu xuống. Các ông yên tâm đi, tôi và chủ nhà họ Lương đã dẫn tới mấy cao thủ cao cấp nhất trong gia tộc tới đây. Chỉ cần nhà họ Tiết dám gây sự, chúng ta nhất định sẽ làm cho nhà họ Tiết có đến mà không có về. Kim Chí Minh kiêu ngạo nói. Lương Văn Khang cũng nói, không sai. Nhà họ Tiết thật sự tưởng mấy gia tộc chúng ta dễ ức hiếp chắc. Cho dù nhà họ Tiết là rồng, ở bọn họ địa bàn của chúng ta cũng phải cuộn người lại. Nhà họ Kim và nhà họ Lương đúng là có dẫn đến không ít cao thủ. Mỗi gia tộc dẫn tới cũng phải hơn 100 cao thủ. Lúc này, ai nấy đều đang chờ ở bên ngoài. Nhà họ Tô và nhà họ Hàn vốn cũng dẫn theo không ít cao thủ qua đây. Lại thêm cao thủ của nhà họ Quan nữa, tổng cộng số cao thủ của mấy gia tộc lớn cộng lại. Chắc hẳn cũng lên tới 500-600 người. Đội ngũ thế này, đặt ở đâu cũng là một lực lượng không thể khinh nhờn. Nhưng nhà họ Tiết là lại là một trong mấy gia tộc quyền quý ở bên ngoài. Hàn Khiếu Thiên không hề nể mặt Kim Chí Minh và Lương Văn Khang, hừ lạnh, các cậu nói thì êm tai lắm. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc nhà họ Tiết cũng dẫn người qua nhà họ Kim và nhà họ Lương nhỉ. Quả nhiên, Hàn Khiếu Thiên vừa nói ra những lời này, sắc mặt của Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều vô cùng khó coi. Hàn Khiếu Thiên, ông nói vậy là có ý gì? Chúng tôi có lòng tốt dẫn theo cao thủ cao cấp nhất của gia tộc tới trợ giúp Giang Bình các ông chẳng cảm kích thì thôi, lại còn nói mát à? Kim Chí Minh thẹn quá thành giận, nói với Hàn Khiếu Thiên. Lương Văn Khang cũng bất mãn, Hàn Khiếu Thiên, ông đừng quên chỗ này là nhà họ Quan chứ không phải là nhà họ Hàn của ông. Ông có tư cách kiêu căng ở trước mặt chúng tôi sao? Bộp! Hàn Khiếu Thiên vỗ bàn và đứng phát dậy, tức giận nói. Năm đó, khi ông đây nắm giữ nhà họ Hàn thì các cậu còn đang nghịch bùn đấy. Nói về tư cách với tôi à, bảo bố các cậu tới còn may ra. Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều khoảng 50 tuổi, Hàn Khiếu Thiên đã hơn 70, tất nhiên ông ta nói những lời này cũng có lý. Khi thấy Hàn Khiếu Thiên và hai người này sắp cãi nhau, Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ vội vàng đứng ra khuyên. Mọi người đều bớt giận đi, nếu hôm nay mọi người tập trung ở đây đã chứng tỏ tất cả đều vì cùng một việc. Đó là làm sao chống lại nhà họ Tiết chứ không phải cãi nhau. Quan Chính Sơn nghiêm mặt, nếu các vị tới cãi nhau thì mời đi luôn đi. Cùng lắm thì một mình nhà họ Quan tôi đối đầu với nhà họ Tiết. Nếu chỉ có nhà họ Quan, chúng tôi sẽ không có cách nào. Nhưng bây giờ có các gia tộc anh em Trường Nghĩa giúp đỡ, chỉ cần chúng ta cùng đàm phán với nhà họ Tiết, chắc chắn bọn họ sẽ không thể ngang ngược như lần trước nữa. Quan Chính Sơn nói, dù sao mấy gia tộc quyền quý chúng ta liên thủ. Cho dù nhà họ Tiết có thể phá hủy tất cả cũng sẽ không làm vậy. Bọn họ làm vậy sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn, mang tới đủ phiền phức. Nếu chỉ là nhà họ Quan, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn bồi dưỡng một gia tộc khác lên thay. Nhưng chúng ta có 5 gia tộc lớn liên thủ, cho dù nhà họ Tiết thật sự có thể bồi dưỡng ra 5 gia tộc lớn khác, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào chống lại chúng ta. Nếu nhà họ Tiết uy hiếp ngang ngược như vậy, chắc chắn đang nóng lòng muốn khống chế những gia tộc quyền quý chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết lại với nhau, bọn họ chỉ có thể uổng công mà ra về. Mọi người nghe Quan Chính Sơn nói vậy thì nhất thời đều im lặng. Một lát sau, Lương Văn Khang nói, nếu nhà họ Tiết vẫn cứng rắn, kiên trì bắt chúng ta khuất phục thì sao?
khi đó chúng ta có thể làm thế nào? Đây mới là trọng điểm. Sắc mặt mọi người đều vô cùng nặng nề. Bọn họ dẫn đến rất nhiều người nhưng chỉ để tạo thanh thế, nếu quả thật muốn bọn họ liên thủ động tới người nhà họ Tiết, chắc chắn bọn họ sẽ không dám. Với thực lực của mình, nhà họ Tiết thậm chí có thể dễ dàng phá hủy liên minh của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, huống gì là 5 gia tộc lớn bọn họ. Nếu không phải nhà họ Tiết cách Giang Bình quá xa, sao nhà họ Tiết có thể để cho bọn họ cân nhắc tới một tuần? Nếu nhà họ Tiết thật sự muốn kiên trì, vậy chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Lúc này, Hàn Khiếu Thiên chợt nói. Trong mắt ông cụ hừng hực ý chí chiến đấu. Sở dĩ Hàn Khiếu Thiên chọn chiến đấu là vì, thứ nhất ông cụ đã từng là chiến sĩ xuất thân từ biên giới phía Bắc, tuy đã già nhưng nhiệt huyết vẫn còn. Thứ hai, là bởi vì có Dương Thanh. Người khác không biết rõ thân phận của Dương Thanh nhưng ông cụ biết. Một nhân vật thần thoại đứng ở đỉnh cao của biên giới phía Bắc, đừng nói một đứa con cháu của nhà họ Tiết, cho dù ông chủ nhà họ Tiết tự mình đến đây, thì đã sao? Ông cụ nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa là mọi người đều suy nghĩ giống ông. Nói phét. Quả nhiên, Kim Chí Minh lập tức đứng lên, cả giận nói, ông cho rằng nhà họ Hàn rất lợi hại sao? Ông muốn chết hay sao mà đi đấu với nhà họ Tiết? Nếu muốn chết thì cút ngay đi, đừng liên lụy đến chúng tôi. Lương Văn Khang cũng châm chọc, nếu già rồi thì mau nhường lại vị trí cho người tài đi, đấu với nhà họ Tiết à? Ông đang nói đùa đấy hả? E là ông còn chưa biết nhà họ Tiết là một gia tộc như thế nào đâu. Nếu chưa biết vậy để tôi nói cho ông rõ. Nhà họ Tiết đã từng là một trong 9 hoàng tộc lớn, nhưng sau này vì gia tộc suy yếu nên mới bị loại ra khỏi hàng ngũ hoàng tộc. Dù vậy nhà họ Tiết vẫn là một trong những vương tộc đứng sau 5 hoàng tộc lớn, trên cả cái đất Chiêu Châu này, nhà họ Tiết chính là một trong 9 gia tộc mạnh nhất đấy. Ông nói tôi nghe thử xem, chúng ta lấy gì đấu với nhà họ Tiết? Lương Văn Khang chế giễu nói. Khí thế của ông ta và Kim Chí Minh trông rất hung hăng nhưng thực tế suy nghĩ lại giống Quan Chính Sơn, đó là liên kết các gia tộc đứng đầu 3 tỉnh lại, cùng đàm phán với nhà họ Tiết. Dù không đuổi được nhà họ Tiết ra khỏi 3 tỉnh, thậm chí có lẽ sẽ hợp tác với nhà họ Tiết nhưng chỉ cần không thần phục nhà họ Tiết là được. Bọn họ không dám nghĩ tới việc giao đấu với nhà họ Tiết. Không chỉ có Lương Văn Khang, Kim Chí Minh mà Tô Thành Vũ và Quan Chính Sơn cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần không thần phục nhà họ Tiết, việc gì cũng có thể thương lượng. Một bọn chuột nhắt. Hàn Khiếu Thiên cười chào phúng, trông các người cũng lợi hại lắm mà, còn dẫn tới một đám cao thủ mạnh nhất của gia tộc đến nữa chứ, nếu đã không dám đấu với nhà họ Tiết còn dẫn một đống người đến làm gì? Làm màu sao? Gương mặt của Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đỏ bừng, quả thật bọn họ dẫn người chỉ là làm màu. Ông chủ Quan, ông chủ Tô hai người nói đi, rốt cuộc nên đấu hay tiếp tục đàm phán với nhà họ Tiết đây? Kim Chí Minh không tranh cãi với Hàn Khiếu Thiên nữa, mà là hỏi ý kiến Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ. Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ nhìn nhau một hồi, sau đó Tô Thành Vũ nhìn Hàn Khiếu Thiên nói, ông chủ Hàn, ông đừng kích động như vậy. Nếu chúng ta liên thủ mà có thể đánh bại được nhà họ Tiết, Tô Thành Vũ tôi là người đồng ý đầu tiên. Nhưng vấn đề là dù chúng ta có liên thủ cũng không làm gì được nhà họ Tiết. Không sai, lần này người mà nhà họ Tiết dẫn tới đều là cao thủ cực kỳ lợi hại. Ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Quan tôi cũng không đỡ nổi một đòn của một vệ sĩ nhà họ Tiết. Quan Chính Sơn cũng nói, dù chúng ta có liên thủ, có nhiều cao thủ hơn nữa cũng chỉ là kẻ vô dụng trước mặt cao thủ nhà họ Tiết, hoàn toàn không có khả năng giao chiến. Các người đã nói vậy thì khỏi bàn nữa. Hàn Khiếu Thiên cười mỉa mai nói, các người cứ thần phục luôn nhà họ Tiết là được, cần gì ở đây làm bộ làm tịch. Hàn Khiếu Thiên, rốt cuộc ông muốn gì? Lương Văn Khang tức giận hỏi. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Các người đều nói không có khả năng đấu với nhà họ Tiết. Nếu đã không thể vậy chúng ta còn ngồi đây lãng phí thời gian làm gì? Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói, nếu các người đều nghĩ không có bất kỳ cơ hội đánh thắng nhà họ Tiết nào, vậy tôi hỏi các người còn không tự tin vào bản thân thì dù cho có đàm phán với nhà họ Tiết, bọn họ sẽ nhượng bộ sao? Bọn họ đã không nhượng bộ thì các người chỉ có nước nhượng bộ bọn họ. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là đấu. Hai là thần phục, các người đã không chịu giao chiến vậy không phải các người đã lựa chọn thần phục rồi sao? Mặc dù lời của Hàn Khiếu Thiên nghe rất chói tai nhưng câu nào cũng là sự thật. Nếu không dám đánh một trận, vậy chỉ có một kết quả là thần phục. Lần này rốt cuộc Quan Chính Sơn đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc nãy lão ta bị mấy lời cãi vã làm cho váng đầu nên mới quên mất Dương Thanh. Ông chủ Quan, gia tộc đầu tiên mà nhà họ Tiết muốn xử lý chính là nhà họ Quan, vậy ông hãy quyết định đi. Rốt cuộc nên đối phó nhà họ Tiết thế nào? Kim Chí Minh bỗng nói. Nghe vậy,
ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang Quan Chính Sơn. Vẻ mặt Quan Tuyết Tùng cũng rất kiên định nhìn Quan Chính Sơn. Cuối cùng Quan Chính Sơn cũng hạ quyết tâm nhìn Dương Thanh vẫn luôn cúi đầu, có vẻ hơi mệt mỏi ở bên cạnh. Cậu Thanh, cậu là khách quý mà nhà họ Quan kính trọng nhất. Vậy xin cậu hãy quyết định rốt cuộc nhà họ Quan nên làm gì để đối phó nhà họ Tiết. Quan Chính Sơn bỗng đứng dậy, hơi khom lưng, vẻ mặt chân thành nói. Cậu Thanh, xin cậu hãy chỉ đường cho nhà họ Quan. Quan Tuyết Tùng cũng vội vàng đứng lên, cúi người, vô cùng chân thành nói. Xin cậu Thanh chỉ đường đưa lối cho chúng tôi. Nhất thời tất cả người nhà họ Quan đều đứng lên, cúi người vẻ mặt kính trọng nói. Lúc này trong phòng khách rộng lớn yên lặng như tờ. Tất cả người bên ngoài đều sợ ngây người, nhất là đám người nhà họ Kim và nhà họ Lương lần đầu tiên gặp Dương Thanh, càng sửng sốt không thôi. Nhà họ Quan là nhà giàu thứ hai ở tỉnh Giang Bình. Vậy mà bây giờ những người nắm quyền nhà họ Quan đều đang khom lưng uốn gối nhờ vả cậu Thanh quyết định việc của bọn họ. Rốt cuộc người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào? Thấy Kim Chí Minh và Lương Văn Khang sắp đi mất, Tô Thành Vũ lập tức cuống lên. Ông ta vội tiến lên ngăn họ lại, ông chủ Kim, ông chủ Lương, hai ông cứ bình tĩnh đã. Nếu các ông rời đi thế này, có lẽ không còn liên minh nào trong ba tỉnh đủ khả năng đối đầu với nhà họ Tiết đâu. Ông chủ Tô, ông cũng thấy Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn nói gì rồi đấy. Họ cứ làm như mình lợi hại lắm, họ nghĩ mình có thể đánh với nhà họ Tiết một trận thật đấy à. Chúng tôi không giống họ, nói nữa cũng chỉ tốn thời gian, chỉ bằng về nghĩ cách liên kết các gia tộc quyền thế ở Nam Dương và Đông Lan lại trước khi nhà họ Tiết tới. Kim Chí Minh nói với vẻ khó chịu. Lương Văn Khang cũng nói, không sai, cho dù thiếu Giang Bình, Đông Lan và Nam Dương chúng tôi vẫn đối phó được với nhà họ Tiết. Ông chủ Quan, ông chủ Hàn, hay chúng ta vẫn cứ liên minh, như thế thì cũng có tư cách đàm phán với nhà họ Tiết. Cùng lắm thì chúng ta cho phép nhà họ Tiết phát triển ở ba tỉnh bây giờ, còn nếu sau này họ định dở trò thì chúng ta sẽ tuyên chiến nhé. Tô Thành Vũ vội nhìn về phía Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên. Quan Chính Sơn lạnh lùng nói, đến khi nhà họ Tiết nắm giữ được phần lớn gia tộc quyền thế ở ba tỉnh, cậu nghĩ sự liên minh giữa chúng ta còn ý nghĩa à? Đến khi đó, có lẽ không cần nhà họ Tiết ra mặt, chỉ riêng các gia tộc quyền thế ở ba tỉnh thôi đã đủ để đối phó với chúng ta. Tô Thành Vũ đã cân nhắc đến chuyện sau khi tuyên chiến đâu cơ chứ? Ông ta chỉ muốn ổn định nhà họ Quan và nhà họ Hàn trước, ít nhất phải vượt qua khó khăn bây giờ đã. Nhớ tuyên chiến thật, tỉnh Giang Bình sẽ đứng mũi chịu sào, nhà họ Tô ở Giang Bình cũng khó tránh khỏi việc bị liên lụy. Bây giờ, phải liên minh với nhà họ Lương và nhà họ Kim thì mới có thể vượt qua khó khăn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Tô Thành Vũ. Tô Thành Vũ, nếu cậu sợ thì cũng cút luôn đi. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói với vẻ mất kiên nhẫn, nhưng nếu chúng tôi giải quyết được nhà họ Tiết, cậu đừng hòng hưởng ké nữa. Lần trước, cậu đã dựa dẫm vào cậu Thanh rất nhiều để đưa nhà họ Tô lên làm gia tộc lớn thứ ba ở Giang Bình. Sau lần này, nếu cậu còn dám làm thế nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Quan Chính Sơn cũng nói, hoặc bây giờ cậu ở lại, đối mặt với nhà họ Tiết cùng chúng tôi, hoặc cậu rời đi, sau này không được làm việc dưới danh nghĩa cậu Thanh nữa, bằng không nhà họ Quan sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tô đâu. Trong bốn gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình, nhà họ Trần gần như đã chuyển hết sản nghiệp đi, bây giờ chỉ còn nhà họ Hàn, nhà họ Quan và nhà họ Tô. Bây giờ, hai trong số ba gia tộc lớn đã cùng nhau lên tiếng để gây sức ép cho nhà còn lại, chuyện này khiến Tô Thành Vũ thấy rất áp lực. Trong lúc nhất thời, Tô Thành Vũ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đi hay ở cũng không ổn. Tuy gia tộc Vũ Văn đã bảo ông ta tin tưởng Dương Thanh vô điều kiện, nhưng ông ta không làm được điều đó. Ông chủ Tô, nếu nhà họ Hàn và nhà họ Quan đã không chào đón ông, nhà họ Kim chúng tôi hoan nghênh nhà họ Tô tới Nam Dương. Chỉ cần nhà họ Tô đồng ý thì sẽ trở thành gia tộc lớn thứ hai ở Nam Dương. Kim Chí Minh nhận thấy sự do dự của Tô Thành Vũ, cười híp mắt. Lương Văn Khang cũng nói, nhà họ Lương cũng chào đón nhà họ Tô tới Đông Lan, nhà họ Tô cũng sẽ trở thành gia tộc lớn thứ hai ở Đông Lan. Nhà họ Kim là gia tộc mạnh nhất Nam Dương, còn nhà họ Lương lại là gia tộc quyền thế bậc nhất Đông Lan. Lúc này, cả hai gia tộc mạnh nhất ở tỉnh khác đều mời chào Tô Thành Vũ, khiến ông ta phải đấu tranh rất dữ dội. Tuy phần lớn sản nghiệp của nhà họ Tô đều ở Giang Bình, nhưng ông ta hoàn toàn có thể coi đó là khoản đầu tư ở Giang Bình rồi chuyển tới tỉnh khác, tiếp tục mở rộng việc làm ăn của nhà họ Tô. Sau này, nhà họ Tô sẽ càng thêm thịnh vượng. Nhưng gia tộc Vũ Văn đã nói rõ rằng ông ta phải tin tưởng Dương Thanh vô điều kiện, còn phải giúp đỡ Dương Thanh, nếu ông ta đưa nhà họ Tô tới Nam Dương hay Đông Lan thật thì biết ăn nói với gia tộc Vũ Văn thế nào.
Quan Chính Sơn nói. Được. Hàn Khiếu Thiên cũng đáp. Sau khi bàn bạc một lúc lâu, rốt cuộc ba gia tộc lớn ở Giang Bình cũng thống nhất ý kiến. Xem như hôm nay chúng tôi phí công tới đây, nếu các ông thua thì đừng hòng liên minh với chúng tôi nữa, lúc đó đã muộn rồi. Lương Văn Khang nhìn quanh, cười lạnh. Kim Chí Minh cũng híp mắt, hy vọng các ông đừng hối hận nhé. Chúng tôi thế nào cũng không phiền các ông quan tâm. Quan Chính Sơn khoát tay, tiễn khách. Đúng lúc này, hai bóng người bỗng bước vào, người đi trước là một thanh niên khoảng 30 tuổi, sau lưng anh ta là một người trung niên mặc áo vải. Thì ra các ông đều ở đây. Thanh niên kia cười ha hả, thế này cũng tốt, tôi đỡ phải đến từng gia tộc. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của năm chủ gia tộc thay đổi ngay. Tiết Khải. Thanh niên vừa lên tiếng không phải ai xa lạ, mà chính là dòng chính của nhà họ Tiết, cũng là người đại diện cho nhà họ Tiết lần này. Tuy bên đối phương chỉ có hai người nhưng lại khiến năm chủ gia tộc cảm nhận được áp lực lớn lao. Trước mặt đám đông, Tiết Khải bước tới chỗ Quan Chính Sơn, cười híp mắt, ông chủ quan, ông cân nhắc đến đâu rồi? Chỉ hai người thôi mà cũng dám đến nhà họ Quan, điều đó đủ để cho thấy sự tự tin của Tiết Khải. Cao thủ trung niên mà anh ta dẫn theo lạnh lùng đứng sau lưng anh ta, tựa như một tòa tháp sắt. Tuy chỉ có hai người nhưng lại khiến năm chủ gia tộc cảm thấy vô cùng áp lực. Kim Chí Minh và Lương Văn Khang rất khó chịu, đi hay ở cũng không xong, cứ đứng mãi ở cửa ra vào, trong mắt tràn ngập vẻ bất an và sợ hãi. Đại sảnh rộng lớn im phăng phắc, ai cũng nhìn Tiết Khải. Quan Chính Sơn thầm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới nói, cậu Khải, chúng tôi không bao giờ phục tùng nhà họ Tiết đâu. Vì đã quyết định tiếp tục tin tưởng Dương Thanh nên Quan Chính Sơn nói thẳng. Ông ta vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tiết Khải lập tức cứng đờ, như thể không ngờ nhà họ Quan lại dám từ chối. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, tố chất tâm lý của Tiết Khải rất cao, anh ta lại mỉm cười. Nếu ai không biết thì còn tưởng anh ta tốt tính lắm. Xem ra hôm nay các ông tụ họp ở đây để thương lượng xem nên đối phó với nhà họ Tiết thế nào nhỉ? Tiết Khải cười nói, nhìn thẳng vào mặt của năm chủ gia tộc. Trước ánh mắt của Tiết Khải, ai cũng run rẩy. Anh ta còn trẻ mà đã có khí thế mạnh mẽ như thế, đúng là hơn hẳn người thường. Quan trọng là địa vị của đối phương quá cao, là dòng chính của nhà họ Tiết thuộc bốn vương tộc lớn, thay mặt nhà họ Tiết tới đây. Họ không chỉ đàm phán với Tiết Khải, mà đang đàm phán với cả vương tộc. Cậu Khải, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không thương lượng xem nên đối phó với nhà họ Tiết thế nào đâu, cho dù cho chúng tôi 10 lá gan, chúng tôi cũng không dám. Kim Chí Minh vội nói, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Lương Văn Khang cũng hoàn hồn, vội nói, nhà họ Tiết là một trong những nhà quyền thế nhất quốc gia, cho dù chúng tôi là gia tộc lớn ở đây thì cũng chẳng là gì so với nhà họ Tiết hết. Các ông nói không sai, so với nhà họ Tiết, các ông chính là rác rưởi. Tiết Khải cười híp mắt, tôi có thể tiện tay vứt rác đi, các ông hiểu chứ? Kim Chí Minh và Lương Văn Khang chỉ thấy người mềm nhũn, nào dám nói không? Họ gật đầu lia lịa. Cậu Khải nói đúng lắm. Họ vốn định bắt tay với các gia tộc khác sau khi quay về để có tư cách đối mặt với Tiết Khải. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra, khí thế của Tiết Khải quá mạnh, đừng nói là hai tỉnh Nam Dương và Đông Lan, cho dù có thêm cả Giang Bình thì họ cũng không dám đối mặt với Tiết Khải. Đối phương thay mặt cho nhà họ Tiết một trong bốn vương tộc lớn, đàm phán với anh ta á, chẳng phải là đang tìm chết ư. Tô Thành Vũ cũng sợ tới mức không nói nên lời, không dám thở mạnh. Tuy Quan Chính Sơn cũng rất căng thẳng, nhưng Dương Thanh đang ở đây nên ông ta cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Trong năm chủ gia tộc, chỉ mình Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Thanh nên không hề sợ hãi Tiết Khải. Tôi nói các gia tộc đang ngồi đây đều là rác rưởi đấy, ông không phục à? Hình như Tiết Khải đã cảm nhận được sự tức giận trong mắt Hàn Khiếu Thiên, bèn cười híp mắt nhìn ông cụ. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói, vì gia tộc chúng tôi yếu hơn nhà họ Tiết nên chính là rác rưởi à? Có vấn đề gì hả? Tiết Khải cười hỏi. Theo lời cậu, nếu có gia tộc nào mạnh hơn nhà họ Tiết, có phải nhà họ Tiết cũng là rác rưởi trong mắt họ không? Hàn Khiếu Thiên thản nhiên nói. Nghe thấy thế, chủ của bốn gia tộc khác đều sợ ngây người, lời Hàn Khiếu Thiên nói đúng là khiến người ta kinh hãi, ông cụ dám nói nhà họ Tiết là rác ngay trước mặt người nhà họ Tiết ư. Tuy ông cụ chỉ đang nói theo đối phương, nhưng đó cũng là sự sỉ nhục với nhà họ Tiết. Ông chán sống thế cơ à? Rốt cuộc Tiết Khải cũng ngưng cười, không hề che giấu sát khí. Cao thủ trung niên sau lưng anh ta cũng phóng sát khí ra, nhìn Hàn Khiếu Thiên như đang nhìn người chết. Cậu thẹn quá hóa giận đấy à? Hàn Khiếu Thiên không hề e dè, cười lạnh. Dám vênh váo trước mặt tướng quân của biên giới phía Bắc, người chán sống không phải ông cụ đâu.
Lão già Hàn Khiếu Thiên kia, mau ngậm cái miệng thối của ông lại. Cậu Khải đại diện cho nhà họ Tiết đấy, ông dám sỉ nhục cậu ấy à? Nhưng thân phận của đối phương quá cao quý, khiến họ không dám phủ nhận. Chỉ cần cậu Khải đồng ý, Kim Chí Minh tôi sẵn lòng làm con chó đầu tiên của cậu, gâu gâu gâu. Không ngờ Kim Chí Minh còn sủa như chó. Lương Văn Khang cũng không chịu lép vế, Lương Văn Khang tôi cũng sẵn sàng làm chó cho cậu Khải, gâu gâu gâu. Thấy hai người họ như thế, nét mặt Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn vô cùng lạnh lùng. Họ đã thấy người vô liêm sỉ, nhưng chưa bao giờ gặp ai trơ trẽn đến mức này, hơn nữa đó còn là chủ của hai gia tộc đứng đầu tỉnh Nam Dương và Đông Lan nữa. Tô Thành Vũ rất đấu tranh, bây giờ ông ta đang cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nếu bảo ông ta bắt chước chó như Kim Chí Minh và Lương Văn Khang thì ông ta không làm được. Nhưng nếu theo phe đám Hàn Khiếu Thiên, ông ta sợ nhà họ Tiết sẽ ra tay với họ sau khi nhận hai con chó Kim Chí Minh và Lương Văn Khang mất. Muốn làm chó của tôi cũng được thôi. Tiết Khải mỉm cười dí dỏm, nhưng bên cạnh tôi có nhiều chó lắm rồi, nếu các ông muốn làm chó thì chỉ có thể làm chó chết. Nghe thấy thế, Kim Chí Minh và Lương Văn Khang lập tức biến sắc. Họ phải chết thì mới trở thành chó chết được. Tức là Tiết Khải định giết họ. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, rốt cuộc Kim Chí Minh và Lương Văn Khang cũng hiểu Tiết Khải đang định lấy mạng họ. Bịch, bịch, hai người gần như quỳ trước mặt Tiết Khải cùng một lúc. Cậu Khải, chúng tôi muốn làm chó của cậu thật, chúng tôi xin thề sẽ không phản bội cậu, nếu cậu không tin chúng tôi, giờ chúng tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Quan giúp cậu. Không ngờ chủ của hai gia tộc lớn lại đang quỳ như chó để bày tỏ sự trung thành. Nhưng họ còn không bằng con chó. Vậy bây giờ các ông tiêu diệt nhà họ Quan trước đi, chỉ cần các ông làm được điều đó, tôi sẽ nhận các ông làm chó, còn nếu các ông thất bại thì chỉ còn con đường chết thôi. Tiết Khải cười híp mắt, trước khi các ông tiêu diệt được nhà họ Quan, tôi sẽ không ra tay giúp các ông. Tim Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đập thình thịch, rõ ràng Tiết Khải đang coi họ như vũ khí, hơn nữa họ phải thắng thì mới có đường sống. Nếu họ định tiêu diệt nhà họ Quan, chắc chắn nhà họ Hàn sẽ ra tay giúp nhà họ Quan. Cả nhà họ Hàn lẫn nhà họ Quan đều có thực lực ngang ngửa với họ, hơn nữa vẫn còn nhà họ Tô chưa tỏ thái độ gì. Nếu nhà họ Tô cũng theo phe nhà họ Quan và nhà họ Hàn, chỉ với thực lực của nhà họ Kim và nhà họ Lương, đừng nói là tiêu diệt nhà họ Quan, chưa bị ba gia tộc lớn ở Giang Bình xử lý đã là tốt lắm rồi. Rốt cuộc Kim Chí Minh và Lương Văn Khang cũng biết thế nào là đã đâm lao thì phải theo lao. Hai người nhìn nhau, đều trông thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt đối phương. Nhà họ Quan, nhà họ Hàn và nhà họ Tô, tôi cho các ông thêm một ngày để cân nhắc. Tiết Khải nói, giờ này ngày mai, tôi sẽ đến tiếp, nếu các ông đồng ý phục tùng, sau này các ông sẽ là người phát ngôn của nhà họ Tiết ở ba tỉnh Giang Bình, Nam Dương và Đông Lan. Anh ta nói rồi định dẫn người đi thật. Nghe thấy Tiết Khải nói thế, sắc mặt của Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều vô cùng khó coi. Họ xin được làm chó của Tiết Khải nhưng anh ta chẳng thèm ngó ngàng, còn bắt họ tiêu diệt nhà họ Quan, phải thành công thì mới có tư cách trở thành chó của anh ta. Nhưng đối với nhà họ Quan, nhà họ Hàn và nhà họ Tô, Tiết Khải lại chủ động mời chào, còn cho họ một ngày để cân nhắc, nếu họ bằng lòng phục tùng thì sẽ trở thành người đại diện của nhà họ Tiết ở đây. Có thể tưởng tượng được, một khi ba gia tộc lớn ở Giang Bình phục tùng nhà họ Tiết, sau này địa vị của họ cũng sẽ cao hơn hẳn. Không cần cân nhắc lâu thế đâu. Nhà họ Quan đã quyết định xong rồi, chúng tôi không bao giờ phục tùng nhà họ Tiết. Thấy Tiết Khải sắp đi, Quan Chính Sơn chợt nói. Nhà họ Hàn cũng thế, không cần suy nghĩ nữa. Cho dù bị tiêu diệt, nhà họ Hàn cũng không phục tùng nhà họ Tiết đâu. Hàn Khiếu Thiên cũng nói. Chỉ mình Tô Thành Vũ vẫn đang đấu tranh. Tiết Khải đã ra tới cửa bỗng ngừng chân, quay người lại, cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên. Cho dù gia tộc bị xóa sổ, các ông cũng không chịu nghe lệnh nhà họ Tiết à, Tiết Khải cười híp mắt. Có vẻ anh ta không hề tức giận, hơn nữa còn rất vui. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn lại gật đầu, đúng thế. Tốt, tốt lắm. Tiết Khải gật đầu, mỉm cười, lâu lắm rồi tôi không thấy gia tộc nào trung thành như thế, bỗng không nỡ tiêu diệt các ông. Nhưng nếu không tiêu diệt các ông thì đó lại là sự thách thức với uy quyền của nhà họ Tiết, các ông nói xem, rốt cuộc tôi nên làm thế nào. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều có vẻ nghiêm nghị, họ đã cảm nhận được sát khí trong tiếng cười của Tiết Khải. Nhà họ Tô bằng lòng đi theo nhà họ Tiết. Đúng lúc này, Tô Thành Vũ vẫn đang do dự bỗng đứng dậy, nói lớn. Tô Thành Vũ. Nghe thấy Tô Thành Vũ nói thế, sắc mặt Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn thay đổi ngay, vô cùng tức giận. Dương Thanh cũng hơi híp mắt, với sự hiểu biết của anh về Tô Thành Vũ,
ông ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không ngờ hôm nay ông ta vẫn làm như thế. Ông ta lựa chọn phục tùng nhà họ Tiết, cho dù phải phản bội gia tộc Vũ Văn. Cho dù nói thế nào, sở dĩ nhà họ Tô được như ngày hôm nay cũng là nhờ gia tộc Vũ Văn. Nhưng anh có thể hiểu được sự lựa chọn của Tô Thành Vũ. So với gia tộc Vũ Văn, nhà họ Tiết quá mạnh. Tiết Khải mỉm cười nhìn Tô Thành Vũ, bỗng hỏi, ông làm như thế, không sợ bị mọi người chỉ trích à? Tô Thành Vũ nghiêm túc nói, chỉ cần nhà họ Tiết đồng ý tiếp nhận nhà họ Tô, ở nơi đây, làm gì có ai đủ tư cách để chỉ trích nhà họ Tô chứ? Ý của ông ta rất rõ, chỉ cần nhà họ Tiết đồng ý tiếp nhận nhà họ Tô sẽ là người của nhà họ Tiết, ai dám động đến người nhà họ Tiết đây? Quan Chính Sơn nói với vẻ mỉa mai, nếu cậu đã làm thế thì tự chịu hậu quả. Chỉ cần chúng tôi vượt qua khó khăn lần này, sau này ở Giang Bình không còn chỗ cho nhà họ Tô đặt chân nữa đâu. Hàn Khiếu Thiên cũng cười lạnh, trong quá khứ, loại người hám lợi, bất trung bất nghĩa như cậu sẽ là hán gian. Chính là hán gian mà người đời sau luôn thóa mạ đấy. Tô Thành Vũ chỉ thấy người lạnh toát, không sao đứng vững. Sai một ly, đi một dặm. Sau này, nhà họ Tô biết đi đâu đây? Cậu Dương Thanh, tôi biết sai rồi, xin cậu cho tôi thêm cơ hội, sau này, tôi sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng nữa. Tô Thành Vũ bỗng quỳ trước Dương Thanh, thấp thỏm nói với vẻ cầu khẩn. Ông ta biết Dương Thanh rất mạnh, bằng không nhà họ Quan và nhà họ Hàn đã không đồng lòng đến thế. Tất cả đều là vì Dương Thanh. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Ngay cả Tiết Khải cũng thế. Từ khi bước vào nơi này, anh ta đã chú ý tới cậu thanh niên đang im lặng ngồi giữa Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên. Anh ta đã cảm nhận được Dương Thanh không đơn giản, những gì mà Tô Thành Vũ đang làm bây giờ càng khiến anh ta thêm chắc chắn về điều đó. Tô Thành Vũ, ông chơi chẽn thật, hồi nãy cậu còn xin làm chó của nhà họ Tiết, giờ người ta không đồng ý, cậu lại đòi cậu Thanh tiếp nhận con chó như ông ư. Quan Chính Sơn tức giận nói. Trong mắt Hàn Khiếu Thiên cũng lóe lên sát khí, ông cụ lạnh lùng nói, Tô Thành Vũ, chúng tôi có thể dễ dàng tha thứ cho việc cậu muốn làm chó của nhà họ Tiết, nhưng không thể bỏ qua chuyện cậu coi cậu Thanh là lốp dự phòng. Mấy chữ lốp dự phòng này rất chính xác, vì Tô Thành Vũ nghĩ thế thật. Theo ông ta thấy, việc phục tùng nhà họ Tiết là lựa chọn hàng đầu. Còn Dương Thanh chỉ là lựa chọn thứ hai, tức là lốp dự phòng. Tô Thành Vũ lập tức cuống lên, vội nói, cậu Dương Thanh, tôi không định coi cậu như lốp dự phòng, cho dù nhà họ Tiết bằng lòng tiếp nhận nhà họ Tô thật, tôi cũng không đối địch với cậu đâu. Cậu Thanh, cậu đừng để tên hai mặt này lừa, nếu cậu ta để tâm đến thái độ của cậu thật, sao lại tỏ thái độ phục tùng nhà họ Tiết ngay trước mặt cậu chứ? Quan Chính Sơn vội nói. Hàn Khiếu Thiên cũng nói, cậu Thanh, loại người này không có tư cách đi theo cậu. Thấy Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên gọi Dương Thanh là cậu Thanh một cách vô cùng cung kính, Tiết Khải thấy rất khó chịu. Anh ta không hiểu nổi, tại sao hai gia tộc kiên quyết không phục tùng nhà họ Tiết này lại cung kính với một thanh niên như thế chứ? Chẳng lẽ thanh niên này là người của hoàng tộc ư? Nhưng Tô Thành Vũ gọi người này là Dương Thanh, trong năm hoàng tộc và bốn vương tộc lớn, làm gì có gia tộc nào họ Dương? Anh ta có thể khẳng định Dương Thanh không phải người của hoàng tộc hay vương tộc, vậy tại sao Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên lại trung thành đến thế? Chẳng lẽ vì hai gia tộc quyền thế này đã phục tùng Dương Thanh từ trước ư? Dù sao, Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên cũng rất trung thành. Trừ khả năng này ra, Tiết Khải không thể nghĩ thêm ý gì nữa. Kim Chí Minh và Lương Văn Khang cũng rất kinh ngạc, trước khi Tiết Khải đến, nhà họ Quan và nhà họ Hàn đã tỏ ra vô cùng tôn trọng Dương Thanh. Bây giờ khi ở trước mặt Tiết Khải, nhà họ Quan và nhà họ Hàn vẫn kính trọng Dương Thanh như thế. Chẳng lẽ cậu thanh niên này là nhân vật lớn ư? Nếu đúng thế thật, trước đó họ khinh thường Dương Thanh, chẳng phải đã mắc sai lầm lớn rồi à? Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Cậu Dương Thanh, tôi thật sự biết sai rồi, xin cậu nể mặt Tô San, cho nhà họ Tô thêm cơ hội nữa. Tô Thành Vũ nói với vẻ cầu khẩn. Dương Thanh thản nhiên nói, sau này, tôi và nhà họ Tô không còn bất cứ quan hệ gì nữa, nếu tôi phát hiện ông dám lợi dụng danh nghĩa của tôi để trục lợi cho nhà họ Tô chỉ có đường chết thôi. Nghe thấy thế, Tô Thành Vũ thầm sợ hãi, ông ta có thể cảm nhận được sự kiên quyết của Dương Thanh. Nhà họ Tô có thể trở thành gia tộc lớn thứ ba ở Giang Bình cũng nhờ danh nghĩa của Dương Thanh. Gia tộc Vũ Văn chỉ có thể khiến nhà họ Tô trở thành nhà giàu số một Giang Hải. Nhưng Dương Thanh lại khiến nhà họ Tô trở thành gia tộc quyền thế thứ ba ở tỉnh Giang Bình. Nếu không có sự che chở từ Dương Thanh, địa vị của nhà họ Tô ở tỉnh Giang Bình sẽ giảm hẳn. Cậu Dương Thanh, xin. Tô Thành Vũ đang định cầu xin tiếp, Dương Thanh bỗng híp mắt,
lạnh lùng nói, cứ được đà lấn tới như thế chỉ khiến nhà họ Tô bị tiêu diệt nhanh hơn mà thôi. Câu nói này khiến lưng Tô Thành Vũ lạnh toát, đành nuốt mấy lời cầu khẩn lại. Cảm ơn cậu Thanh. Tô Thành Vũ vội cảm ơn rồi cam đoan, sau này, nhà họ Tô sẽ không làm việc dưới danh nghĩa của cậu Thanh nữa. Dương Thanh làm thế cũng vì nể mặt gia tộc Vũ Văn, bằng không, những gì mà Tô Thành Vũ vừa làm đã đủ để khiến nhà họ Tô biến mất khỏi Giang Bình rồi. Thể diện của Tô San vẫn chưa lớn tới mức khiến Dương Thanh bỏ qua cho nhà họ Tô. Không biết cậu đây là ai nhỉ? Tiết Khải cười ha hả, nhìn Dương Thanh. Dương Thanh nhìn lại, thản nhiên nói, anh không cần hỏi dò thế đâu, tất cả những gì mà tôi có bây giờ đều dựa vào chính tôi. Nếu anh cứ muốn biết gia thế của tôi có thể nói cho anh biết luôn, tôi là con rơi của gia tộc Vũ Văn, một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Trong lúc mọi người vẫn đang kinh ngạc, Dương Thanh lắc đầu, tôi không có hứng thú với thân phận đó. Cậu Thanh không cân nhắc thêm à? Tiết Khải không bất ngờ, cười hỏi. Đối với anh ta, người càng giỏi, càng trung thành, càng khó thu phục thì càng có tính khiêu chiến, sẽ khiến anh ta thấy hứng thú hơn. Trước đó, Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đã quỳ xuống xin làm chó của anh ta, nhưng lại bị anh ta từ chối. Tô Thành Vũ muốn phục tùng nhà họ Tiết, cũng bị từ chối luôn. Nhưng Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên không chịu khuất phục lại khiến anh ta cảm thấy rất hứng thú, thậm chí cho họ thêm một ngày để cân nhắc. Dương Thanh được Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên tôn kính như thế, chắc chắn giá trị của anh sẽ cao hơn. Quan trọng là Dương Thanh còn rất trẻ, hơn nữa chỉ là con rơi của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô có thực lực kém xa nhà họ Tiết. Dương Thanh không hề do dự, tôi không quan tâm đến chuyện ở Nam Dương và Đông Lan, nhưng ở Giang Bình, tôi không cho phép những gia tộc và thế lực khác xuất hiện. Tuy anh không trả lời thẳng câu hỏi của Tiết Khải nhưng đã bày tỏ thái độ của mình. Nếu không có nhà họ Quan và nhà họ Hàn, Dương Thanh cũng không muốn nhúng tay vào việc của nhà họ Tiết. Cho dù thế nào, nhà họ Quan và nhà họ Hàn cũng có tình nghĩa sâu sắc với anh. Nếu tôi cứ muốn nắm giữ Giang Bình thì sao? Tiết Khải híp mắt hỏi, nhưng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Dương Thanh không hề sợ hãi, vậy phải xem anh có thực lực đến đâu. Đại sảnh rộng lớn lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều căng thẳng. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên đã biết rõ thân phận của Dương Thanh cũng thấy hơi căng thẳng. Cho dù thế nào, Tiết Khải cũng là người của vương tộc, tuy Dương Thanh là tướng quân của biên giới phía Bắc nhưng đó chỉ là quá khứ. Thân phận của Dương Thanh bây giờ đúng là không thể sánh bằng Tiết Khải. Nhưng Hàn Khiếu Thiên cũng đến từ biên giới phía Bắc nên có sự sùng bái mù quáng với Dương Thanh, cho dù Dương Thanh không thể thắng nổi Tiết Khải thật, ông cụ vẫn sẽ theo phe anh, không hề hối hận. Vậy cậu Thanh cứ xem kỹ vào nhé. Tiết Khải lại mỉm cười rồi lập tức quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn 5 gia tộc lớn ở 3 tỉnh. Cậu Thanh, trước đó tôi có mắt như mù, không nhận ra cậu Thanh, mong cậu tha thứ, chỉ cần cậu đồng ý, từ nay về sau, nhà họ Kim sẽ nghe lệnh cậu. Kim Chí Minh bỗng bước tới, cung kính nói. Lương Văn Khang cũng vội nói, sau này nhà họ Lương cũng sẽ nghe theo lệnh của cậu Thanh. Dương Thanh lạnh lùng nhìn hai người rồi thản nhiên nói. Vừa nãy tôi đã nói rất rõ rồi nhỉ. Chuyện ở Nam Dương và Đông Lan không liên quan đến tôi. Bây giờ Dương Thanh sắp đến Yến Đô rồi, nên anh không hề hứng thú với chuyện ở Nam Dương và Đông Lan. Cậu Thanh, cậu không thể thấy chết mà không cứu. Cho dù thế nào, Giang Bình, Đông Lan và Nam Dương cũng là anh em. Nếu cậu không giúp chúng tôi, gia tộc của chúng tôi sẽ bị tiêu diệt mất. Tô Thành Vũ thấy rất hối hận, nhưng đã muộn rồi. Ông đi đi. Dương Thanh cũng nói. Vâng, Tô Thành Vũ không dám phản đối, cung kính đáp rồi buồn bã rời đi. Những người nên đi nhanh chóng đi hết. Trong đại sảnh, chỉ còn Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên, Hàn Diệp con trai Hàn Khiếu Thiên và một số người thuộc dòng chính của nhà họ Quan. Quan Chính Sơn bảo Quan Tuyết Tùng ở lại, cho những người khác đi hết. Sau khi mọi người rời đi, Quan Chính Sơn mới nói, cậu Thanh, cậu có kế sách gì chưa ạ? Những người khác đều nhìn về phía Dương Thanh. Dù sao, họ dám đối đầu với nhà họ Tiết cũng vì có Dương Thanh. Dương Thanh nói, gần đây tôi sẽ ở Giang Hải, nếu người nhà họ Tiết có động tĩnh gì, mọi người cứ báo cho tôi biết. Vâng. Đám người vội đáp. Hàn Khiếu Thiên thoáng ngập ngừng rồi nói, cậu thanh niên nhà họ Tiết kia cũng không phải người tầm thường, cho dù thế nào, cậu ta cũng đến từ nhà họ Tiết, hơn nữa có địa vị khá cao, cậu Thanh phải cẩn thận. Cứ yên tâm, người nhà họ Tiết không làm gì tôi được đâu, Dương Thanh nói. Hàn Khiếu Thiên tin Dương Thanh có sức mạnh để nói câu này nên không nói gì nữa. Cậu Thanh, lâu lắm rồi cậu không về Giang Hải, cậu định chuyển đến Yến Đô à? Quan Chính Sơn chợt hỏi,
Dương Thanh gật đầu, lần này tôi đến nhà họ Quan để nói chuyện này đây. Nghe thấy thế, trong mắt đám người xuất hiện vẻ mong chờ. Dương Thanh nói tiếp, bây giờ, nhà họ Trần đã chuyển sản nghiệp của gia tộc tới Yến Đô, mấy ngày trước, nhà họ Trần đã thay thế nhà họ Thái chỉ đứng sau 8 nhà quyền thế ở Yến Đô rồi. Tôi định thành lập một liên minh để đối phó với những biến cố có thể xảy ra trong tương lai. Vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây, nên tôi hỏi luôn, mọi người có định rời khỏi Giang Bình không? Nghe Dương Thanh nói thế, ai cũng có vẻ kinh ngạc. Hàn Diệp bỗng xin lỗi rồi nghiêm túc nói, nhưng bố cứ yên tâm, tuy trước kia con không nên hồn, nhưng sau này, con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để nhanh chóng xứng đáng với vị trí chủ gia tộc họ Hàn. Tốt lắm, có câu nói này của con, cho dù bố chết thì cũng yên tâm nhắm mắt, mắt Hàn Khiếu Thiên rơm rớm lệ. Ông cụ cũng muốn theo Dương Thanh đến Yến Đô lắm chứ, nhưng năng lực của Hàn Diệp không đủ, ông cụ sợ nhà họ Hàn sẽ gây thêm phiền phức cho Dương Thanh. Dương Thanh nhìn Hàn Diệp với vẻ cảm khái, làm gì có ai không mắc sai lầm. Biết sửa sai mới là đáng quý nhất, nếu ông đã muốn đưa nhà họ Hàn lên tầm cao mới, tôi sẽ cho ông cơ hội. Hàn Diệp bỗng sáng mắt lên, mừng rỡ nói, cậu Thanh đồng ý cho tôi theo cậu đến Yến Đô ạ. Dương Thanh mỉm cười, gật đầu rồi nhìn Hàn Khiếu Thiên, ông chủ Hàn cứ yên tâm, ở Yến Đô, cho dù nhà họ Hàn chọc thủng trời thì tôi cũng có thể vá lại. Nhà họ Hàn cũng chuẩn bị chuyển sản nghiệp của gia tộc tới Yến Đô đi. Hàn Khiếu Thiên biết rõ Dương Thanh làm thế vì nể mặt mình, ông cụ vô cùng cảm động, bỗng thấy hơi nghẹn ngào, chỉ có thể liên tục gật đầu để đáp lại. Quan Chính Sơn cũng mỉm cười, nhà họ Trần đã đứng vững ở Yến Đô trước chúng ta không thể trở thành vướng bận của cậu Thanh được. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh bỗng vang lên. Anh rể, anh mau tới cứu em và chị với. Vừa nối máy, tiếng cầu cứu hoảng hốt của Tần Y đã vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Thanh nghe được tiếng cầu cứu của Tần Y thì đứng phắt dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói cho anh biết, bọn em đang ở đâu. Karaoke thời gian tuyệt vời. Tần Thanh Tâm vừa dứt lời, anh đã nghe rầm một tiếng như tiếng cánh cửa bị phá, sau đó điện thoại cũng bị cúp. Chờ tới lúc Dương Thanh gọi lại cho Tần Y thì không ai nghe máy. Cậu Thanh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên đều đuổi theo và cùng hỏi. Ai biết karaoke thời gian tuyệt vời ở đâu không? Dương Thanh hỏi. Cậu Thanh, tôi biết. Quan Tuyết Tùng vội nói. Đi với tôi. Dương Thanh không có thời gian giải thích, chộp lấy cánh tay của Quan Tuyết Tùng. Anh ta còn chưa hoàn hồn, đã bị anh kéo mạnh về phía trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên nhìn thấy Dương Thanh dẫn Quan Tuyết Tùng đi, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Trong ấn tượng của bọn họ, từ trước đến nay Dương Thanh đều rất bình tĩnh. Hình như không có chuyện gì có thể làm anh hoảng loạn. Nhưng ngay vừa nãy, Dương Thanh giống như một con thú hoang điên cuồng. Chắc chắn có người đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh thì anh mới như vậy. Vừa rồi, cậu Thanh hỏi karaoke thời gian tuyệt vời ở đâu? Hay chúng ta dẫn người đi chợ giúp luôn? Hàn Diệp hỏi. Được, chúng ta dẫn người tới luôn. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn lập tức quyết định. Cùng lúc đó, Dương Thanh được Quan Tuyết Tùng dẫn đường. Lái chiếc Phaeton bản giới hạn được đặt riêng với tốc độ cao nhất, chiếc xe lao nhanh trên đường như một cơn lốc. Cả đoạn đường, Quan Tuyết Tùng nắm thật chặt lấy tay vịn trong xe, gương mặt tái nhợt. Anh ta có ảo giác, mình không phải đang ngồi trong ô tô mà trong máy bay. Lúc này, chiếc Phaeton lại có tốc độ nhanh như máy bay trong trạng thái cất cánh, quan trọng là trên đường có rất nhiều xe nhưng kỹ thuật lái xe của Dương Thanh cực tốt. Chiếc xe này ở trong tay anh lại chẳng khác nào món đồ chơi, bị anh khống chế hoàn toàn. Có nhiều lần anh ta thấy chiếc xe sắp va vào chiếc xe khác, Dương Thanh đều có thể tránh được đặc biệt chính xác. Trong một phòng VIP nhỏ ở thời gian tuyệt vời. Lúc này, Tần Thanh Tâm và Tần Y đang ôm nhau và vô cùng sợ hãi. Mà ở dưới chân hai người còn có một người đàn ông trung niên đầm đìa máu. Dù vậy, người đàn ông trung niên vẫn giãy giụa từ dưới đất bò dậy, cản trước mặt hai người phụ nữ, cầm một con dao găm trong tay và nghiến răng nghiến lợi nhìn ông già mặc áo vải trước mặt. Ngoài ra còn có một người thanh niên rất trẻ đứng bên cạnh lão ta, chỉ khoảng 24, 25 tuổi đang cười híp mắt nhìn Tần Thanh Tâm và Tần Y. Không ngờ, hai người đẹp này có lai lịch không nhỏ, có cao thủ cấp bậc như thế này âm thầm bảo vệ. Người thanh niên cười híp mắt nói, nếu bây giờ các cô theo tôi sẽ lập tức thả ông ta ra. Nếu không có lẽ ông ta sẽ bị đánh chết ở đây. Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe vậy thì suýt bật khóc. Bảo các cô đi theo người thanh niên trước mắt. Chắc chắn các cô sẽ không chịu.
Nhưng nếu không theo đối phương sẽ giết chết người trung niên bảo vệ bọn họ. Tôi khuyên các người vẫn nên rời đi bây giờ thì tốt hơn, bằng không chắc chắn các người sẽ hối hận đấy. Người trung niên nghiến răng nghiến lợi nói. Ông có biết tôi là ai không? Ông chán sống hay sao mà dám uy hiếp Tiết Minh tôi? Người thanh niên cười híp mắt nói. Gã nhìn Tần Thanh Tâm và Tần Y nói, đúng rồi, tôi suýt quên tự giới thiệu, tôi là Tiết Minh đến từ nhà họ Tiết vương tộc Chiêu Châu. Có lẽ các cô chưa từng nghe đến nhà họ Tiết. Tôi có thể giới thiệu sơ qua cho các cô. Nước Chiêu Châu rộng lớn này, ngoài 4 khu vực biên giới thì còn có 5 hoàng tộc và 4 vương tộc. Mà nhà họ Tiết chính là một trong 4 vương tộc lớn. Các cô hẳn đã nghe nói qua về 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đúng không? Ở trong mắt nhà họ Tiết, cho dù 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô liên thủ cũng chỉ là rác rưởi. Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe Tiết Minh giải thích, cuối cùng đã ý thức được gia tộc của đối phương mạnh tới mức nào. Trừ khi tôi chết, bằng không cậu đừng mong động tới một sợi tóc của các cô ấy. Người trung niên vẫn chắn trước mặt hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời trong lòng vô cùng chấn động. Ông ta là tiền bưu được Dương Thanh Thu xếp cho âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tần Y, cũng có biết về nhà họ Tiết. Dù sao nhà họ Tiết cũng là một trong 9 gia tộc quyền thế lớn hàng đầu trong nước Chiêu Châu, chẳng trách lão già áo vải bên cạnh Tiết Minh lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Cho dù ông ta từng là vua bóng đêm ở biên giới phía Bắc, cũng không phải là đối thủ của cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết. Rõ ràng, người thanh niên trước mắt này là con cháu dòng chính có địa vị cao trong nhà họ Tiết, nếu không sẽ không có cao thủ lợi hại như vậy đi theo bên cạnh. Nếu ông vội chết như vậy, tôi sẽ giết ông trước. Tiết Minh đã muốn giết người, vung tay lên căn dặn, giết ông ta cho tôi. Cậu Minh, thực lực đối phương rất mạnh, chiêu giết người đều từ trong quân đội mà ra, tôi lo. Mặc dù lão già áo vải chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tiết Minh khẽ nhíu mày và cười lạnh, cho dù chủ nhân phía sau ông ta là nhân vật lớn trong quân đội thì sao chứ? Ở trước mặt họ Tiết tôi, kẻ đó còn chẳng phải là một con chó sao? Giết! Vâng! Tiết Minh thẹn quá thành giận, quát to, ông ra ngoài canh gác cho tôi, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào phòng này. Lão già áo vải biết tính tình của Tiết Minh. Lão ta thấy tiền bưu thề chết cũng không khuất phục. Đã cảm giác được lai lịch của đối phương không tầm thường. Cao thủ như vậy lại được phái tới bảo vệ hai cô gái, có thể tưởng tượng được người có thể ra lệnh cho tiền bưu sẽ có thân phận thế nào. Nhưng dù sao lão ta cũng chỉ là một cao thủ cầm tiền của nhà họ Tiết, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người nhà bọn họ. Sau khi lão già áo vải đi ra khỏi phòng thì đóng cửa lại. Tiền bưu đột nhiên có cảm giác trời cũng sập xuống. Bây giờ mình bị lão già áo vải ngăn cản, không có cách nào tiếp tục bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tần Y. Lúc này, ở trong phòng VIP ngoài Tần Thanh Tâm và Tần Y, còn có một Tiết Minh, ông ta biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ông mau cản cậu ta lại, bằng không cậu ta chắc chắn sẽ chết. Ông tin tôi đi, một khi cậu ta dám làm ra bất kỳ chuyện gì hại hai cô gái kia, chắc chắn sẽ chết rất thảm đấy. Tiền Bưu cầu khẩn, không phải ông là cao thủ tới bảo vệ cậu ta sao? Nếu bây giờ ông không ngăn cản, tất cả sẽ thành quá muộn đấy. Câm miệng! Lão già áo vải tức giận quát một tiếng và đánh một chưởng về phía đầu Tiền Bưu. Tiền Bưu thấy đối phương vỗ một chưởng về phía đầu mình thì vô cùng tuyệt vọng và tự trách. Dương Thanh bảo ông ta âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tần Y, nhưng bây giờ ông ta chẳng những không bảo vệ được các cô ấy, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng mất. Khi nghĩ cách cứu Tần Thanh Tâm và Tần Y, ông ta đã hiểu rõ thực lực của lão già áo vải nhà họ Tiết này mạnh tới mức nào. Một chưởng này vỗ xuống, ông ta chỉ có một con đường chết. Nhưng cho dù có chết, ông ta cũng muốn lão già áo vải giết chết mình phải nhớ rõ, kiếp sau mình sẽ báo thù rửa hận. Trường này của lão già áo vải dường như mang theo khí thế của cả trời đất. Lão ta làm vậy không phải là do câu nói của Tiền Bưu đã chọc giận lão ta. Mà lão ta cảm giác được người có thể sai khiến Tiền Bưu chắc chắn có địa vị vô cùng đáng sợ, chỉ có giết người diệt khẩu mới có thể tránh được một vài rắc rối không cần thiết. Lão ta không chỉ muốn giết Tiền Bưu, còn muốn giết cả Tần Thanh Tâm và Tần Y trong phòng. Hễ là người có khả năng để lộ ra chuyện hôm nay, lão ta đều phải diệt khẩu hết. Khi trường này của lão già áo vải sắp rơi xuống đầu Tiền Bưu, một khí thế vô cùng đáng sợ đã tiếp cận lão ta với một tốc độ khủng khiếp. Trong giây lát, lão già áo vải đột nhiên cảm giác lông tơ trên người đều dựng ngược. Lão ta thậm chí không tiếc buông bỏ ý định giết chết Tiền Bưu, lập tức cố gắng thu lại sức lực, xoay người đánh ra một trường. Bốp! Nhưng ngay khi lão ta xoay người lại, chỉ thấy một người thanh niên khoảng 26, 27 tuổi với vẻ mặt đáng sợ đang vung nắm đấm tấn công về phía mình.
Nắm đấm của đối phương rơi thẳng vào lòng bàn tay của lão già áo vải. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, xương cốt trong người lão vang lên tiếng động giống như đậu rơi xuống đất, lại giống như sét đánh giữa trời quang. Gần như cùng lúc đó, lão già áo vải bay thẳng ra ngoài giống như con diều bị đứt dây. Bịch. Một tiếng động lớn vang lên, lão già áo vải đập vào cửa phòng. Mà trong nháy mắt khi lão già áo vải ngã xuống đất thì không còn sức sống nữa. Cánh tay lão ta vừa giơ ra đã bị đánh nát hoàn toàn. Cậu Thanh. Bởi vì Thiền Bưu vẫn mở mắt nên nhìn thấy rõ cảnh tượng lão già áo vải bị Dương Thanh đấm một phát bay ra ngoài. Ông ta vô cùng kích động. Bởi vì Thiền Bưu quá kích động mà rơi cả nước mắt. Cậu Thanh, mau cứu người. Thiền Bưu không để ý tới vết thương của mình, vội vàng chỉ vào trong phòng VIP và nói. Chẳng qua ông ta bị thương quá nặng, vừa rồi vốn đang cố chống đỡ, sau khi nói ra những lời này thì ngã luôn xuống đất. Ai đấy? Trong phòng VIP, Tiết Minh đang muốn ra tay với Tần Thanh Tâm và Tần Y, nhưng còn chưa chạm tới hai cô đã nhìn thấy một bóng người đầm đìa máu kèm theo cánh cửa của phòng VIP cùng bay vào. Gã lập tức nổi giận quát một tiếng. Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ trong chớp mắt, một bóng người quen thuộc đã bước nhanh đến gần phòng VIP. Khi vừa nhìn thấy Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều rơi nước mắt. Vừa rồi, các cô trơ mắt nhìn Tiền Bưu âm thầm bảo vệ mình bị đánh, đã sợ tới choáng váng từ lâu. Thậm chí, các cô quyết định sẽ cắn lưỡi tự sát. Các cô còn tưởng hôm nay mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ đúng vào lúc này, Dương Thanh lại giống như chiến thần trên trời cao đạp mây bảy màu tìm đến chỗ bọn họ. Lúc này, Tiết Minh cũng phát hiện ra bóng người đụng cửa bay vào phòng chính là vệ sĩ của mình. Cuối cùng gã cũng có cảm giác hoảng sợ. Ngay cả vệ sĩ bên cạnh gã còn không chịu nổi một đòn, giờ sống chết không rõ nữa là gã. Nhưng người trước mắt này cũng quá trẻ rồi đấy nhỉ. Không ngờ người này có thể đánh bại vệ sĩ của mình. Thằng nhóc, mày là ai? Không ngờ mày lại dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Cho dù Tiết Minh kinh ngạc và cũng hơi hoảng sợ nhưng dù sao gã cũng là người nhà họ Tiết, nghĩ ở thành phố nhỏ như Giang Hải này thì có thể gặp được nhân vật có địa vị lớn tới mức nào. Cho dù vệ sĩ của mình bị giết, gã cũng không hề sợ hãi. Dương Thanh chỉ hờ hững nhìn Tiết Minh như đang nhìn một người chết, sau đó xoay người đi về phía Tần Thanh Tâm và Tần Y. Chồng! Tần Thanh Tâm nhìn thấy Dương Thanh, thì không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, lập tức nhào vào trong lòng anh và òa khóc, em xin lỗi, em sai rồi. Em không nên nghi ngờ anh, không nên giận dỗi với anh, không nên tới chỗ thế này. Tần Y cũng muốn nhào vào trong vòng tay của Dương Thanh. Nhưng chị mình còn ở đây, cho dù cô ta có kích động muốn nhào vào trong lòng anh cũng phải nhịn. Cô ta đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt, hoảng sợ trước đó đã hoàn toàn tan thành mây khói. Dương Thanh ôm chặt Tần Thanh Tâm, cố nói chuyện thật dịu dàng, có chồng ở đây, không ai có thể động tới một sợi tóc của em hết. Mỗi lần Tần Thanh Tâm khóc, Dương Thanh đều có cảm giác tim đau như bị dao cắt. Anh yêu người phụ nữ này, quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương tới cô. Nếu kẻ nào dám làm hại người phụ nữ này, vậy chỉ có một con đường chết. Tiết Minh cuối cùng đã hiểu rõ, hóa ra là chồng của Tần Thanh Tâm đến đây. Gã không hề sợ hãi mà trái lại còn phách lối nói, thằng nhóc, mày dám giết người của tao, tao rất tức giận đấy. Nếu bây giờ mày để vợ mày lại, sau đó cút ra ngoài thì tao có thể bỏ qua chuyện cũ. Bằng không, mày chắc chắn sẽ hối hận vì đã xuất hiện trên cõi đời này. Dương Thanh nghe Tiết Minh nói vậy, mới thả Tần Thanh Tâm ra, xoay người nhìn về phía gã. Khi ánh mắt Dương Thanh và Tiết Minh giao nhau, gã không khỏi run lên, chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương theo sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu. Mắt Dương Thanh đỏ ngầu trông không giống như mắt của con người mà là mắt của ác ma. Cho dù Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn dẫn theo rất nhiều người tới đây nhưng Tiết Minh không hề sợ hãi, trái lại còn cười híp mắt nói với Dương Thanh, cho dù mày đông người thì sao chứ? Giết! Dương Thanh lười nói nhiều với Tiết Minh, dứt khoát ra lệnh một tiếng. Khi Tiết Minh có ý xấu với Tần Thanh Tâm và Tần Y thì đã xác định số phận cuối cùng của gã. Vâng! Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên vội đáp. Sau đó hai người ra lệnh một tiếng, hơn 10 cao thủ vây quanh Tiết Minh. Cho đến giờ phút này, Tiết Minh mới ý thức được Dương Thanh thật sự muốn giết chết mình. Tao chính là người của vương tộc nhà họ Tiết, các người dám động vào một sợi tóc của tôi thì cả Giang Bình sẽ phải bị chôn cùng. Tiết Minh giận dữ hét lên, cố gắng dùng thân phận của mình để dọa cho Dương Thanh lui lại. Nhưng gã làm sao biết được, ngay vừa rồi đã có Tiết Khải cũng tự xưng là người nhà họ Tiết mới tiếp xúc với Dương Thanh. Sau khi Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn nghe đối phương tự giới thiệu thì đều hơi kinh ngạc và e dè.
Cậu Thanh, cậu ta là người nhà họ Tiết. Cậu còn muốn ra tay nữa không? Hàn Khiếu Thiên hỏi với vẻ mặt nặng nề. Giết! Dương Thanh không hề do dự. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều sững sờ vì sự dứt khoát của Dương Thanh. Lúc trước xảy ra xung đột với Tiết Khải vẫn còn cơ hội thương lượng, nhưng nếu giết Tiết Minh thì giữa Dương Thanh và nhà họ Tiết chỉ có một bên sống. Tiết Minh càng hoảng sợ không thôi, gã đã nói rõ thân phận của mình rồi thế mà Dương Thanh vẫn muốn giết gã. Tôi là người nhà họ Tiết, là vương tộc của Chiêu Châu. Có lẽ trong mắt các người tám gia tộc lớn ở Yến Đô đã là gia tộc hàng đầu rồi đúng không? Nhưng tôi nói cho các người biết, trước mặt nhà họ Tiết, tám gia tộc đó dù có liên thủ với nhau cũng chẳng là gì đối với chúng tôi. Tiết Minh nghĩ Dương Thanh không biết vương tộc nhà họ Tiết là gia tộc mạnh cỡ nào nên vội vàng giải thích. Nhưng Dương Thanh vẫn hờ hững, không hề có ý định buông tha cho gã. Giết! Hàn Khiếu Thiên không do dự nữa, lập tức ra lệnh, hai tên cao thủ xông thẳng lên giết Tiết Minh. Rốt cuộc Tiết Minh cũng biết sợ, sắc mặt xanh lét, vội vã cầu xin nói, tôi biết sai rồi, xin anh đừng giết tôi. Tôi có tiền, có rất nhiều tiền, chỉ cần anh tha cho tôi sẽ đưa tiền cho anh. 1 tỷ, tôi cho anh 1 tỷ. Chỉ xin anh tha cho tôi một con đường sống. Thấy Dương Thanh thờ ơ không động lòng, Tiết Minh cắn răng nói, 2 tỷ, tôi sẽ cho anh tất cả tiền của tôi, anh đừng giết tôi sẽ không dám nữa. Cao thủ nhà họ Hàn rạch một dao, một đường máu nở rộ trên cổ của Tiết Minh. Hai mắt Tiết Minh trợn ngược, trong con ngươi ngập tràn sợ hãi, cơ thể ngã thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt. Cho đến chết gã cũng không biết rốt cuộc Dương Thanh là ai mà lại dám nói giết là giết gã ngay tắp lự. Nếu biết sẽ bỏ mạng lại thành phố Giang Hải heo hút này, gã sẽ không đến đây tham gia trò vui nhưng giờ có hội hận cũng muộn rồi. Cậu Thanh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hàn Khiếu Thiên nghiêm túc hỏi. Dương Thanh hờ hững nhìn thi thể của Tiết Minh nói, nếu nhà họ Tiết muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng. Dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, những việc xảy ra ở đây không được nói với bất kỳ ai. Tuy Dương Thanh không sợ nhà họ Tiết trả thù nhưng nếu có thể khiến nhà họ Tiết khó chịu vì chuyện này, anh cũng rất vui. Đương nhiên Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn cũng biết việc này rất nghiêm trọng nên vội vàng bảo đảm nói, cậu Thanh yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Được, đừng quên xóa camera đấy. Dương Thanh lại nhắc nhở. Dạ. Hai người đồng thanh nói. Dương Thanh lặng lẽ rời đi, không hề bận tâm về cái chết của Tiết Minh. Nhà họ Quan và nhà họ Hàn đương nhiên sẽ xử lý tốt mọi việc. Bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Quan là hai gia tộc đứng đầu Giang Bình, nếu bọn họ không xử lý tốt việc này, sẽ không có tư cách đi Yến Đô với Dương Thanh. Sau khi Dương Thanh trở lại dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm và Tần Y đang lo lắng chờ anh. Chồng. Anh rể. Thấy Dương Thanh về nhà, Tần Thanh Tâm và Tần Y chạy vội tới kiểm tra kỹ càng, sau khi xác định Dương Thanh không bị thương gì, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hai người vẫn không dám ngồi xuống, cứ đứng trước mặt Dương Thanh như đứa trẻ phạm lỗi. Nhất là Tần Y, vẻ mặt càng tự trách. Dù sao Tần Thanh Tâm vốn cũng không tin Dương Thanh có gì với Tô San nhưng Tần Y lại nhất định kéo Tần Thanh Tâm rời đi nên mới xảy ra những việc sau này. Anh rể, xin lỗi. Cuối cùng Tần Y cũng đỏ hoe mắt nói, đều tại em. Nếu không phải em dẫn chị bỏ đi thì sẽ không xảy ra những chuyện lúc nãy, Tiền Bưu cũng không bị thương nặng như vậy. Tần Thanh Tâm cũng rất áy náy, vội vàng nói, đều là lỗi của em, chúng ta là vợ chồng lẽ ra em nên tin tưởng anh nhưng em lại không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào. Chị nói gì vậy, rõ ràng là chị không tin anh rể ngoại tình mà, đều tại em khăng khăng muốn dẫn chị ra khỏi nhà, Tần Y vội vàng nói. Nhìn hai chị em tranh nhau nhận lỗi, Dương Thanh không còn giữ được dáng vẻ cố ý làm mặt lạnh lúc nãy nữa, phá lên cười. Được rồi, anh không đùa hai người nữa, anh thật sự không tức giận. Dương Thanh cười nói, còn nữa, Tiền Bưu cũng không sao rồi. Lúc nãy anh đã đến bệnh viện thăm, Tiền Bưu chỉ bị thương ngoài da thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Lúc nãy Dương Thanh quả thật có đến bệnh viện, sau khi xác nhận Tiền Bưu không sao mới trở về nhà. Hơn nữa, lúc anh đến Tiền Bưu đã tỉnh lại. Ông ta vốn là vua bóng đêm xuất thân từ biên giới phía Bắc, sao có thể vì một chút vết thương ngoài da mà tổn thương đến gân cốt được chứ? Nghe Dương Thanh nói Tiền Bưu không sao, hai chị em mới yên tâm. Nhưng cũng vì chúng em tùy hứng nên Tiền Bưu mới bị thương. Tần Thanh Tâm vẫn tự trách không thôi. Dương Thanh bước lên ôm Tần Thanh Tâm vào lòng dịu dàng nói, Tiền Bưu sẽ không trách hai em đâu, hai em đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ cứ giải cẩu lương đi, em trở về phòng đây. Tần Y tức giận lườm hai người, sau đó tức giận chạy về phòng mình.
Tần Thanh Tâm đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cũng khó có dịp thấy được dáng vẻ e thẹn như vậy của Tần Thanh Tâm. Vốn dĩ cô đã là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, lúc này lại e thẹn, hai má ửng hồng, cực kỳ quyến rũ. Hai vợ chồng đã xa nhau một thời gian, Dương Thanh thật sự rất khó chịu, bây giờ lại đang ôm người đẹp trong lòng, cảm giác khó chịu kia càng lúc càng mãnh liệt. Chờ sau khi lấy lại tinh thần lại, Tần Y giận dữ nói, không biết xấu hổ. Tất cả manh mối về hiện trường Tiết Minh bị giết, bao gồm việc Tiết Minh đi karaoke thời gian tuyệt vời đều bị nhà họ Hàn xử lý sạch sẽ. Dường như người tên Tiết Minh này chưa bao giờ đến Giang Hải. Nhưng dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ không thể vô duyên vô cớ mất tích được. Mãi đến ngày thứ hai, bố của Tiết Khải gọi điện đến báo cho anh ta biết, thằng Minh vốn ham chơi, tối qua đã đi Giang Bình tìm con trông chừng nó cho cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện. Nghe bố mình nói thế, sắc mặt Tiết Khải nhất thời cứng ngắc, tối qua thằng Minh đến tìm con sao? Sao nó không liên lạc với con? Không phải thằng nhóc này đều thích lẽo đẽo theo con sao? Lần này, tại sao nó lại không liên lạc với con? Bố của Tiết Khải cũng rất bất ngờ. Từ nhỏ Tiết Minh đã được sinh ra trong nhung lụa, được cả nhà hết mực thương yêu, chiều chuộng. Tuy đã 25 tuổi nhưng trong lòng Tiết Khải, Tiết Minh vẫn là một đứa trẻ, anh ta cũng rất yêu thương đứa em trai này. Không biết tại sao Tiết Khải bỗng có dự cảm không lành. Tối qua mí mắt anh ta giật liên hồi, đã vậy cũng rất cáu gắt, vốn còn tưởng là vì việc đối chọi với Dương Thanh nữa. Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải là vì Dương Thanh. Bố, con không nói với bố nữa, con liên lạc với thằng Minh đây. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Khải lập tức gọi điện thoại cho Tiết Minh. Sau khi Tiết Khải cúp điện thoại của bố, anh ta lập tức gọi cho Tiết Minh, nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy. Tiết Khải gọi liên tục 7-8 cuộc đều không được, trái tim anh ta lạnh toát. Anh ta và Tiết Minh là anh em ruột, hơn 20 năm qua, chưa một lần mất liên lạc. Anh ta đột nhiên có một linh cảm rất xấu, rất có thể Tiết Minh đã xảy ra chuyện. Kiểm tra cho tôi tất cả thông tin liên quan sau khi Tiết Minh đến Giang Hải vào ngày hôm qua. Mắt Tiết Khải đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, một người đàn ông trung niên đứng phía sau lập tức rời đi. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên quay lại, lấy ra một xấp tài liệu, cậu Khải, đây là tất cả tin tức có thể tra ra được về cậu Minh. Tiết Khải mở thông tin ra và xem, tất cả thông tin có trong đó đều là hành trình của Tiết Minh và các nhân viên liên quan mà Tiết Minh tiếp xúc. Tuy nhiên, tất cả họ đều có vẻ rất bình thường, căn bản không có khả năng xảy ra xung đột với người khác. Sau khi đọc thông tin, Tiết Khải đột nhiên có một suy nghĩ nực cười, Tiết Minh cứ thế bốc hơi khỏi thế giới như thế sao? Tất nhiên, đây chỉ là những gì anh ta nghĩ chứ chuyện này căn bản không thể xảy ra được. Nhờ cậy tất cả các mối quan hệ cho tôi, toàn lực tìm kiếm Tiết Minh, cho dù có phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm thấy người cho tôi. Tiết Khải nghiến răng nói. Mặc dù vẫn chưa tìm thấy Tiết Minh nhưng anh ta đã có một dự cảm rằng Tiết Minh rất có thể đã xảy ra chuyện. Vì dù sao bao nhiêu năm nay, anh ta chưa từng mất liên lạc với Tiết Minh. Không hiểu vì sao, Dương Thanh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Tiết Khải. Tiết Minh được bảo vệ bởi những cao thủ hàng đầu của nhà họ Tiết, nếu Tiết Minh bị giết ở Giang Hải thì Dương Thanh là người đáng nghi nhất. Đương nhiên, nghi ngờ chỉ có thể là nghi ngờ mà thôi, còn chân tướng như thế nào thì chỉ có thể chờ điều tra rõ ràng. Nghĩ đến Dương Thanh, vẻ mặt Tiết Khải lại trở nên nghiêm nghị, Dương Thanh, rốt cuộc cậu là ai? Hôm qua khi gặp Dương Thanh ở nhà họ Quan, từ sự bình tĩnh mà Dương Thanh thể hiện ra và cả sự cung kính đến từ nội tâm mà Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên dành cho Dương Thanh, Tiết Khải biết rằng Dương Thanh không phải người đơn giản. Tuy nhiên, điều mà anh ta thực sự không hiểu, đó là một người bị một gia tộc thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô bỏ rơi, đột nhiên mất tích 5 năm sao lại trở nên thâm sâu khó lường như vậy. Hôm qua sau khi rời khỏi nhà họ Quan, Tiết Khải liền điều tra tất tần tật mọi thứ liên quan đến Dương Thanh. Ngoại trừ 5 năm Dương Thanh biến mất, anh ta hoàn toàn không điều tra được bất cứ tin tức gì về anh. Còn những tư liệu khác anh ta đều nắm được cả. Không chỉ 5 năm khi Dương Thanh mất tích khiến người ta rất khó hiểu, mà cũng không điều tra được bất cứ manh mối gì về mẹ của Dương Thanh là Dương Tuyết Nhạn. Tiết Khải tự nhủ, người phụ nữ này nhất định không đơn giản. Chẳng lẽ 5 năm khi Dương Thanh mất tích đã bị người nhà của Dương Tuyết Nhạn mang đi? Trong khi Tiết Khải đang cố gắng tìm hiểu về Dương Thanh, thì anh cũng vừa mới tỉnh dậy. Tối hôm qua vận động với Tần Thanh Tâm hơi quá đà, quả thực rất mệt, anh bỏ cả buổi tập thể dục mỗi sáng sớm. Sau khi Dương Thanh thức dậy, anh mặc một chiếc quần đùi, cởi trần và đi vào nhà bếp, đêm qua hao tổn sức lực quá nên giờ anh vừa đói và khát. Y,
Sao mắt em lại sưng lên thế? Dương Thanh tình cờ gặp Tần Y đang làm bữa sáng trong bếp, nhìn đôi mắt Tần Y hơi sưng lên, anh nghi ngờ hỏi. Lưu manh! Tần Y hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thanh một cái, đem bánh trứng đã cắt sẵn đặt ở trên bàn. Sao em lại mắng anh? Dương Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên Tần Y không đáp lại, nghĩ đến âm thanh ở phòng bên cạnh đêm qua, lại nhìn thân trên trần trụi của Dương Thanh, cô ta chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, nhịp tim cũng tăng nhanh. Em đi gọi Tiêu Tiêu dậy đây, sau đó đưa con bé đến trường. Tối qua chị gái em chắc là mệt lắm, anh đừng làm phiền chị ấy nghỉ ngơi nữa. Tần Y nói xong xoay người bước nhanh về phòng. Đêm qua Tiêu Tiêu đã ngủ với Tần Y. Mãi đến khi phòng Tần Y vang lên tiếng đóng cửa, Dương Thanh mới đột nhiên phản ứng lại vừa rồi những gì Tần Y nói là có ý gì. Anh chợt đỏ bừng mặt, đột nhiên không biết nên đối mặt với em vợ như thế nào. Ngay sau đó, Tần Y dắt Tiêu Tiêu ra khỏi phòng. Bố ơi, mẹ đâu? Tiêu Tiêu nhìn thấy Dương Thanh liền vui mừng lao vào trong lòng anh. Trước khi Dương Thanh kịp mở miệng, Tần Y đã trừng mắt nhìn Dương Thanh rồi mới nói, mẹ cháu đêm qua làm việc rất muộn, để mẹ ngủ thêm lúc nữa. Lát nữa dì sẽ đưa cháu đến trường. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Tần Y, Dương Thanh xấu hổ, ăn sáng như thuồng luồng xong liền tháo chạy. Dì ơi, có phải bố bị bệnh không? Sao mặt bố đỏ thế kia? Tiêu Tiêu nhìn Dương Thanh rời đi liền hỏi đầy nghi hoặc. Lúc ăn cơm không được nói chuyện. Tần Y hung dữ nói, Tiêu Tiêu vội im bặt. Tần Thanh Tâm bây giờ mới thức dậy, cô nhăn mặt trừng mắt nhìn Dương Thanh, anh hư thật đấy, khiến em không còn mặt mũi gặp Y Y nữa rồi. Thật ra thì Tần Thanh Tâm đã dậy từ lâu rồi, chỉ là nghĩ đến việc tối qua không kiềm chế được, phát ra âm thanh, chắc hẳn Tần Y ở phòng bên đã nghe thấy cả nên cô mới xấu hổ không dám đối mặt với Tần Y. Cô đợi đến khi Tần Y đi rồi mới dậy. Dương Thanh sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng nói, hôm nay em đừng đến công ty nữa, có chuyện gì để anh xử lý cho. Chúng ta sắp tới Yến Đô rồi, có những chuyện em nhất định phải tự mình xử lý mới yên tâm. Trong lúc nói chuyện, Tần Thanh Tâm đã đi vào phòng vệ sinh. Nếu có bất cứ điều gì cần đến anh thì em cứ nói nhé. Anh muốn đến Yến Đô càng sớm càng tốt. Dương Thanh nói, trong mắt vẫn có chút lo lắng. Dù thế nào thì Yến Đô cũng là thành phố trung tâm của Chiêu Châu. Cho dù là vương tộc hay hoàng tộc cũng không dám làm càn làm quấy ở Yến Đô. Nhưng ở Giang Hải thì khác, đây chỉ là một thành phố nhỏ, có những chuyện mà các gia tộc không dám làm ở Yến Đô nhưng lại dám làm ở Giang Hải. Cho dù là Tần Thanh Tâm, Tiêu Tiêu hay là Tần Y và Tần Đại Dũng, Dương Thanh đều không muốn họ bị liên lụy vì mình. Sau khi Tần Thanh Tâm ăn sáng xong, Dương Thanh đích thân lái xe đưa cô đến tập đoàn Tam Hòa. Ngay khi Dương Thanh vừa mới đến tập đoàn Nhạn Thanh, anh đã nhận được cuộc gọi từ Quan Chính Sơn, cậu Thanh, Tiết Khải đang tìm Tiết Minh khắp thành phố, hơn nữa rất nhiều người nhà họ Tiết đã đến Giang Hải. Có rất nhiều người của nhà họ Tiết đến sao? Dương Thanh trầm giọng hỏi. Quan Chính Sơn nói, đại khái có đến gần trăm người, thực lực mỗi người đều không thể dò xét. Dương Thanh im lặng một lúc rồi nói, được rồi, tôi biết rồi, bản thân mấy người cũng phải duy trì cảnh giác, cẩn thận với người nhà họ Tiết. Vâng, Quan Chính Sơn vội đáp lại. Chủ tịch, bên ngoài có một người tự xưng là Tiết Khải, muốn gặp anh. Ngay khi Dương Thanh cúp máy, thư ký gõ cửa bước vào. Cho anh ta vào. Sự xuất hiện của Tiết Khải khiến Dương Thanh rất bất ngờ, chẳng lẽ Tiết Khải đã biết nguyên nhân cái chết của Tiết Minh rồi sao? Ngay sau đó, Tiết Khải trong bộ vest bước vào văn phòng của Dương Thanh, theo sau là vệ sĩ của anh ta. Tìm tôi có chuyện gì? Dương Thanh dựa vào chiếc ghế xếp êm ái. Gác hai chân lên bàn làm việc và cười hỏi. Tiết Khải khẽ cau mày, sau đó nói, Dương Thanh, đừng giả bộ nữa, giao người ra đây. Nghe những gì Tiết Khải nói, Dương Thanh hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ bên kia thật sự biết cái chết của Tiết Minh là do anh gây ra. Nhưng ngay sau đó, Dương Thanh đã kịp phản ứng lại, Tiết Khải đến đây là để thăm dò. Nếu anh ta thực sự chắc chắn rằng Tiết Minh nằm trong tay Dương Thanh thì anh ta sẽ không chỉ mang có một tên vệ sĩ đến tìm Dương Thanh rồi. Dương Thanh nhìn Tiết Khải với ánh mắt kỳ quái nói, anh bị bệnh sao? Bắt tôi giao người ra. Giao người gì? Có thể khiến em trai tôi biến mất tăm mất tích, hơn nữa bên cạnh em trai tôi còn có cao thủ của nhà họ Tiết bảo vệ. Tính ra ở khắp cái Giang Hải này chỉ có cậu mới có thể làm được như vậy thôi. Đôi mắt Tiết Khải đầy thâm độc, anh ta lạnh lùng nói, nếu giao em trai của tôi ra đây, tôi có thể từ bỏ tỉnh Giang Bình. Nếu không, nhà họ Tiết sẽ không buông tha cho cậu đâu. Cậu nên biết một vương tộc có thể tung ra sức mạnh lớn như thế nào.
Nếu anh đến đây tìm tôi để đòi người thì giờ anh có thể cút được rồi đấy. Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu như tôi thực sự sợ nhà họ Tiết các anh thì sẽ không đối chọi với anh rồi. Nếu anh đã nhắc đến vương tộc với tôi thì tôi cũng cảnh cáo anh một câu, Giang Bình là địa bàn của tôi, không được sự cho phép của tôi, đừng ai mong bước chân vào được. Đừng nói là anh, cho dù là chủ của vương tộc họ Tiết đến đây cũng không được. Thái độ của Dương Thanh vô cùng mạnh mẽ, trong lời nói cũng tràn đầy sự kiêu ngạo. Điều này khiến lông mày của Tiết Khải đột nhiên nhăn lại, quả nhiên hôm nay anh ta đến tìm Dương Thanh chỉ là để thăm dò. Nhưng thực lực mà Dương Thanh thể hiện ra dường như không giống đang nói dối chút nào. Ngay cả anh ta mà Dương Thanh cũng không coi ra gì thì sao có thể coi Tiết Minh ra gì được đây? Chẳng lẽ, sự biến mất của Tiết Minh thực sự không liên quan gì đến Dương Thanh? Nhưng nếu không phải là Dương Thanh thì ở Giang Hải, ai có thể khiến Tiết Minh, người được cao thủ của nhà họ Tiết bảo vệ đột nhiên mất tích được đây? Càng nghĩ về điều đó, Tiết Khải càng cảm thấy khó hiểu. Dương Thanh, chỉ cần cậu có thể giúp tôi tìm được em trai Tiết Minh của tôi, từ nay về sau cậu chính là bạn của nhà họ Tiết chúng tôi. Giọng điệu của Tiết Khải đột nhiên dịu đi một chút. Có thể thấy rằng anh ta thực sự lo lắng về tung tích của Tiết Minh, nếu không thì làm sao có thể nhờ Dương Thanh giúp đỡ được chứ. Tôi chỉ cho anh thời gian là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, toàn bộ người nhà họ Tiết phải rời khỏi Giang Bình. Nếu không tôi gặp ai sẽ giết người đó. Dương Thanh lắc đầu uy hiếp nói. Sắc mặt Tiết Khải đột nhiên đông cứng lại, anh ta liếc mắt nhìn Dương Thanh nói, còn dám uy hiếp tôi, cậu chán sống rồi sao? Anh nghĩ sao cũng được, Dương Thanh hờ hững đáp lại. Tiết Minh muốn hủy hoại vợ và em vợ của anh, đó là tội chết, nếu không phải vì tránh một số phiền phức không cần thiết, Dương Thanh sẽ không che giấu cái chết của Tiết Minh có liên quan đến anh. Cho nhà họ Tiết chúng tôi 3 ngày, cậu thật là hống hách không coi ai ra gì. Tiết Khải cười, nhưng tiếng cười rất ảm đạm, tôi muốn xem 3 ngày sau cậu có thể làm gì được nhà họ Tiết chúng tôi. Nói rồi Tiết Khải đứng dậy và rời đi. Từ phản ứng của Dương Thanh anh ta đã biết được rằng căn bản không thể nào nhờ Dương Thanh giúp anh ta tìm người được. Nếu đã không có hy vọng thì còn phí lời với Dương Thanh làm gì. Sau khi Tiết Khải rời đi, anh ta ngẩng đầu lên liếc nhìn tập đoàn Nhạn Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, dám nói chuyện với tôi như thế, cậu là người đầu tiên đó, nhưng cậu cũng sẽ là người cuối cùng. Cậu Khải, tên Dương Thanh đó không hề đơn giản, nếu giao đấu với cậu ta, có khi tôi cũng không phải đối thủ của cậu ta đâu. Cao thủ trung niên bên cạnh Tiết Khải đột nhiên nghiêm nghị nói. Ông đang nói cái gì vậy? Cậu ta có thể lợi hại hơn ông sao? Lần này, vẻ mặt của Tiết Khải đột nhiên thay đổi. Anh ta biết vệ sĩ theo mình mạnh đến mức nào, cho dù là người trong nhà họ Tiết, ông ta cũng là một trong những cao thủ hàng đầu. Một cao thủ lợi hại như vậy mà nói có lẽ không phải là đối thủ của Dương Thanh. Mấu chốt là Dương Thanh vẫn còn trẻ như vậy, thậm chí còn chưa được 30 tuổi. Thực lực của cậu ta lại có thể sánh với cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết sao? Nếu đúng như vậy, thì tài năng võ thuật của Dương Thanh phải gây sốc đến mức nào? Người vệ sĩ trung niên khẽ gật đầu, cho dù không muốn tin nhưng sự thật chính là như vậy. 2 lần gặp gỡ Dương Thanh khiến ông ta cảm thấy khi đối mặt với Dương Thanh không giống con người mà giống dã thú hơn. Loại cảm giác này, ông ta từng cảm nhận được khi đứng trước cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết. Xem ra muốn thu phục Giang Bình. Chỉ có thể tìm đến cao thủ mạnh hơn của gia tộc Chi Viện rồi. Sau một hồi im lặng, Tiết Khải nói với một giọng trầm. Người nhà họ Tiết tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tiết Minh khắp thành phố nhưng vẫn không có tin tức gì. Điều này khiến Tiết Khải càng ngày càng thấy lạ, cho dù Tiết Minh thật sự đã bị giết, nhưng anh ta tung ra bao nhiêu công sức tìm kiếm cũng không có manh mối gì. Mọi thứ về Tiết Minh dường như đã được giấu kín. Vốn dĩ anh ta vẫn nghi ngờ Dương Thanh, nhưng càng không tìm thấy Tiết Minh. Sự nghi ngờ về Dương Thanh của anh ta lại càng hoàn toàn biến mất. Bởi theo anh ta thấy, dựa vào Dương Thanh không thể che giấu tung tích của Tiết Minh một cách hoàn hảo như vậy. Chẳng lẽ là người của vương tộc khác gây ra? Tiết Khải đi đi lại lại một mình, vẻ mặt nghiêm nghị nói, nhưng mà thằng Minh có giá trị gì với họ kia chứ? Cho dù là anh ta cũng không phải là người ưu tú nhất trong lứa trẻ của nhà họ Tiết. Còn về phần Tiết Minh, từ nhỏ đã được cưng chiều, hoàn toàn không đáng nhắc đến trong nhà họ Tiết. Nếu như Tiết Minh đã không thể đe dọa đến bất cứ ai, sao người ta lại nhắm vào nó? Đây là lần đầu tiên Tiết Khải gặp phải một vấn đề khó khăn như vậy, anh ta vẫn không biết em trai mình còn sống hay đã chết. Vào ban đêm, Tiết Khải đã báo tin về sự mất tích của Tiết Minh cho bố mình. Minh nó mất tích rồi sao? Bố của Tiết Khải đã rất sốc, ông ta tức giận nói, con trai của Tiết Nguyên Bá này mà cũng có người dám làm hại sao? Bố bất giận. Tiết Khải vội nói.
con cho rằng việc thằng Minh bị mất tích có lẽ không phải do gia tộc lớn nào gây ra. Cho dù là bị bắt thì cũng nên là con chứ không phải em ấy. Nhưng bố đừng lo, con sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của thằng Minh, cố gắng ngày mai tìm thấy em ấy. Nghe được những gì Tiết Khải nói, Tiết Nguyên Bá trầm giọng nói, được rồi, chuyện này giao cho con. Nếu trước 12 giờ trưa ngày mai vẫn không có tin tức gì của thằng Minh, bố sẽ đích thân đưa người đến Giang Hải. Vâng thưa bố. Tiết Khải vội vàng đáp lại, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ rằng bố mình sẽ tới Giang Hải. Nếu bố anh ta đến đây, việc lấy được Giang Bình hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn gì. Trong nháy mắt, đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau. Tuy nhiên, Tiết Khải vẫn không tìm thấy tin tức gì về Tiết Minh, anh ta hoàn toàn tuyệt vọng, Tiết Minh đã biến mất 2 ngày rồi, khả năng gặp nạn là rất cao. Bố, con xin lỗi, con vẫn không tìm được em Minh. Sau cùng, Tiết Khải đã gọi lại cho bố mình. Bố sẽ đưa người tới Giang Hải ngay. Tiết Nguyên Bá chỉ nói một lời rồi cúp điện thoại. Dương Thanh không hề hay biết rằng cái chết của Tiết Minh lại mang đến uy hiếp to lớn như vậy cho bản thân mình. Lúc này tập đoàn Nhạn Thanh đang chuẩn bị công việc tiếp theo. 5 giờ chiều, Dương Thanh nhận được điện thoại của Hàn Khiếu Thiên, cậu Thanh, con trai thứ ba của chủ vương tộc họ Tiết là Tiết Nguyên Bá đã đích thân mang người tới Giang Hải rồi. Tiết Nguyên Bá. Nghe Hàn Khiếu Thiên báo cáo, Dương Thanh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hàn Khiếu Thiên nói, chủ nhà họ Tiết có cả thảy 3 người con trai, Tiết Nguyên Bá là người con út. Người ta nói rằng ông ta có sức mạnh phi thường, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những thành viên nhánh chính của nhà họ Tiết khi ra ngoài thường mang theo rất nhiều cao thủ, nhưng khi Tiết Nguyên Bá ra ngoài, ông ta luôn chỉ mang theo một hộ vệ riêng. Thậm chí còn có tin đồn rằng chủ nhà họ Tiết thích Tiết Nguyên Bá nhất, thậm chí còn muốn truyền lại vị trí chủ gia tộc cho ông ta. Cuối cùng Dương Thanh cũng hiểu được địa vị của Tiết Nguyên Bá trong nhà họ Tiết. Một thành viên thuộc nhánh chính được trọng vọng của nhà họ Tiết, bản thân có sức mạnh, loại người này quả thực được đánh giá cao trong top những nhà giàu có bậc nhất. Được rồi, tôi hiểu rồi. Dương Thanh dừng dưng đáp lại. Tiết Nguyên Bá dù mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của anh, chưa kể Tiết Nguyên Bá cũng chỉ là một người con trai được chủ nhà họ Tiết coi trọng, cho dù là chính chủ nhà họ Tiết ra mặt, lão ta cũng không dám hỗn xược trước mặt Dương Thanh. Tại sân bay quốc tế Giang Hải, một máy bay Boeing 747 từ từ hạ cánh. Chẳng mấy chốc, một thân hình vạm vỡ bước ra khỏi sân bay. Lúc này, ở lối ra của sân bay, một chiếc Rolls Royce phiên bản kéo dài màu đen đang đậu. Bố! Tiết Khải cứ nhìn chằm chằm vào lối ra, thấy người đàn ông vạm vỡ bước ra liền vội vàng tiến lên đón. Người đàn ông vạm vỡ cao 2 mét, thân thể vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Ngay cả lực sĩ hàng đầu thế giới cũng chỉ giống như một nhân vật bé nhỏ trước mặt ông ta. Ông ta không phải ai khác, mà chính là con trai út của chủ gia tộc nhà họ Tiết, Tiết Nguyên Bá. Sau khi cả nhóm lên xe, Tiết Nguyên Bá mới hỏi, vẫn chưa có tin tức gì về thằng Minh à? Tiết Khải gật đầu và nói với vẻ tự trách mình, nếu con có thể quan tâm đến em Minh nhiều hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Hừ, con chưa tìm được em con tự trách gì chứ? Tiết Nguyên Bá nói với vẻ đầy giận dữ. Sau đó ông ta hỏi, đã lấy được 3 tỉnh phía Tây chưa? 3 tỉnh Giang Bình và Nam Dương cũng như Đông Lan, là 3 tỉnh cực Tây của Chiêu Châu. Tiết Khải lắc đầu, đã thuận lợi lấy được Nam Dương và Đông Lan, nhưng Giang Bình có chút khó khăn. Ồ, Tiết Nguyên Bá nói, là vì gặp phải người của vương tộc khác sao? Tiết Khải lắc đầu, còn gặp phải một tên khó nhai. Đối phương còn rất trẻ, chỉ mới 27 tuổi. Cậu ta là con trai bị bỏ rơi của nhà họ Vũ Văn thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Cậu ta đã biến mất cách đây 5 năm và mới xuất hiện trở lại vào nửa năm trước. Nhưng điều khiến con khó hiểu là trong 5 năm kể từ khi cậu ta biến mất, không thể điều tra được bất cứ một thông tin nào. Hơn nữa, cậu ta còn sở hữu võ công siêu phàm, từng vô địch tại Đại hội Võ thuật 2 tỉnh Giang Bình và Nam Dương, được mệnh danh là Vua Giang Nam. Tiết Nguyên Bá ban đầu rất khinh thường người thanh niên mà Tiết Khải nói. Nhưng khi biết đối phương đã biến mất 5 năm, hơn nữa không tìm được bất kỳ thông tin nào trong 5 năm đó, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bố, có phải bố biết cậu ta là ai không? Tiết Khải vội hỏi. Tiết Nguyên Bá nghiêm nghị nói, loại người thiếu hồ sơ trong mấy năm này, rất có thể là một cao thủ đã bước ra khỏi chiến trường. Chiến trường. Tiết Khải chợt biến sắc, ngay sau đó anh ta như hiểu ra, con hiểu rồi. Thảo nào cậu ta biến mất 5 năm mà không có tin tức gì. Chỉ khi thân phận cậu ta thuộc vào loại cơ mật thì hồ sơ mới trống trơn như vậy. Tiết Nguyên Bá gật đầu nói, người được che giấu thân phận như vậy chắc chắn có lai lịch không nhỏ.
Căn cứ vào miêu tả của con về cậu ta, đối phương rất có thể là một trong số ít người thân cận với bốn tướng quân. Tiết Khải đờ đẫn cả ra khi nghe đến danh hiệu tướng quân. Thân là thế hệ sau của vương tộc, sao anh ta có thể không biết đến cái danh tướng quân kia chứ? Chiêu Châu có tổng cộng 4 biên giới lớn, mỗi biên giới đều có một tướng quân chấn giữ. Ngay cả chủ hoàng tộc hay vương tộc cũng đều phải kính cẩn trước mặt tướng quân. Vì dù sao, bất kỳ một vị tướng quân nào cũng đều nắm trong tay quyền lực khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Cho dù chỉ nói riêng sức mạnh của chính bản thân tướng quân thôi, khắp Chiêu Châu cũng không có mấy ai có thể làm họ bị thương được. Bố, nếu cậu ta thật sự là người vô cùng thân cận với tướng quân thì chúng ta phải làm sao? Tiết Khải hỏi. Đẳng cấp của tướng quân không phải là thứ mà anh ta có tư cách để tiếp xúc. Cho dù Dương Thanh chỉ là một người thân cận với tướng quân thì thân phận của Dương Thanh cũng có thể so sánh với một vị hoàng tử hoặc một vị vương tử. Nó tương đương với cấp bậc của bố anh ta. Dù không muốn thừa nhận nhưng xét từ những thông tin mà anh ta có được hiện giờ cùng suy đoán của Tiết Nguyên Bá, rất có thể Dương Thanh là người bên cạnh tướng quân. Hừ, Tiết Nguyên Bá lạnh lùng nói, cho dù cậu ta thực sự là người bên cạnh tướng quân cũng không thể ngăn cản quyết tâm kiểm soát 3 tỉnh phía Tây của nhà họ Tiết chúng ta. Chỉ cần kiểm soát được 3 tỉnh phía Tây, nhà họ Tiết sẽ có thể vào lại hàng ngũ hoàng tộc. Hơn nữa, cho dù Dương Thanh là người ở bên cạnh tướng quân thì cũng đã là chuyện quá khứ rồi. 4 biên giới có kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu cậu ta đã rời đi, vậy thì cũng không liên quan gì đến 4 biên giới đó nữa. Cho dù bố có giết chết Dương Thanh, chỉ cần che giấu thật tốt thì sẽ không bị tướng quân phát hiện ra. Sau khi nghe Tiết Nguyên Bá nói, mắt Tiết Khải đột nhiên sáng lên. Đúng, cho dù Dương Thanh từng là người bên cạnh tướng quân, nhưng hiện tại cậu ta đã rời khỏi 4 biên giới, tương đương với việc không còn liên quan gì đến 4 biên giới đó nữa. Bây giờ con hãy triệu tập 5 gia tộc giàu có bậc nhất ở Giang Bình lại. Bố muốn xem ai dám chống đối với nhà họ Tiết chúng ta. Tiết Nguyên Bá nói. Vâng, con sẽ thu xếp ngay, Tiết Khải lập tức bắt tay vào thu xếp. Chẳng bao lâu, 5 gia tộc giàu có hàng đầu của Giang Bình lần lượt nhận được lời mời từ nhà họ Tiết. Cậu Thanh, nhà họ Tiết đã mời 5 chủ gia tộc giàu có hàng đầu của Giang Bình cùng họp mặt, e rằng lại sắp có bữa tiệc bẫy đây. Ngay sau khi quan chính Sơn nhận được thư mời, ông ta đã gọi lại cho Dương Thanh. Dương Thanh là người duy nhất không thuộc 5 gia tộc giàu có hàng đầu của Giang Bình, nhưng lại nhận được thư mời từ nhà họ Tiết. Nếu như đối phương đã nhiệt tình mời mọc như thế, vậy chúng ta cứ đến đó là được. Dương Thanh cầm trong tay một lá thư mời, trong mắt lóe lên một ánh nhìn sắc bén. Anh đâu thể không biết đây chính là một bữa tiệc có cạm bẫy. Nhưng một bữa tiệc bẫy của con cháu đời sau của vương tộc có gì đáng sợ chứ? Cậu Thanh, cậu thực sự muốn đến cuộc hẹn sao? Quan Chính Sơn vô cùng sửng sốt, ông ta vội vàng thuyết phục, cậu Thanh, vốn dĩ chúng ta cũng định đến Yến Đô. Hay là nhường Giang Bình lại cho nhà họ Tiết đi? Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu sợ, ông có thể lựa chọn không đi. Nói rồi Dương Thanh cúp luôn điện thoại. Sự hèn nhát của Quan Chính Sơn khiến anh cảm thấy hơi tức giận. Quan Chính Sơn bị Dương Thanh cúp điện thoại như vậy, mặt đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đầy hoảng sợ, đương nhiên ông ta nghe ra được sự phẫn nộ trong lời nói của Dương Thanh. Quan Chính Sơn không dám lơ là, liền gọi lại ngay cho Dương Thanh, cậu Thanh, tối nay tôi sẽ đi cùng cậu, cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không chùn bước. Ông cứ yên tâm đi. Có tôi ở đây, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng sẽ rút đao. Dập lửa cho ông, Dương Thanh rửng rưng nói. 7 giờ tối, Dương Thanh một mình lái xe đến khách sạn Long Hòa. Điểm hẹn họp mặt của nhà họ Tiết chính là ở đây. Không chỉ Dương Thanh, mà Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên cũng như Tô Thành Vũ đều đến. Nhà họ Tiết đã mời 5 chủ gia tộc giàu có hàng đầu của Giang Bình. Ngoài 3 gia tộc giàu có này và Dương Thanh ra, còn có cả nhà họ Khổng và nhà họ Đặng nữa. Cậu Thanh, cậu đến rồi à? Ngay khi Dương Thanh đến cửa khách sạn, một vài gương mặt quen thuộc đã xuất hiện, đó là Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn, hai người rõ ràng đã đến sớm và vẫn luôn đợi Dương Thanh ở cửa. Đứng sau Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn còn có 3 người khác, một người là Tô Thành Vũ, hai người còn lại là chủ gia tộc họ Khổng và họ Đặng. Cậu Thanh, một số người khác cũng chủ động chào hỏi Dương Thanh. Đặc biệt là Tô Thành Vũ, khi ông ta nhìn thấy Dương Thanh, ánh mắt ông ta đầy vẻ xấu hổ. Vào trong đi. Dương Thanh nói xong liền dẫn đầu đoàn người đi vào khách sạn. Vừa bước vào khách sạn, một người đàn ông trung niên mặc vest vội vàng bước tới chào hỏi, chào mừng đến với khách sạn Long Hòa. Ông Nguyên Bá đã đợi các vị ở trong phòng VIP rồi, mời các vị đi theo tôi.
Người đàn ông trung niên mặc vest, tuy không có thẻ công tác nhưng cũng có thể đoán được thân phận của ông ta, chắc đây là chủ khách sạn Long Hòa. Trong khách sạn rộng lớn này, ngoài nhân viên nội bộ ra, lúc này không có người ngoài, hiển nhiên là đã được bao hết toàn bộ. Điều này khiến mấy chủ gia tộc giàu có của Giang Bình càng thêm lo lắng. Dưới sự dẫn dắt của chủ khách sạn, chẳng mấy chốc họ đã đến căn phòng VIP lớn nhất trên tầng cao nhất. Ông Nguyên Bá đang ở trong đó, mời các vị vào trong. Ông chủ đứng ở cửa phòng VIP, hơi cúi đầu nói với thái độ vô cùng cung kính. Mấy chủ gia tộc nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi theo Dương Thanh đi vào. Sau khi bước vào căn phòng, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên vạm vỡ ngồi ở vị trí hàng đầu, bên cạnh ông ta còn có một thanh niên khoảng 30 tuổi, chính là Tiết Khải. Vậy thì, danh tính của người đàn ông vạm vỡ ngồi ở vị trí cao nhất cũng đã được tiết lộ, đó chính là Tiết Nguyên Bá, con trai út của chủ gia tộc họ Tiết thuộc một trong năm vương tộc lớn. Tiết Nguyên Bá ngồi đó giống như một ngọn đồi với khuôn mặt đầy đặn, cơ thể đầy cơ bắp bùng nổ, nhìn bắp tay ông ta dường như còn to lớn hơn cả những cặp đùi to và thô của những chủ gia tộc giàu có kia. Mặt khác, cậu con trai Tiết Khải của ông ta trông rất gầy và yếu, anh ta cao 1m8, khi đứng bên cạnh Tiết Nguyên Bá trông rất thấp. Phía sau Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải là một cao thủ mặc bộ đồ vải, hắn đứng đó giống như thanh kiếm sắc bén, cơ thể toát ra khí chất mạnh mẽ khi có khi không. Ngay khi mấy người bước vào căn phòng VIP, ánh mắt của Tiết Nguyên Bá lướt qua, nhưng ông ta chỉ khinh bỉ quét qua mấy chủ gia tộc giàu có và cuối cùng dừng lại trên người Dương Thanh, người đang đứng ở chính giữa. Tiết Nguyên Bá vốn dĩ đã nổi trội về thực lực, lại vô cùng nhạy bén về vấn đề khí thế, chỉ cần liếc nhìn Dương Thanh, ông ta đã cảm thấy Dương Thanh không hề đơn giản. Dương Thanh 27 tuổi, một đứa con trai bị bỏ rơi của gia tộc Vũ Văn, 5 năm trước vẫn chỉ là một người bình thường trói gà không chặt, đột nhiên biến mất trong 5 năm, sau khi trở về đã sở hữu một sức mạnh siêu phàm. Đây là sự hiểu biết của Tiết Nguyên Bá về Dương Thanh, nhưng ông ta đã đoán được Dương Thanh đến từ đâu. Cậu chính là Dương Thanh? Tiết Nguyên Bá đột nhiên hỏi. Cổ họng của ông ta rất lớn nên giọng nói của ông ta cũng rất vang. Dương Thanh đi về phía trước, dẫn đầu ngồi ở phía đối diện với Tiết Nguyên Bá, sau đó anh mới lạnh lùng nói, là tôi. Tuổi còn trẻ, nhờ vào chính thực lực của mình đã có thể có được tất cả như hiện giờ, quả nhiên không tầm thường. Tiết Nguyên Bá nói với vẻ tán thưởng. Xét theo hiểu biết hiện tại của ông ta đối với Dương Thanh, sự vượt trội của Dương Thanh, ngay cả trong hoàng tộc, có lẽ không ai có thể so sánh được. Vì vậy, sự tán thưởng của ông ta không phải là giả tạo. Các vị không cần phải gò bó, ngồi cả đi. Tiết Nguyên Bá nhìn năm chủ gia tộc vẫn đang đứng ngây ra sau lưng Dương Thanh rồi nói. Nghe Tiết Nguyên Bá nói vậy, mấy người đó mới thầm thở phào nhẹ nhõm và lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Không biết ông bá tìm chúng tôi có chuyện gì? Hàn Khiếu Thiên hỏi trước. Đây cũng là một câu hỏi mà các chủ gia tộc khác muốn biết, tất cả họ đều nhìn Tiết Nguyên Bá đầy lo lắng. Không vội, ăn cơm trước đã, ăn uống no nê rồi nói chuyện khác sau. Tiết Nguyên Bá khoát tay căn dặn, mang đồ ăn lên. Thật không hổ danh là phòng VIP của khách sạn Long Hòa. Ngay sau đó, một loạt các món ăn thượng hạng của khách sạn 5 sao đã được bày sẵn trên bàn. Trước khi Tiết Nguyên Bá kịp lên tiếng, Dương Thanh đã cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Nhìn cảnh này, những người khác đều tỏ vẻ ngạc nhiên, dù sao thì người đang ngồi đối diện với bọn họ cũng là con trai cưng của chủ nhà họ Tiết, tức là Tiết Nguyên Bá rất có khả năng sẽ trở thành người thừa kế vị trí chủ gia tộc họ Tiết. Đối mặt với một nhân vật to lớn như vậy, Dương Thanh lại không hề sợ hãi chút nào. Tiết Nguyên Bá không quan tâm, nhưng khi ông ta nhìn Dương Thanh, ánh mắt ông ta tràn đầy sự thán phục. Mọi người ăn đi, không cần khách sáo. Tiết Nguyên Bá chủ động nói. Dứt lời, những người khác liền cầm đũa lên. Tuy nhiên, ngoại trừ Dương Thanh ra, họ thưởng thức các món ngon hàng đầu trên bàn này một cách nhạt nhẽo vô vị. Điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là không biết, cho dù lúc này Tiết Nguyên Bá nổi cơn, dọa tiêu diệt bọn họ thì họ cũng chỉ có thể chấp nhận, nhưng Tiết Nguyên Bá lại không vội nói chuyện, ngược lại còn mời bọn họ ăn tối. Họ biết rằng đây là một bữa tiệc có cạm bẫy, nhưng họ không thể không tham gia. Dương Thanh, tôi nghe nói cậu là chiến sĩ đã giải ngũ. Không biết cậu giải ngũ từ đội quân nào, ở biên giới phía Tây, phía Nam hay phía Đông? Tiết Nguyên Bá đột nhiên nhìn Dương Thanh và hỏi. Dương Thanh đương nhiên biết đối phương đang thăm dò mình, anh lấy khăn giấy ra, lau vết dầu trên miệng một cách đầy nhã nhặn rồi lại lau đến đôi tay. Sau đó anh nhìn Tiết Nguyên Bá, không trả lời mà hỏi, tại sao lại không phải là biên giới phía Bắc? Vừa rồi Tiết Nguyên Bá đề cập đến cả ba biên giới Đông, Tây và Nam trong số 4 vùng biên giới, nhưng không đề cập đến biên giới phía Bắc.
Tiết Nguyên Bá không ngờ rằng Dương Thanh lại hỏi như vậy, ông ta ngẩn ra một lúc rồi mới cười nói, chẳng lẽ cậu từ biên giới phía Bắc trở về? Dương Thanh hờ hững liếc nhìn ông ta một cái, nhưng anh vẫn không đáp lại, mà nói thẳng, ông không cần phải thăm dò phiền phức như vậy. Tôi là người như thế nào hay là giải ngũ từ đâu đều không quan trọng. Điều tôi muốn nói với ông là hiện giờ tất cả những gì mà tôi có đều không phải dựa vào bất cứ thế lực nào, mà bản thân tôi chính là lai lịch lớn nhất. Dương Thanh nói đầy kiêu ngạo. Tiết Nguyên Bá thầm cảm thấy hơi kinh ngạc, ông ta vốn tưởng rằng Dương Thanh lui về từ một trong ba biên giới Đông, Tây, Nam, ông ta chưa từng nghĩ rằng Dương Thanh lại lui về từ biên giới phía Bắc. Bởi biên giới phía Bắc là cửa ngõ khó khăn nhất về mọi mặt trong bốn vùng biên giới và việc trấn giữ biên giới phía Bắc cũng đứng đầu trong bốn biên giới. Chính xác mà nói, ông ta không muốn tin rằng Dương Thanh đã rút lui khỏi biên giới phía Bắc. Nếu đó là sự thật, cho dù Dương Thanh chỉ là một người bên cạnh tướng quân thì đó cũng không phải là người mà ông ta có thể đắc tội được. Dương Thanh lại không hề nói rằng anh giải ngũ từ nơi đó, nhưng giọng điệu lại đầy sự tự tin. Lúc này, năm chủ gia tộc kia cũng lần lượt đặt đũa xuống, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng. Câu trả lời của Dương Thanh khiến Tiết Nguyên Bá cũng phải choáng váng. Tại sao thằng nhóc này không chơi bài theo lẽ thông thường? Tuy nhiên, ông ta cũng đã hiểu ra một điều, Dương Thanh của hiện tại không hề có lai lịch gì cả. Dù gì thì cậu ta cũng đã giải ngũ. Cho dù là người ở biên giới phía Bắc trở về thì đã làm sao? Nhưng Tiết Nguyên Bá không hề lơi lỏng chỉ vì Dương Thanh đã không còn liên quan gì đến bốn khu vực biên giới nữa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Dương Thanh, ông ta đã cảm thấy đối phương không hề đơn giản. Giờ nhìn thấy bộ dạng đầy tự tin của Dương Thanh lại càng khiến ông ta hiểu rằng Dương Thanh không phải loại nhân vật nhỏ bé cúi đầu nhẫn nhục. Ha ha! Tiết Nguyên Bá đột nhiên bật cười, không hổ danh là cao thủ bước ra từ khu vực biên giới, quả nhiên không hề đơn giản. Thấy Tiết Nguyên Bá cười, đám chủ gia tộc giàu có của Giang Bình kia thầm thở phào nhẹ nhõm. Những gì Dương Thanh nói với Tiết Nguyên Bá vừa rồi không lịch sự chút nào, họ sợ rằng Tiết Nguyên Bá trong cơn tức giận sẽ giết luôn họ. May mắn thay, Tiết Nguyên Bá không hề tức giận. Cậu Thanh, tôi mời cậu một ly. Tiết Khải đột nhiên nâng ly với Dương Thanh và cười nói. Đương nhiên anh ta hiểu bố mình đã có lòng yêu mến tài năng của Dương Thanh, có ý muốn chiêu mộ nên cũng không đối đầu với Dương Thanh nữa. Dương Thanh cũng không từ chối, anh nâng tách trà lên, nhìn Tiết Khải ở bàn đối diện, tôi không uống rượu. Nói rồi anh liền uống một hơi cạn tách trà. Tiết Khải sững người trong giây lát, mình mời rượu, chưa ai thay rượu bằng trà. Dương Thanh là người đầu tiên. Nhưng anh ta không tức giận, kẻ mạnh đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, trừ khi bị thuần phục, bằng không, cho dù người kia có thuộc dòng chính của nhà họ Tiết thì người ta cũng không bao giờ nể mặt. Năm chủ gia tộc kia cảm thấy hơi xấu hổ, mặc dù đã được Tiết Nguyên Bá mời, nhưng bây giờ, đối phương cứ như chỉ mời một mình Dương Thanh, còn tất cả họ đều chỉ là làm nền vậy thôi. Nhưng nghĩ đến hội võ Giang Bình và Nam Dương lần trước, một mình Dương Thanh chiến đấu với quần hùng. Họ không thể không làm nền cho anh. Hơn nữa, ngồi đối diện với họ là một nhân vật quyền cao chức trọng trong vương tộc. Cậu Thanh, với năng lực của cậu, cho dù có ở lại Yến Đô thì cũng thật lãng phí tài năng. Tiết Nguyên Bá bất ngờ cười và nói. Dương Thanh cười nhạt, làm những gì mình thích, ở bên người mình yêu, tự do tự tại, có gì mà lãng phí tài năng chứ. Hơn nữa tôi chẳng qua cũng chỉ là có chút võ vẽ, đâu thể coi là người có tài. Ông Bá quá khen rồi. Cậu Thanh. Cậu thật là khiêm tốn. Tiết Khải cười nói, có thể khiến những người cương trực trung nghĩa như chủ gia tộc họ Hàn và họ Quan hết mực đi theo, cậu Thanh lại không được coi là nhân tài hay sao? Tôi và chủ gia tộc họ Hàn và họ Quan cũng chỉ là quan hệ bạn bè, đâu ra cái gọi là đi theo. Dương Thanh nói như không. Tiết Khải hơi ngẩn ra rồi cười nói, là tôi nói lỡ lời, tôi tự phạt mình ba ly vậy. Sau đó, Tiết Khải tự rót đầy rượu và uống ba ly liên tiếp. Mấy người Hàn Khiếu Thiên đều sững sờ, vốn tưởng rằng đây là bữa tiệc cạm bẫy nhằm vào bọn họ, nhưng không ngờ Tiết Khải lại tự trừng phạt mình. Lúc này trong lòng Tô Thành Vũ chỉ cảm thấy rất hối hận. Nếu biết sớm thì ông ta đã đi theo Dương Thanh rồi, cũng không đến mức sa sút đến bước đường như ngày hôm nay. Nhà họ Tô đã không được Dương Thanh xem trọng, lại cũng không có cả cơ hội được đi theo nhà họ Tiết. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận lúc này cũng đã muộn rồi. Cậu Thanh! Tôi muốn mời cậu đến nhà họ Tiết chúng tôi. Chỉ cần cậu bằng lòng, sau này tài sản của cậu đều có thể phát huy trên danh nghĩa nhà họ Tiết chúng tôi, nhà họ Tiết sẽ không thu bất kỳ khoản tiền nào. Tiết Nguyên Bá đột nhiên híp mắt cười nói, không biết cậu Thanh có hứng thú hay không. Nghe ông ta nói như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Nhà họ Tiết là một trong những vương tộc, được gia nhập vương tộc đã là một điều vô cùng vinh quang rồi. Bây giờ, nhà họ Tiết lại mời Dương Thanh, hơn nữa họ cũng sẵn sàng để Dương Thanh sử dụng danh tiếng của nhà họ Tiết để quảng bá cho sản nghiệp của anh. Ở Chiêu Châu, bất kỳ doanh nghiệp nào có chút quan hệ với vương tộc và hoàng tộc đều đã sớm nằm trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất của thế giới rồi. Ngay khi mọi người đều đang nghĩ rằng Dương Thanh sẽ đồng ý, anh lại chỉ lắc đầu và nói, tôi không có hứng thú. Không có hứng thú. Cậu ta lại từ chối. Ngay cả Tiết Nguyên Bá cũng phải sửng sốt, với thân phận của ông ta rất có khả năng sẽ trở thành chủ vương tộc họ Tiết trong tương lai. Ông ta đã chủ động mời Dương Thanh gia nhập nhà họ Tiết, thế mà lại bị từ chối ư. Cậu Thanh, cậu không thử cân nhắc xem sao? Tiết Khải cũng hỏi. Một người trẻ tuổi mà sức mạnh rất có thể sánh ngang với cao thủ hàng đầu của nhà họ Tiết, nhất định có rất nhiều không gian để phát triển và cũng có rất nhiều giá trị bồi dưỡng. Tiết Nguyên Bá không cam tâm, ông ta nói tiếp, chỉ cần cậu Thanh bằng lòng gia nhập nhà họ Tiết thì tôi sẽ mời cao thủ hàng đầu của nhà họ Tiết nhận cậu Thanh làm đồ đệ. Tôi có thể đảm bảo không đến 10 năm sẽ đào tạo cậu Thanh trở thành cao thủ số 1 của nhà họ Tiết. Nếu cậu Thanh không chê, tôi bằng lòng nhận cậu làm con nuôi, hưởng thụ các lợi ích giống như con cháu trong nhà họ Tiết. Ngay cả Dương Thanh cũng không ngờ rằng Tiết Nguyên Bá lại có thể đưa ra nhiều lợi ích như vậy để chiêu mộ mình. Dù là cao thủ số 1 của nhà họ Tiết hay là con nuôi của Tiết Nguyên Bá, cho dù với thân phận nào anh cũng đều có thể hiên ngang bước đi trong nhà họ Tiết. Ngoại trừ Hàn Khiếu Thiên biết được thân phận của Dương Thanh ra, những người khác ngồi ở đó đều rất ngạc nhiên và ghen tị. Nhưng điều họ không biết là, đâu cần đến 10 năm, ngay cả bây giờ, cao thủ số 1 của nhà họ Tiết cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Thanh. Nếu không, tướng quân ở phương Bắc cũng không đến lượt Dương Thanh rồi. Về thân phận con nuôi của Tiết Nguyên Bá, đối với Dương Thanh mà nói, càng chẳng có chút hấp dẫn nào. Anh đã rời biên giới phía Bắc rồi, nhưng bản lĩnh đầy mình của anh vẫn thuộc về chính anh. Trên đời này võ công vẫn được coi trọng, với thực lực của Dương Thanh, có thứ gì anh muốn mà không có được đây. Tiết Nguyên Bá trông đầy đắc ý, nghĩ rằng Dương Thanh nhất định sẽ đồng ý khi ông ta đưa ra nhiều quyền lợi như vậy. Nhưng ông ta đã phải thất vọng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Thanh lắc đầu, không có hứng thú. Vẫn là câu đó. Lời từ chối lần này của Dương Thanh khiến mọi người một lần nữa hóa đá. Tại sao? Tiết Nguyên Bá hỏi. Câu trả lời của tôi không đủ rõ ràng sao, Dương Thanh cảm thấy rất khó hiểu. Lần này, cuối cùng Tiết Nguyên Bá cũng hiểu ra rằng Dương Thanh căn bản không muốn dính dáng gì đến nhà họ Tiết. Nụ cười trên mặt ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Toàn bộ căn phòng VIP trở nên ngột ngạt, mấy chủ gia tộc kia càng thêm sợ hãi, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Nỗi sợ hãi đọng lại trong lòng mỗi người. Chỉ có Dương Thanh cứ như không có chuyện gì, anh lại cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Dương Thanh, cậu biết không, chưa từng có ai dám từ chối tôi. Tiết Nguyên Bá cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn. Bởi vì không có ai từ chối ông nên ông muốn tôi gia nhập nhà họ Tiết thì tôi phải gia nhập à? Dương Thanh thờ ơ hỏi. Nếu tôi nói, cậu nhất định phải gia nhập nhà họ Tiết thì sao? Tiết Nguyên Bá nheo mắt nói. Dương Thanh đột nhiên nở nụ cười, không hổ là người của vương tộc, quả nhiên vẫn hống hách như vậy. Nói rồi anh liền đứng lên, ánh mắt quét qua mấy chủ gia tộc kia và hỏi, tôi phải đi đây, các ông có đi không? Tôi đi với cậu. Hàn Khiếu Thiên lập tức đứng lên. Dương Thanh muốn rời đi, còn hỏi bọn họ ai đi cùng mình không, hiển nhiên là đang có ý cho những chủ gia tộc này một cơ hội. Nếu lần này họ lại bỏ lỡ, e rằng kiếp này không có hy vọng dính dáng đến Dương Thanh nữa. Ngay sau đó Quan Chính Sơn cũng đứng lên, tôi cũng đi cùng cậu. Mặc dù Quan Chính Sơn sợ hãi, nhưng ông ta biết Dương Thanh lâu như vậy rồi, chưa bao giờ thấy Dương Thanh thất bại bao giờ. Vì vậy nếu anh đã hỏi ai muốn đi với anh thì chắc chắn có thể đưa được những người bằng lòng theo anh rời khỏi đây. Ba người đứng đầu gia tộc còn lại là Tô Thành Vũ và chủ gia tộc họ Khổng cùng chủ gia tộc họ Đặng. Chủ gia tộc họ Đặng và họ Khổng thì cũng đã đành, họ chưa từng qua lại với Dương Thanh mà chỉ là từng tận mắt nhìn thấy võ công khủng khiếp của Dương Thanh thôi. Nhưng chỉ dựa vào thực lực và Dương Thanh thể hiện ra, theo như họ thấy, chống đối với nhà họ Tiết chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vì vậy, họ không định rời đi với Dương Thanh. Chỉ có Tô Thành Vũ đang ra sức đấu tranh. Lúc trước ông ta đã bỏ qua một cơ hội kết giao với Dương Thanh rồi, nếu lần này lại bỏ lỡ, thì kiếp này đừng nghĩ tới chuyện kết thân với Dương Thanh nữa. Tôi cũng sẽ đi cùng cậu. Tô Thành Vũ do dự vài giây, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đứng lên trước đám đông. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều cảm thấy hơi bất ngờ, Dương Thanh cũng liếc mắt nhìn ông ta một cái.
Sắc mặt của Tiết Nguyên Bá đã trở nên vô cùng ảm đạm, sự tức giận khiến ông ta muốn xé xác Dương Thanh thành từng mảnh ngay lập tức. Cậu nhóc, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu. Tiết Nguyên Bá vẫn muốn Dương Thanh gia nhập nhà họ Tiết, nhưng ông ta chưa kịp nói xong thì đã bị Dương Thanh cắt ngang. Tôi có thể cho ông một cơ hội để đi theo tôi, chỉ cần ông đồng ý, ông sẽ là chủ tương lai của hoàng tộc họ Tiết. Nhà họ Tiết là vương tộc, Dương Thanh lại nói là hoàng tộc họ Tiết, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là anh sẽ giúp nhà họ Tiết có thể quay trở lại với vị trí hoàng tộc. Tất nhiên Tiết Nguyên Bá hiểu điều này, nhưng làm sao ông ta có thể tin được lời nói của một thanh niên chỉ mới 27 tuổi. Cậu như thế này là đang tìm cái chết đó. Tiết Nguyên Bá cảm thấy rằng Dương Thanh đang xúc phạm mình, ông ta lập tức vô cùng tức giận. Dương Thanh liếc nhìn Tiết Nguyên Bá đầy lạnh lùng, sau đó quay người định rời đi. Hàn Khiếu Thiên, Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo. Không được sự cho phép của tôi, ai có thể rời đi được chứ? Tiết Nguyên Bá tức giận hét lên, cao thủ của nhà họ Tiết phía sau ông ta giống như hóa thân của quỷ, lập tức đứng chặn trước mặt Dương Thanh. Hoặc là biến đi, hoặc là chết. Dương Thanh nhìn về phía cao thủ nhà họ Tiết và lạnh lùng nói. To mồm thật đấy, thứ mà Tiết Nguyên Bá tôi không có được thì sẽ phải hủy hoại. Tiết Nguyên Bá cười khẩy và căn dặn, Mông Đan, trước hết hãy đánh tàn phế thằng nhóc này cho tôi. Tiết Nguyên Bá, người vừa tỏ ra yêu ái Dương Thanh lập tức thay đổi sắc mặt và chuẩn bị phế bỏ Dương Thanh. Đối với người luyện võ, bị phế đi tu vi thật sự sống không bằng chết. Chỉ vì Tiết Nguyên Bá đã nhắm trúng tài năng của Dương Thanh mà Dương Thanh lại không muốn theo ông ta nên muốn phế bỏ anh, điều này cho thấy Tiết Nguyên Bá là người độc đoán như thế nào. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Thanh nên không hề sợ hãi, ông ta chỉ cười giễu cợt nói, không tự lượng sức mình. Hai người Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ ở bên cạnh Hàn Khiếu Thiên nghe thấy ông cụ nói như vậy thì đều hoảng hồn. Tiết Nguyên Bá rất có thể trở thành chủ của vương tộc họ Tiết trong tương lai. Tại sao Hàn Khiếu Thiên lại cho rằng Tiết Nguyên Bá đang không tự lượng sức mình trước mặt Dương Thanh chứ? Tiếp chiêu đi. Mông Đan hét lên và đập mạnh chân xuống đất, mượn đà bật lên, cả người đột nhiên lao về phía Dương Thanh. Dương Thanh vẫn đứng tại chỗ, anh thậm chí còn không có ý định né tránh. Tiết Khải nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ chế nhạo, hóa ra là một thằng ngu. Thực lực của Mông Đan ở nhà họ Tiết có thể xếp vào top 5, vậy mà cậu lại không biết tránh né. Không phải đang tự tìm đường chết thì là gì đây? Tuy nhiên, khoảnh khắc anh ta vừa dứt lời thì Mông Đan đã xông tới trước mặt Dương Thanh, giơ tay tung ra một đấm nhắm về phía ngực Dương Thanh. Bốp! Thoạt nhìn nắm đấm của Mông Đan dường như sắp đánh trúng ngực của Dương Thanh đến nơi rồi, nhưng chính vào thời điểm quan trọng này, Dương Thanh đột nhiên duỗi ra một cánh tay và nắm lấy cổ tay đang tung ra nắm đấm của Mông Đan. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi, họ đều kêu lên. Còn Mông Đan, người đột nhiên bị Dương Thanh nắm chặt cổ tay lại càng thêm sợ hãi. Hắn là người rõ nhất cú đấm vừa rồi hắn đã dùng sức lực lớn đến như thế nào. Cho dù là một con sư tử mạnh mẽ cũng sẽ bị nắm đấm đó đánh chết ngắc. Tuy nhiên lúc này hắn lại bị Dương Thanh nắm lấy cổ tay. Mấu chốt là nắm đấm của hắn đã chạm vào quần áo của Dương Thanh rồi. Nếu nói đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Mông Đan tuyệt đối không tin. Có nghĩa là, Dương Thanh đã cố tình ra tay vào lúc nắm đấm của hắn chạm vào quần áo của anh. Khả năng khống chế mạnh mẽ như vậy, cho dù là người mạnh nhất nhà họ Tiết cũng chưa chắc đã có được. Mông Đan cố gắng thoát khỏi tay của Dương Thanh, nhưng hắn kinh hoàng phát hiện bàn tay của Dương Thanh giống như một chiếc mỏ cặp giữ chặt lấy cổ tay hắn, không thể nào thoát ra được. Không chỉ nhãn lực, mà cả tốc độ phản ứng cùng thực lực tuyệt đối đều khiến Mông Đan cảm thấy bất lực. Đây là sức mạnh của cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết sao? Dương Thanh cười mỉa mai và nhìn Tiết Nguyên Bá châm chọc nói. Tiết Nguyên Bá sững sờ, đồng tử đầy kinh ngạc, lúc này ông ta mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn nhìn lầm người. Dương Thanh mới 27 tuổi đã sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, nếu cho anh thêm 10 năm nữa, liệu anh sẽ mạnh đến mức nào đây? Cho dù là cao thủ số 1 nhà họ Tiết, lúc đó cũng không phải là đối thủ của Dương Thanh nữa. Dù thêm 10 năm nữa, Dương Thanh vẫn chỉ mới 38 tuổi thôi. Còn cao thủ số 1 nhà họ Tiết đã là một cao thủ hàng đầu đắm chìm vào võ thuật 450 năm rồi. Nếu xét về tài năng của võ thuật, Dương Thanh có thể bỏ xa cao thủ số 1 nhà họ Tiết cả 10 con phố. Bỏ tay ra. Mông Đan nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng thời, anh từng bước tiến về phía Tiết Nguyên Bá. Là vương tử thứ 3 của nhà họ Tiết, ông ta đâu đã từng phải chịu sự uy hiếp lớn như thế này chứ? Lúc này, ông ta đứng yên tại chỗ, ngay cả sức phản kháng cũng không có.
cứ dương mắt nhìn Dương Thanh không ngừng tiến lại gần mình. Tất cả đều sợ ngây người. Đến cả người có khả năng trở thành chủ vương tộc họ Tiết mà Dương Thanh cũng dám uy hiếp sao? Tiết Nguyên Bá vốn là người luyện võ, vậy mà khi Dương Thanh từng bước tới gần, ông ta lại không thể nghĩ cách đánh trả. Mông đan mạnh hơn ông ta nhiều còn không động được tới một sợi tóc của Dương Thanh, còn bị bẻ gãy cổ tay, nói gì đến Tiết Nguyên Bá. Chủ nhà họ Khổng và nhà họ Đặng đều vô cùng hối hận. Với thực lực của Dương Thanh, anh không cần sợ nhà họ Tiết. Lúc Dương Thanh định rời đi đã hỏi ai muốn đi theo mình, rõ ràng là đang cho bọn họ cơ hội. Thế nhưng bọn họ lại bỏ lỡ vì e ngại Tiết Nguyên Bá. Tô Thành Vũ mừng rỡ, quả nhiên Dương Thanh không khiến ông ta thất vọng. Dù ở bất cứ đâu, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thế nào cũng chưa từng thua. Lúc này ông ta mới biết tại sao gia tộc Vũ Văn dặn ông ta phải đứng về phía Dương Thanh bất cứ lúc nào. Thì ra không phải Dương Thanh ỷ vào gia tộc Vũ Văn, mà là gia tộc Vũ Văn coi trọng thực lực của anh. Xin cậu Thanh bình tĩnh lại. Thấy Dương Thanh đã bước tới trước mặt Tiết Nguyên Bá, Tiết Khải vội vàng lên tiếng, bố tôi không có ác ý gì cả, ông ấy chỉ vì quý trọng người tài, muốn mời cậu gia nhập nhà họ Tiết thôi. Tiết Nguyên Bá nghe thấy con mình nói vậy mới lấy lại tinh thần, vội nói, phải phải, tôi thấy cậu Thanh là người tài nên muốn lôi kéo chứ không có ác ý gì đâu. Nhưng bây giờ tôi đã biết, tôi không đủ tư cách mời cậu Thanh, bố tôi mới có tư cách này. Nếu cậu Thanh không chê, tôi xin thay bố tôi mời cậu trở thành khách quý. Chỉ khi nhà họ Tiết gặp chuyện lớn mới cần cậu ra mặt, tiền lương một năm 2 tỷ. Nghe thấy Tiết Nguyên Bá nói tiền lương một năm 2 tỷ, mọi người xung quanh đều giật mình kinh hãi. Tiền lương 10 năm chính là 20 tỷ. Quan trọng là Dương Thanh chỉ cần ra mặt khi nhà họ Tiết gặp chuyện lớn. Gia tộc có cấp bậc như nhà họ Tiết có khả năng gặp chuyện lớn mấy lần. Dù mỗi năm một lần thì Dương Thanh cũng chỉ cần ra mặt một lần đã có 2 tỷ trong tay. Dương Thanh không nói chuyện, chỉ châm chọc nhìn Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá bị anh nhìn liền mất tự nhiên. Ông ta sợ anh không vui sẽ đánh mình tàn phế, vậy là xong đời. 3 tỷ. Tiết Nguyên Bá bỗng nhiên cắn răng nói, tiền lương 3 tỷ một năm đã hơn cả cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết. Chỉ cần cậu Thanh đồng ý, tôi có thể ứng trước cho cậu một năm tiền lương. Đám người Tô Thành Vũ đều chết lặng. 3 tỷ một năm, số người có mức lương này ở Chiêu Châu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người anh em Dương Thanh, bố tôi nói thật đó. 3 tỷ một năm đã vượt cả cao thủ đứng đầu nhà họ Tiết rồi. Hơn nữa chỉ khi nhà họ Tiết gặp chuyện mới cần cậu ra mặt, nhà họ Tiết thật sự rất có thành ý với cậu. Tiết Khải cũng vội vàng khuyên nhủ. Anh ta biết bố mình đang có ý định gì. Lương hàng năm của cao thủ đứng đầu nhà họ Tiết cũng chỉ có 2 tỷ, mà còn phải được chủ của vương tộc họ Tiết cho phép mới được. Tiết Nguyên Bá làm gì có tư cách chi 3 tỷ một năm để mời một cao thủ về. Chẳng qua Tiết Nguyên Bá chỉ muốn giả bộ để trấn an Dương Thanh. Sau đó có cần nhờ gia tộc phái thêm cao thủ mạnh hơn tới đối phó anh hay không còn phải xem tình hình. Anh có tư cách xưng anh em với tôi à? Dương Thanh đột nhiên nhìn sang Tiết Khải, lạnh giọng hỏi. Tiết Khải ngập ngừng không biết trả lời thế nào, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu không phải Dương Thanh quá mạnh, sao anh ta phải nhẫn nhịn như vậy? Tôi thất lễ rồi. Cậu Thanh nói rất đúng, tôi không có tư cách xưng anh em với cậu. Tiết Khải nén giận đáp. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, lại nhìn về Tiết Nguyên Bá, theo tôi được biết, dù là vương tộc hay hoàng tộc muốn dùng số tiền lớn hơn 100 triệu để mời cao thủ đều phải mở cuộc họp thông qua mới được. Chẳng qua ông chỉ là vương tử thứ ba của nhà họ Tiết, còn chẳng phải người thừa kế. Sao ông dám tuyên bố dùng 3 tỷ mời tôi về nhà họ Tiết? Tiết Nguyên Bá sửng sốt, không ngờ Dương Thanh lại biết nhiều về hoàng tộc và vương tộc như vậy. Ông ta nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Ông ta không biết sau khi vạch trần liệu Dương Thanh có giết mình hay không. Nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn ông muốn lấy lý do dùng giá cao mời tôi về nhà họ Tiết để trấn an tôi trước. Nếu tôi đồng ý, ông sẽ dẫn tôi về, nhà họ Tiết cũng đã chuẩn bị mai phục. Tôi mà đi sẽ chỉ còn đường chết. Nếu tôi không đồng ý cũng bớt đi sát khí với các người, tha cho các người một mạng. Sau đó ông sẽ báo cáo về gia tộc, đợi nhà họ Tiết bàn bạc xem có cần phái người tới giết tôi hay không. Dương Thanh nói tiếp. Nghe vậy, Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đều sợ chết khiếp, bởi vì anh nói trúng phóc ý định của họ. Các người cũng không cần nghĩ cách giải thích đâu. Tôi đã nói ra được như vậy thì tôi cũng hiểu rất rõ tình hình của hoàng tộc và vương tộc. Dương Thanh lạnh lùng nói, tôi sẽ không giết các người, cũng không sợ nhà họ Tiết tiếp tục cho người tới đối phó. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, không có gì mà nắm đấm không giải quyết được. Ngông cuồng.
bá đạo. Tiết Nguyên Bá nghĩ về Dương Thanh như vậy. Dương Thanh muốn dẫn nhà họ Quan và nhà họ Hàn rời khỏi Giang Bình. Còn nhà họ Tô được chỉ định là gia tộc số 1 Giang Bình, cũng có nghĩa là không còn cơ hội theo Dương Thanh tới Yến Đô. Cảm ơn cậu Thanh. Tô Thành Vũ không hề vui vẻ khi nhà họ Tô trở thành gia tộc số 1 của Giang Bình, ngược lại rất thất vọng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều vô cùng kích động. Hiện giờ ở Giang Bình, nhà họ Hàn đứng đầu, nhà họ Quan đứng thứ hai. Vậy mà Dương Thanh lại nói nhà họ Tô là gia tộc số 1. Cũng có nghĩa là Dương Thanh định dẫn dắt nhà họ Hàn và nhà họ Quan vào Yến Đô. Bây giờ nhà họ Trần đã đặt chân đến Yến Đô, trở thành thực lực chỉ thua kém 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Với năng lực của Dương Thanh, chỉ e chẳng mấy chốc nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng sẽ ngang bằng với nhà họ Trần. Nghĩ tới ba thế lực gần bằng 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều do một tay Dương Thanh tạo ra, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn cảm thấy rất không chân thực. Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đã rời khỏi nhà hàng. Bố ơi, chẳng lẽ chúng ta cứ đi vậy sao? Tiết Khải không cam lòng nói. Tiết Nguyên Bá cũng không cam tâm nhưng nghĩ tới sức mạnh khủng bố của Dương Thanh, ông ta không thể không đi. Không đi thì ở lại chịu chết à, Tiết Nguyên Bá tức giận nói. Tiết Khải đỏ bừng mắt nói, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy em Minh. Tiết Nguyên Bá đau khổ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau ông ta mới chậm rãi mở mắt, có lẽ thằng Minh gặp nạn rồi. Không thể nào. Tiết Khải kích động nói, em Minh là người nhà họ Tiết chúng ta, đừng nói là đất Giang Hải bé tí này, đến cả Yến Đô cũng không có ai dám giết nó. Từ nhỏ quan hệ của Tiết Khải và Tiết Minh rất thân thiết. Tiết Khải rất cưng chiều đứa em trai này. Thế nhưng bây giờ Tiết Minh đột nhiên mất tích không có dấu vết. Có lẽ thằng Minh bị Dương Thanh giết rồi. Ngoại trừ cậu ta, còn không nghĩ ra ai dám động đến người nhà họ Tiết chúng ta, Tiết Khải cả giận nói. Câm miệng. Tiết Nguyên Bá giận dữ quát, còn nghe đây, chưa có chứng cứ tuyệt đối không được suy đoán lung tung. Nếu truyền tới tai Dương Thanh, chúng ta không còn sống trở về nữa đâu. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc giỏi đánh đấm thôi. Kể cả đánh bại được Mông Đan nhưng trong gia tộc vẫn còn mấy cao thủ mạnh hơn Mông Đan. Tiết Khải xem thường nói, con nghĩ chúng ta nên tìm cao thủ mạnh hơn, dù không đối đầu với Dương Thanh thì ít nhất cũng phải đến Giang Hải tiếp tục tìm kiếm thằng Minh. Tiết Nguyên Bá không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng cũng không muốn rời đi như vậy. Dù sao con trai út của ông ta cũng mất tích ở Giang Hải. Nếu không bao giờ được đặt chân tới Giang Hải thật, chẳng phải sẽ không bao giờ tìm được Tiết Minh sao? Em Minh là con trai bố đấy, dù có chết cũng phải nhìn thấy xác chứ. Tiết Khải thấy Tiết Nguyên Bá do dự bèn khuyên nhủ. Muốn mời cao thủ mạnh hơn tới thì cũng phải báo cáo với ông nội con trước, được ông con đồng ý rồi nói tiếp, Tiết Nguyên Bá quyết định. Tiết Khải vui mừng vội đáp, vâng, cứ báo cáo với ông nội đi ạ. Tiết Nguyên Bá không dám chậm trễ, gọi điện cho chủ của vương tộc họ Tiết trên đường tới khách sạn. Bố ơi, thằng Minh mất tích 2 ngày, rất có khả năng đã gặp nạn, Tiết Nguyên Bá trầm giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chủ của vương tộc họ Tiết hỏi. Bấy giờ Tiết Nguyên Bá mới kể lại toàn bộ mọi chuyện. Thật to gan, dám giết cháu nội của Tiết Phương ta đây sao? Lão ta giận dữ nói, bố sẽ cho Lạc Trần tới Giang Hải, dù có lật tung cả đát Giang Hải lên cũng phải tìm được thằng Minh. Vâng thưa bố, Tiết Nguyên Bá mừng rỡ vội đáp. Lạc Trần là cao thủ thứ 3 nhà họ Tiết, còn Mông Đan bị Dương Thanh đánh gãy tay chỉ mới xếp thứ 5. Tuy hạng 3 và hạng 5 không cách bao xa nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người vô cùng lớn. Lạc Trần có thể lấy mạng Mông Đan trong vòng một nốt nhạc chứ đừng nói là đánh gãy tay. Tiết Nguyên Bá biết Dương Thanh rất mạnh nhưng ông ta không tin anh có thể đánh bại cả Lạc Trần. Con nói người kia có thể đánh bại Mông Đan dễ như trở bàn tay, chắc chắn không phải kẻ tầm thường, rất có khả năng là người đi theo một vị tướng quân của biên giới nào đó. Tiết Vương không yên tâm, lên tiếng nhắc nhở, gặp phải loại người này, một là dứt khoát loại bỏ không để ai tra ra được dấu vết, hai là không được đối đầu. Con hiểu ý bố rồi. Bố yên tâm, con sẽ cố hết sức tránh đụng chạm đến cậu ta, Tiết Nguyên Bá đáp. Được, bố sẽ lập tức phái Lạc Trần tới Giang Hải. Có chuyện gì phải lập tức báo lại cho bố, Tiết Vương nói xong liền cúp máy. Bố ơi, Dương Thanh thực sự có thể là người của một vị tướng quân nào đó sao? Tiết Khải nghi hoặc hỏi. Tiết Nguyên Bá trầm giọng nói, bố cũng không biết rõ về 4 biên giới nhưng chắc là thế lực tương đương với hoàng tộc. Dương Thanh có thể dễ dàng đánh bại Mông Đan, bố đoán cậu ta có thể xếp thứ 4 trong nhà họ Tiết. Nếu ở trong hoàng tộc, có lẽ sẽ nằm trong top 10. Dù Dương Thanh từng là lính của biên giới nào, thực lực đều nằm trong top 10 của nơi đó.
Người như vậy chỉ có thể là cao thủ bên người tướng quân. Kể cả là của tướng quân biên giới phía Tây có thực lực yếu nhất, nếu chúng ta giết Dương Thanh, bị tướng quân biên giới phía Tây biết được sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nghe Tiết Nguyên Bá nói vậy, rốt cuộc Tiết Khải đã hiểu tại sao người kiêu căng như ông ta lại phải cúi đầu trước Dương Thanh. Một khi tướng quân nổi giận, máu chảy thành sông. Nghe nói thực lực của các vị tướng quân đều sâu không lường được, một người có thể địch lại cả một quốc gia. Nhà họ Tiết có thể tùy tiện đắc tội với người như vậy sao? Dù sao Tiết Minh cũng là người sống sờ sờ ra đó, gặp bao nhiêu người, đương nhiên không thể giấu đi mọi hành tung của gã. Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải vừa trở về khách sạn, Tiết Khải nhận được một cuộc gọi, cậu Khải, chúng tôi tra được lần cuối cùng cậu Minh xuất hiện là ở karaoke thời gian tuyệt vời. Kỳ lạ là hệ thống camera giám sát ở đó bị tê liệt cùng ngày, không có manh mối gì liên quan tới cậu Minh. Có manh mối về thằng Minh rồi à? Nghe thấy thế, Tiết Khải khấp khởi vui mừng gặng hỏi. Đối phương nói, chính xác là cậu Minh, ngày thường ban ngày karaoke thời gian tuyệt vời có rất ít khách. Sáng hôm đó có người thấy cậu Minh tới đây, vừa hay cậu ấy ưng ý hai cô gái xinh đẹp, còn đưa vào phòng VIP nữa. Quan trọng là hai cô gái kia vô cùng đẹp, người chứng kiến mới nhìn thêm mấy lần. Sáng hôm qua toàn bộ hệ thống camera giám sát của karaoke thời gian tuyệt vời bị tê liệt. Chuyện này quá trùng hợp, nhất định có người động tay động chân. Sắc mặt Tiết Khải tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn hai cô gái bị Tiết Minh ép tới karaoke thời gian tuyệt vời biết thằng Minh đang ở đâu. Nếu là người xinh đẹp, chắn hẳn sẽ rất có tiếng ở Giang Hải. Cậu cứ tìm ảnh của top 100 người đẹp Giang Hải tới cho người chứng kiến nhận diện xem hai cô gái bị Tiết Minh đưa tới là ai. Đối phương vội vàng đáp, vâng thưa cậu Khải. Tôi lập tức đi làm ngay. Sau khi cúp máy, Tiết Khải kích động nói, bố ơi, cuối cùng cũng có tin tức của em Minh rồi. Con tin chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được nó. Tiết Nguyên Bá lại không hề vui vẻ như Tiết Khải, càng thêm lo lắng, hy vọng có thể tìm được thằng Minh. Trước khi xác nhận Tiết Minh còn sống, bất kỳ tin tức gì với bọn họ đều là tin xấu, chỉ khiến bọn họ lo lắng hơn. Dương Thanh không hề hay biết Tiết Khải đã tìm được người chứng kiến. Lúc này anh đã về tới dinh thự Vân Phong. Bố! Thấy anh về, Tiêu Tiêu sung sướng reo lên như chú chim nhỏ, nhào vào lòng anh. Dương Thanh bế con gái, cưng chiều hỏi, nhớ bố rồi hả? Tiêu Tiêu gật đầu đáp, nhớ ạ. Dứt lời, Tiêu Tiêu mếu máo nói, nhưng mà bố bận quá, lâu rồi không chơi với con. Dương Thanh thấy rất áy náy. Lúc trước anh vẫn luôn ở Yến Đô, mới trở về Giang Hải chưa lâu, không có thời gian ở bên Tiêu Tiêu. Mấy ngày nữa bố đưa con đến nhà mới của chúng ta, sẽ quen thêm rất nhiều bạn mới, được không con? Dương Thanh cười hỏi. Tiêu Tiêu buồn rầu đáp, nhưng con thích bạn học bây giờ, cũng thích nhà lớn bây giờ, không muốn rời khỏi, phải làm sao ạ? Thấy con gái không nỡ rời đi, Dương Thanh hơi đau lòng. Nhưng để người nhà được an toàn, anh chỉ có thể để bọn họ ở bên cạnh mình. Ăn cơm nào? Đúng lúc này, Tần Y và Tần Thanh Tâm bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp. Tiêu Tiêu lập tức rời sự chú ý. Con muốn ăn thịt. Tiêu Tiêu thấy món thịt kho tàu Tần Y nấu liền thèm nhỏ dãi, vẻ mặt buồn bã vừa rồi lập tức tan biến. Bố ơi, chuyện ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà sắp xếp tới đâu rồi ạ? Sau bữa ăn, Tần Thanh Tâm và Tần Y dọn rửa, Tiêu Tiêu ngồi dưới thảm chơi đùa, Dương Thanh và Tần Đại Dũng ngồi trên sofa trong phòng khách. Tần Đại Dũng cười đáp, con yên tâm, công ty này vốn chẳng to lắm, bố sắp xếp xong xuôi hết rồi. Tốt quá! Đợi mấy ngày nữa Tâm với Y Y giải quyết xong chuyện ở tập đoàn Nhạn Thanh và tập đoàn Tam Hòa, chúng ta sẽ đi Yến Đô. Ở đó đã chuẩn bị hết rồi, Dương Thanh nói. Trên mặt Tần Đại Dũng chợt lộ vẻ do dự. Bố có gì muốn nói với con à, Dương Thanh hỏi. Bấy giờ Tần Đại Dũng mới lên tiếng, mặc dù bố cũng rất muốn tiếp tục giúp con nhưng bố già rồi. Tập đoàn Nhạn Thanh quá lớn, nơi nơi đều có người tài. Dù bố có đi cũng không giúp được gì cho con. Bố có tính toán gì không? Dương Thanh hỏi. Tần Đại Dũng nhìn Tiêu Tiêu đang chơi đùa bên cạnh, cưng chiều nói, bố nghĩ sau này cứ chăm con cho hai đứa cũng có thể yên tâm làm việc. Bố vốn có ước mơ quản lý công ty, con đã giúp bố thực hiện ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Bây giờ dù bố có chết cũng không hối tiếc. Dương Thanh vội vàng nói, bố còn trẻ lắm, nói mấy lời này làm gì? Tần Đại Dũng chỉ cười không đáp. Nếu bố lo gây thêm phiền phức cho công việc của con hy vọng bố đừng nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm làm việc ở Nhạn Thanh đi. Nếu bố thực sự cảm thấy thỏa mãn, bây giờ chỉ muốn trông cháu, đương nhiên con sẽ ủng hộ bố về hưu.
Con hy vọng bố được làm theo ý mình. Chỉ cần bố vui vẻ, thế nào cũng được. Dương Thanh chân thành nói. Công ty nhỏ bé như vật liệu xây dựng Long Hà chẳng là gì với anh. Lúc trước anh giữ lại chỉ để Tần Đại Dũng rèn luyện mà thôi. Đúng như lời Tần Đại Dũng vừa nói, tập đoàn Nhạn Thanh có rất nhiều người tài. Ông ấy chưa chắc có thể giúp được bao nhiêu. Tần Đại Dũng cười đáp, bố thực sự muốn về hưu, trông con cho hai đứa. Được, nếu bố đã quyết định như vậy, con cũng không ép buộc nữa. Con sẽ thuê một người giúp việc tới nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc và giúp bố trông Tiêu Tiêu, Dương Thanh cười nói. Ông chủ nói lần này tới Giang Hải, tôi phải nghe theo sự sắp xếp của Tam Vương Tử. Lạc Trần nói, Tam Vương Tử có việc gì cần làm xin cứ nói. Hai mắt Tiết Nguyên Bá lập tức đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát khí, ông Lạc, tôi muốn ông giúp tôi thăm dò một người trẻ tuổi. Nếu có thể, tốt nhất là giết luôn. Tối qua Tiết Khải đã tra ra được, người chứng kiến nói hai cô gái bị Tiết Minh cưỡng ép đưa vào phòng VIP là Tần Thanh Tâm và Tần Y. Bọn họ còn biết Tần Thanh Tâm là vợ của Dương Thanh, còn Tần Y là em vợ anh. Tiết Khải vốn đã nghi ngờ Tiết Minh mất tích liên quan đến Dương Thanh. Lần cuối cùng Tiết Minh xuất hiện là ở karaoke Thời Gian Tuyệt Vời, còn ở cùng vợ và em vợ của Dương Thanh. Khi đó bên cạnh Tiết Minh có cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết bảo vệ. Bây giờ Tiết Minh và cao thủ kia đều mất tích, nhất định là do Dương Thanh làm. Ở cái đất Giang Hải nho nhỏ này còn ai có thể làm Tiết Minh mất tích dưới sự bảo vệ của cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết? Ông Lạc hãy thăm dò một thằng nhóc tên Dương Thanh. Thằng Minh mất tích có liên quan tới cậu ta, thậm chí rất có khả năng thằng Minh đã bị cậu ta hại. Tiết Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Lạc Trần kinh ngạc hỏi, tôi nhớ người bảo vệ cậu Minh là cao thủ xếp thứ 10 của nhà họ Tiết cơ mà. Một thằng nhóc 27 tuổi thực sự có thể bắt cậu Minh đi được sao? Nếu là trước kia, Tiết Nguyên Bá cũng sẽ không tin. Nhưng tối qua ông ta đã chứng kiến Dương Thanh dễ dàng bẻ gãy tay Mông Đan. Ông ta gật đầu đáp, đến cả Mông Đan cũng không phải đối thủ của cậu ta, vừa mới xông vào đã bị bẻ gãy tay. Lần này, sắc mặt Lạc Trần nghiêm túc hẳn lên. Lão ta biết Mông Đan là cao thủ xếp thứ 5 của nhà họ Tiết, tuy thấp hơn lão ta hai hạng nhưng thực lực tuyệt đối tương đương với cao thủ đứng đầu của 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Vậy mà ở đất Giang Hải bé nhỏ lại bị một thằng nhóc mới 27 tuổi bẻ gãy tay. Có thể thấy thực lực của thằng nhóc này rất khủng bố. Trên đường rời khỏi sân bay, Tiết Nguyên Bá nói cho Lạc Trần toàn bộ thông tin điều tra được về Dương Thanh và cả suy đoán của chính mình. Lạc Trần không còn thái độ khinh địch nữa, trầm giọng nói, theo như cậu nói, có lẽ cậu ta là cao thủ của biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc, Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đều sững sờ. Bọn họ biết rõ trong 4 vùng biên giới. Biên giới phía Bắc có điều kiện gian khổ nhất nhưng lại nắm giữ thực lực mạnh nhất. Đặc biệt là tướng quân biên giới phía Bắc vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu 4 vùng biên giới, dù là các gia tộc theo võ đạo lâu đời cũng không có đối thủ. Có thể dễ dàng đánh bại Mông Đan chứng tỏ thực lực của cậu ta không kém hơn tôi bao nhiêu. Cậu ta mới 27 tuổi đã có sức mạnh khủng khiếp như vậy, chỉ có thể là người của biên giới phía Bắc. Lạc Trần lo lắng nói, nếu cậu muốn tôi đi thăm dò, tìm cơ hội tiêu diệt cậu ta, chỉ e không có khả năng. Nghe nói biên giới phía Bắc rất bao che người mình. Dù Dương Thanh đã giải ngũ thì cũng là người của tướng quân biên giới phía Bắc. Nếu các cậu muốn đấu với cậu ta đến cùng, nhất định phải chắc chắn giết được. Lỡ cậu ta không chết, chắc chắn tướng quân biên giới phía Bắc sẽ biết được. Lúc đó sẽ là ngày tận thế của nhà họ Tiết. Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải vốn định nhờ Lạc Trần thăm dò nhưng nghe lão ta phân tích, cả hai đều cảm thấy nguy hiểm chết người đang ập tới. Ông Lạc thấy chúng tôi nên làm gì bây giờ? Một lúc sau, Tiết Nguyên Bá cung kính hỏi. Lạc Trần suy tư rồi đáp, nhà họ Tiết vẫn không nên đắc tội cậu ta thì hơn. Nhưng rất có thể thằng Minh đã bị cậu ta giết chết. Tiết Nguyên Bá đỏ mắt nói, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ cơ hội báo thù cho thằng Minh như vậy sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lạc Trần bình tĩnh nói, hiện giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất của cậu. Ông chủ đang muốn chọn người thừa kế, nếu cậu lại gây phiền phức cho gia tộc. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh giành quyền thừa kế. Tiết Nguyên Bá bỗng mở to mắt. Lạc Trần là người thân cận với Tiết Phương, nhiều khi còn biết nhiều hơn cả ba đứa con bọn họ. Ngôn tình tổng tài. Rõ ràng Lạc Trần đang cố ý lấy lòng Tiết Nguyên Bá, nếu không cũng sẽ không để lộ tin tức quan trọng như vậy. Cảm ơn ông Lạc. Tiết Nguyên Bá chắp tay, cúi đầu cảm ơn. Lạc Trần mỉm cười, tôi không nói gì cả. Tiết Nguyên Bá hiểu ý, vội nói. Tôi chỉ muốn cảm ơn ông Lạc từ xa tới Giang Hải giúp tôi. Dương Thanh có thị lực vượt xa người thường,
dễ dàng trông thấy một ông già mặc áo xám đang ở dưới tòa nhà. Lão ta chính là cao thủ xếp thứ ba của nhà họ Tiết, Lạc Trần. Dường như lão ta cảm giác được Dương Thanh đang nhìn mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất. Khi nhìn thấy Dương Thanh, trong mắt Lạc Trần tràn đầy kinh hãi. Lạc Trần là cao thủ xếp thứ ba nhà họ Tiết, tính cả Chiêu Châu cũng phải là cao thủ top đầu. Vậy mà khi lão ta vẫn chưa phát hiện ra Dương Thanh, anh đã phát hiện ra lão ta trước, chứng tỏ Dương Thanh cực kỳ nhạy bén. Chỉ cao thủ có thực lực cực cao mới có cảm giác nhạy bén như vậy. Nhưng vẫn còn điều khiến Lạc Trần ngạc nhiên hơn. Ông có việc gì sao? Giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên sau lưng lão ta. Lạc Trần quay lại đã thấy gương mặt quen thuộc, chính là Dương Thanh 10 giây trước vẫn còn đang ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhãn Thanh. Làm sao cậu ta có thể từ tầng cao nhất chạy tới trước mặt mình chỉ trong 10 giây ngắn ngủi? Không có gì, đi ngang qua thôi. Mặc dù Lạc Trần rất kinh hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn chằm chằm Dương Thanh, chàng trai trẻ rất không đơn giản. Dương Thanh lạnh giọng đáp, lớn tuổi rồi thì ở nhà cho an toàn. Bên ngoài nhiều nguy hiểm. Sợ ý ngã xuống, người khác sẽ sợ ông là đồ lừa đảo không dám cứu. Lạc Trần híp mắt lại, cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của Dương Thanh. Rõ ràng anh đã biết thân phận của ông ta, đang ám chỉ ở Giang Hải rất nguy hiểm. Cậu nói rất đúng, tôi về nhà ngay đây. Lạc Trần híp mắt cười, lập tức quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Lạc Trần, trong mắt Dương Thanh chợt lóe lên. Khi thực lực của một người đạt tới đẳng cấp nhất định, chỉ người mạnh tương đương mới cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của người đó. Dương Thanh cảm thấy được khí thế kinh người của Lạc Trần nên mới đoán lão ta tới từ vương tộc. Mấy ngày nay chỉ có vương tộc nhà họ Tiết có xung đột với anh. Vậy thì ông già này chính là cao thủ nhà họ Tiết phái tới. Hy vọng nhà họ Tiết biết điều một chút. Dương Thanh lạnh nhạt nói một câu rồi quay người lên tầng. Anh đến gặp Lạc Trần chính là vì muốn đe dọa nhà họ Tiết đừng làm gì thiếu suy nghĩ. Sau khi rời khỏi tập đoàn Nhãn Thanh, Lạc Trần mới giật mình phát hiện sau lưng ướt đẫm. Tam Vương Tử à, lần này cậu chọc phải tổ kiến lửa rồi. Lạc Trần thở dài thì thào. Nửa tiếng sau trong một căn biệt thự. Không biết ông Lạc gặp Dương Thanh thế nào rồi. Tiết Nguyên Bá đứng ngồi không yên nói. Bố đề cao thực lực của Dương Thanh hơi quá rồi đấy. Tiết Khải xem thường nói. Cậu ta có mạnh cỡ nào cũng đâu thể mạnh hơn ông Lạc. Tiết Nguyên Bá lắc đầu, không phải bố lo ông Lạc đánh không lại, mà là lo Dương Thanh bị thương nặng, tướng quân biên giới phía Bắc để ý tới thì xong đời. Bố bi quan thế, sao bố không nghĩ là ông Lạc có thể dễ dàng giết chết Dương Thanh, Tiết Khải hỏi. Tôi thực sự không phải đối thủ của Dương Thanh. Đúng lúc này, giọng nói của Lạc Trần vang lên. Lão ta bước vào biệt thự. Ông Lạc, Tiết Nguyên Bá thấy Lạc Trần trở về. Rốt cuộc thở phào một hơi. Nhưng câu nói vừa rồi lại khiến ông ta khiếp sợ không gì sánh được, ông đấu với Dương Thanh rồi à? Lạc Trần lắc đầu cười tự giễu. Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải lại càng hoảng sợ. Chưa đấu đã biết không phải đối thủ của Dương Thanh rồi sao? Sau này cậu đừng trêu chọc Dương Thanh nữa. Cậu ấy với chúng ta không cùng một thế giới đâu, Lạc Trần nói. Lần này, hai bố con hoàn toàn ngơ ngác. Không cùng một thế giới nghĩa là sao? Lạc Trần không chịu giải thích, chỉ nói, nếu cậu không còn việc gì khác, tôi về gia tộc trước đây. Lúc này Tiết Nguyên Bá mới giật mình lấy lại tinh thần. Tiết Phương phái Lạc Trần tới để đối phó Dương Thanh, bây giờ Lạc Trần nói mình không phải đối thủ, ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Không còn gì nữa đâu. Ông Lạc vất vả rồi. Tuy Lạc Trần không giải quyết được Dương Thanh nhưng thái độ của Tiết Nguyên Bá vẫn rất cung kính. Được, tôi đi đây. Dứt lời, Lạc Trần lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai bố con. Sắc mặt Tiết Nguyên Bá cực kỳ khó coi, im lặng một lúc rồi đứng dậy nói, chúng ta cũng về gia tộc. Tối hôm qua Dương Thanh đã bảo bọn họ rời khỏi Giang Hải, ai biết anh có tìm tới nữa không? Hai người vừa mới rời khỏi Giang Hải, Dương Thanh liền nhận được tin tức. Cậu Thanh, Tiết Nguyên Bá đi thật rồi. Dương Thanh lái xe đưa Tô San tới tiệm ăn họ Trần. Tô San vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn và rót nước cho Dương Thanh. Bữa cơm này kéo dài một tiếng đồng hồ. Dương Thanh, tôi muốn nhờ anh giúp nhà họ Tô một chuyện. Cơm nước xong xuôi, Tô San đột nhiên lên tiếng. Dường như Dương Thanh không nghe thấy cô ta nói gì, ung dung bưng một chén trà nóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra anh cũng đang rất do dự có nên hỏi Tô San hay không. Dù thế nào cô ta cũng là bạn thân của Tần Thanh Tâm, anh không muốn vợ mình bị cô ta làm tổn thương. Thấy Dương Thanh im lặng, Tô San lại nói tiếp. Tôi muốn xin anh cho nhà họ Tô một cơ hội theo anh tới Yến Đô.
Bố cô bảo cô tới xin tôi à? Dương Thanh hỏi. Tô San gật đầu, tôi biết bố tôi không giữ vững lập trường nhưng ông ấy được như ngày hôm nay đều là nhờ tính cẩn thận. Đương nhiên cũng có thể nói là ông ấy nhát gan sợ phiền phức. Ông ấy không đủ tin tưởng anh nhưng cũng chỉ vì gia tộc. Hy vọng anh nể tình ông ấy chưa từng làm hại anh, cho ông ấy thêm một cơ hội nữa. Dương Thanh không chút do dự lắc đầu, tôi không để gia tộc khác thay thế nhà họ Tô ở Giang Bình đã là sự khoan dung lớn nhất. Nể tình tôi cũng không được sao, Tô San đỏ mắt hỏi. Dương Thanh kiên quyết lắc đầu, không được. Tô San không thuyết phục nữa, tự rót đầy một ly rượu vang rồi uống cạn. Sau đó cô ta lại uống cạn thêm một ly nữa rồi mới đặt ly xuống. Sao tôi có cảm giác anh rất lạnh nhạt với tôi, Tô San đột nhiên hỏi. Dương Thanh nhìn chằm chằm cô ta, cô làm ra chuyện quá đáng với tôi như vậy, sao tôi phải nhiệt tình với cô? Dương Thanh đang không biết phải nhắc tới chuyện kia thế nào, không ngờ Tô San lại gợi chuyện trước. Nghe vậy, Tô San sững sờ hỏi, tôi làm chuyện gì quá đáng với anh? Người đàn bà này rất biết giả vờ. Ánh mắt Dương Thanh lạnh hẳn xuống, người gửi cho tâm ảnh chụp của chúng ta là tài khoản phụ của cô phải không? Tô San kinh ngạc run lẩy bẩy, không ngờ Dương Thanh biết được. Nhưng cô ta ngụy trang rất tốt, vội vàng nói, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Ảnh chụp của chúng ta là sao? Dương Thanh không lên tiếng, ung dung uống trà. Đôi mắt sắc bén của anh bỗng quét về phía Tô San như có thể nhìn thấu cô ta, lạnh giọng nói, chắc cô vẫn còn nhớ Ngô Vũ của Studio Giai Lệ chứ? Lần này, Tô San hoàn toàn sững sờ. Bởi vì Ngô Vũ của Studio Giai Lệ chính là thợ chụp ảnh cô ta thuê chụp mình và Dương Thanh cùng vào khách sạn. Dương Thanh đã biết Ngô Vũ, chắc chắn cũng biết người thuê anh ta chính là Tô San. Tâm vẫn luôn coi cô là bạn thân nhất, sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao cô muốn châm ngòi ly gián vợ chồng chúng tôi? Dương Thanh không ngừng chất vấn, Tô San cảm thấy áp lực đè nặng như ngọn núi. Tô San mím chặt môi, đôi mắt long lanh nhìn Dương Thanh, vẻ mặt tủi hổ. Bởi vì em thích anh. Tô San đột nhiên nói. Dương Thanh giật nảy mình. Tô San nói thích anh sao? Sao lại như vậy được? Từ lần anh cứu em ở cổng nhà họ Tô, em đã thích anh rồi, Tô San nghẹn ngào nói. Cả lần em bị đuổi giết trên đường cao tốc tới Yến Đô, anh cũng cứu em. Anh biết không, em đã định từ bỏ tình cảm sai trái này, nhưng sau nhiều lần được anh cứu, em phát hiện anh đã chiếm lấy cả trái tim em. Em cũng không muốn vì anh mà phá hủy tình bạn với Thanh Tâm, nhưng em rất thích anh, không thể quên được. Tô San đột nhiên òa khóc. Lúc này Dương Thanh mới tỉnh ngộ. Anh được người ta tỏ tình, còn là bạn thân của vợ anh. Chuyện cầu huyết như vậy lại xảy ra với anh. Chắc hẳn cô phải biết tình cảm của tôi và Tâm rất sâu đậm. Để tới được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua bao nhiêu gian nan. Dương Thanh nghiêm túc nói, chúng ta không có hy vọng gì đâu. Đời này tôi chỉ yêu một mình Tâm. Không cần biết cô nói thật hay giả, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Nói xong, Dương Thanh dứt khoát đứng dậy rời đi. Anh không muốn có quan hệ gì người phụ nữ này nữa. Dương Thanh. Tô San cuống quýt đuổi theo túm lấy tay anh. Dương Thanh cau mày, bực bội hỏi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Em thích anh, em không cần anh đối xử với em được như Thanh Tâm, chỉ xin anh chia sẻ cho em một chút tình yêu là đủ rồi. Tô San bỗng nhiên ôm chặt Dương Thanh, gào khóc nói, em nguyện làm người tình của anh, có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Dương Thanh bỗng thấy mềm lòng, nhưng chỉ là lòng thương hại, không phải yêu thích. Tô San, nếu cô đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nhưng tôi thật lòng hy vọng cô có thể từ bỏ tình cảm với tôi. Chúng ta không có hy vọng gì đâu. Giọng điệu của Dương Thanh mềm mỏng hơn một chút. Dứt lời, anh quay lưng rời đi. Nhưng vừa bước tới cửa đã nghe thấy Tô San hỏi, anh không muốn biết đêm em đưa anh vào khách sạn, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Thanh lập tức dừng bước, quay lại nhìn Tô San, trong mắt hiện lên sát khí mãnh liệt, nếu cô dám nói lung tung, tôi sẽ khiến cô mãi mãi không nói được nữa. Tô San chẳng hề e sợ đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Dương Thanh. Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Dương Thanh không hề có chút ấn tượng nào. Dù thực sự xảy ra chuyện gì cũng là trong khách sạn, Dương Thanh muốn tra cũng hết cách. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô San, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tô San tủi thân lau nước mắt, châm chọc nói, anh đã nói đến mức này, đêm đó xảy ra chuyện gì còn quan trọng nữa sao? Dương Thanh nghẹn họng. Đúng là như vậy, dù hai người xảy ra chuyện khó nói, anh cũng sẽ không chấp nhận Tô San. Cả đời này anh chỉ yêu một người, hơn nữa bọn họ còn có một cô con gái.
Đêm hôm đó anh uống say, nhưng Tô San vẫn còn tỉnh táo. Nếu xảy ra chuyện cũng là lỗi của cô ta. Anh khiến em rất thất vọng. Tô San thấy Dương Thanh không nói gì, đau khổ khóc lóc rời đi. Dương Thanh ngồi một mình trong phòng, tâm trạng cực kỳ bực bội, thậm chí không dám nghĩ tới đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có gì thì thôi, nhưng nếu thực sự có gì đó, chẳng phải anh đã phản bội Tần Thanh Tâm rồi sao? Liệu Tâm có tha thứ cho mình không? Trong bộ dạng vừa rồi của Tô San, Dương Thanh biết rất có thể đêm đó hai người đã có gì đó. Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh lại. Anh gọi một cuộc điện thoại, điều tra cho tôi đêm mùng 9 tháng 11, tôi bị Tô San đưa tới khách sạn, cô ta đã ở trong phòng tôi bao lâu? Anh Thanh, xảy ra chuyện gì à? Mã Siêu kinh ngạc hỏi. Dương Thanh không muốn nhiều lời, lạnh giọng nói, mau chóng điều tra rõ ràng cho tôi. Vâng. Mã Siêu vội vàng ngậm miệng. Sau khi cúp máy, Dương Thanh mới rời đi. Anh vừa quay lại tập đoàn Nhạn Thanh đã nhận được điện thoại của Mã Siêu, em tra được rồi. Nói. Đêm hôm đó Tô San đưa anh vào khách sạn. Hai người cùng vào một phòng nhưng 6 giờ sáng hôm sau cô ta mới bước ra. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức thẫn thờ. Thực ra anh đã biết đêm đó mình và Tô San ở cùng nhau, chỉ là không có chứng cứ. Bây giờ Mã Siêu đã xác nhận chuyện này. Có nghĩa là đêm đó anh và Tô San ở chung một phòng. Anh uống say, Tô San lại thích anh. Hiện giờ chỉ có Tô San biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh Thanh, có phải anh làm gì có lỗi với chị dâu rồi không? Mã Siêu đột nhiên hỏi. Bấy giờ Dương Thanh mới lấy lại tinh thần, cắn răng nói, đêm đó tôi không biết gì cả. Nhưng nếu hai người thực sự xảy ra chuyện gì thì sao? Đàm Mỹ Hải. Mã Siêu lại hỏi, nếu chị dâu biết chuyện, chị ấy có tha thứ cho anh không? Dương Thanh chỉ cảm thấy rất phiền phức. Anh không hề hay biết rốt cuộc đêm đó anh có làm gì có lỗi với Tần Thanh Tâm hay không. Em thấy cô ta đang cố ý. Nói trắng ra chính là loại trà xanh xảo trá. Mã Siêu khinh thường nói, rõ ràng cô ta là bạn thân của chị dâu, đưa anh đi khách sạn cũng được nhưng không nên ở lì trong phòng không chịu ra. Em nghĩ bây giờ anh nên thẳng thắn với chị dâu, ít nhất có thể chứng minh khi anh biết chuyện đã lập tức nói cho chị ấy biết. Phụ nữ ghét nhất là bị lừa gạt. Nếu anh không nói cho chị dâu, sau này chị ấy mà biết sẽ rất đau lòng, khó mà tiếp nhận. Nếu là trước kia, Dương Thanh đã mắng Mã Siêu từ lâu rồi. Nhưng hôm nay anh lại kiên nhẫn nghe anh ta nói hết những lời này. Tần Thanh Tâm mới chỉ nhận được ảnh chụp hai người cùng vào khách sạn đã nổi giận. Nếu cô biết hai người còn ở cùng phòng cả đêm, chắn chắn cô sẽ không thể chịu nổi. Không được, chưa thể cho Tâm biết được. Tôi phải xác định đêm đó giữa tôi và Tô San có xảy ra chuyện gì không đã. Sau một lúc im lặng, Dương Thanh bỗng nói. Cô San San, cháu nhớ cô lắm đấy. Tiêu Tiêu lập tức chạy tới nhào vào ngực đối phương. Dương Thanh thấy Tô San tới, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Sao cô ta lại tới đây? Tần Thanh Tâm cũng bê hai món ăn ra khỏi phòng bếp. Chồng em về rồi à? Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh về nhà thì rất vui. Dương Thanh gật đầu hỏi, Y Y đâu rồi? Tần Thanh Tâm ngại ngùng nhìn Tô San rồi nói, con bé về phòng rồi. Tần Y vẫn luôn không thích Tô San, sau khi Tần Thanh Tâm nhận được ảnh chụp Tô San và Dương Thanh cùng vào khách sạn, cô ta lại càng ghét bỏ. Tiêu Tiêu tới chỗ gì út nào? Lúc này Tần Y ra khỏi phòng, không vui nói với Tiêu Tiêu đang rúc vào ngực Tô San. Dì út? Tiêu Tiêu trông thấy Tần Y lại vội vàng chạy tới. Dì nói với cháu bao nhiêu lần rồi, trừ mẹ và dì ra không được nhận quà của người phụ nữ nào khác. Cháu quên rồi hả? Tần Y cố tình nói. Tiêu Tiêu liếc nhìn Tô San, trong tay vẫn cầm búp bê Tô San tặng, tiếc nuối nói, nhưng cô San San không phải người ngoài. Tần Y đen mặt buông Tiêu Tiêu ra, cả giận nói, được lắm, uổng công dì thương cháu, bây giờ không thèm nghe lời dì nữa. Thấy Tần Y giận, Tiêu Tiêu rất tủi thân. Vội vàng nói, cháu nghe lời mà dì út. Tô San mỉm cười đi tới, Tiêu Tiêu à, dì cháu nói không sai. Trên đời này ngoại trừ mẹ cháu và dì út, tất cả những người phụ nữ khác đều là người ngoài, kể cả cô. Tôi đang dạy dỗ cháu tôi, liên quan gì tới chị, Tần Y nổi giận nói. Tần Thanh Tâm thấy thế vội vàng khuyên nhủ, Y Y, em đừng như vậy. San San đã giải thích rõ ràng rồi mà. Có mỗi chị dễ bị bắt nạt thôi. Người ta muốn cướp chồng chị còn tin lời người ta. Tần Y giận dữ nói. Dứt lời, cô ta bỏ về phòng. Tần Thanh Tâm cũng hơi bực mình, em đứng lại đó cho chị. Tô San vội vàng bước tới kéo tay Tần Thanh Tâm, đỏ mắt nói,
tại mình không tốt, nếu hôm đó mình gọi cho cậu nói trước một tiếng thì đã không có hiểu lầm như bây giờ. Chuyện này không thể trách cậu được. Tại con bé Y ngày càng ngang bướng, cậu đừng để bụng. Lát nữa mình sẽ nói chuyện với con bé, Tần Thanh Tâm an ủi. Tô San cười gượng đáp, cậu đừng la Y Y, đừng vì mình mà ảnh hưởng tới tình chị em của hai người. Được rồi, mình đã giải thích rõ mọi chuyện. Mình đi trước đây. Tô San nói xong định rời đi. Mình nấu xong cơm rồi, cậu ở lại ăn rồi hẵng đi, Tần Thanh Tâm vội vàng ngăn lại. Tô San chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, Tần Thanh Tâm không ngăn kịp. Tiếng xe nổ máy mau chóng vang lên. Sau đó Tần Thanh Tâm cũng về phòng, hung dữ lườm Dương Thanh, đều tại anh. Dương Thanh mỉm cười bất lực, cũng không phản bác. Tần Y thực sự tức giận, cơm tối cũng không chịu ăn. Sao Tô San lại tới đây? Lúc ăn cơm, Dương Thanh hỏi. Tần Thanh Tâm thở dài nói, cô ấy tới giải thích chuyện ảnh chụp, nhưng Y Y không chịu tha thứ. Ăn xong anh giúp em khuyên nhủ con bé đi. Tô San là bạn thân nhất của em. Em tin cô ấy sẽ không làm gì có lỗi với mình, cũng tin tưởng anh. Nghe Tần Thanh Tâm nói vậy, Dương Thanh không khỏi chột dạ. Đồng thời cũng cảm thấy không đáng thay Tần Thanh Tâm. Tô San chính là một người đàn bà xảo trá, giả bộ trước mặt cô tốt như vậy, chỉ sợ anh nói cô ta xấu, cô cũng không chịu nghe. Anh thấy Y Y không làm gì sai. Dương Thanh đột nhiên nói. Sắc mặt Tần Thanh Tâm lập tức cứng đờ, ý anh là gì? Anh chỉ muốn nói Y Y là em gái em. Dù Tô San và em có thân tới đâu cũng chỉ là người ngoài. Đừng vì cô ta mà ảnh hưởng tới tình chị em của hai người. Dương Thanh định nói thật, cuối cùng vẫn phải đổi giọng. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn anh, Tô San không phải người ngoài mà là bạn thân của em. Anh không được nói cô ấy như vậy. Hơn nữa chuyện này là tại anh còn gì. Nếu anh không uống say, trùng hợp gặp được Tô San, chắc anh đã phải ngủ ngoài đường rồi. Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm rất coi trọng Tô San. Nhưng càng như vậy, anh càng thấy mâu thuẫn, không biết đối mặt với Tô San kiểu gì. Anh biết rõ Tô San có ý xấu, nhưng Tần Thanh Tâm lại rất coi trọng người bạn này. Sau khi xác nhận Dương Thanh cũng không thích Tô San, Tần Y mới nở nụ cười, kiêu ngạo nói, xem như anh biết điều. Nể tình anh thẳng thắn, em sẽ không để bụng chuyện anh thân mật với ả trà xanh kia. Dương Thanh thấy dở khóc dở cười. Cô gái này đúng là dễ giận dễ cười. Không đúng. Tần Y bỗng nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Thanh, có phải Tô San đã làm gì anh rồi không? Nếu không sao anh biết chị ta rất giảo hoạt. Dương Thanh vội vàng phủ nhận, sao có thể như vậy được? Anh là một người đàn ông, cô ta có thể làm gì được anh? Anh rể chột dạ rồi, Tần Y nhìn thẳng vào mắt Dương Thanh. Dương Thanh thầm kinh hãi, nhưng anh không thể nói cho Tần Y biết mình và Tô San ở cùng một phòng khách sạn suốt cả đêm. Với tính cách của Tần Y nhất định sẽ xông tới nhà họ Tô tát vào mặt Tô San. Đến lúc đó mọi chuyện vỡ lở ra, Tần Thanh Tâm bị kẹp ở giữa sẽ đau lòng nhất. Được rồi, em đừng đoán mò nữa. Anh với cô ta thực sự không có gì hết. Dương Thanh nói, vì anh từng tiếp xúc vài lần với nhà họ Tô, có ấn tượng không tốt lắm. Có thể là giận cá chém thất nên anh cũng không thích Tô San. Chắc em cũng biết hiện giờ ở Giang Bình, ba nhà Hàn, Quan, Tô lớn nhất. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan đều đã quyết định theo anh tới Yến Đô. Nhà họ Tô cũng muốn nhưng bị anh từ chối. Nghe Dương Thanh nói thế, Tần Y không nghi ngờ nữa, chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài. Hứ, đàn ông các anh đều như nhau, đứng núi này trông núi nọ. Anh với ả đàn bà kia không có gì thì thôi. Nếu để em thấy hai người thân mật nữa, em sẽ không tha cho anh đâu, Tần Y hung dữ dọa nạt. Dương Thanh bất lực nói, em dùng chữ lại này không ổn. Tần Y cười lạnh, đừng quên lúc ở hội võ hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Em đã tận mắt nhìn thấy ả trà xanh kia kéo tay anh. Lúc đó hai người thân thiết lắm đấy. Dương Thanh đột nhiên muốn tự vào một cái, vội vàng đứng dậy nói, được rồi, anh không nói với em nữa. Chị em phần cơm cho em đấy, mau đi ăn đi. Dứt lời, anh hốt hoảng chạy mất dép. Sau khi Dương Thanh rời đi, Tần Y không nhịn được cười phá lên. Dương Thanh về phòng, Tần Thanh Tâm vội vàng hỏi, anh khuyên Y Y thế nào rồi? Em ấy vẫn ghét Tô San lắm. Dương Thanh đáp, sắc mặt Tần Thanh Tâm trở nên tái nhợt. Một bên là em gái ruột, một bên là bạn thân nhất, dù là ai cô cũng không nỡ từ bỏ. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Y Y không thích Tô San thì đừng cho họ gặp nhau là được, không cần phải tự kẹp mình vào giữa. Dương Thanh an ủi, em đâu thể vì chơi thân với ai mà buộc người đó cũng phải trở thành chị em tốt với mình. Anh vốn muốn thuyết phục Tần Thanh Tâm tránh xa Tô San một chút,
nhưng Tần Y ghét Tô San đã khiến cô rất khó chịu. Nếu anh cũng ghét bỏ Tô San, cô sẽ càng đau lòng. Sáng hôm sau, người nên đi làm vẫn đi làm, nên đi học vẫn đi học. Dương Thanh cũng tới tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Đại Dũng đã bàn giao hết công việc ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tần Thanh Tâm cũng giải quyết xong chuyện ở tập đoàn Tam Hòa. Hiện giờ chỉ còn lại tập đoàn Nhạn Thanh vẫn còn một vài việc cần bàn giao. Chắc khoảng 2-3 ngày nữa là hoàn tất. Đến lúc đó cả nhà có thể tới Yến Đô. Nhà họ Quan và nhà họ Hàn nghe theo Dương Thanh tới Yến Đô trước. Nhưng sản nghiệp của hai nhà không thể lập tức rời đến Yến Đô. Việc hai gia tộc cần làm bây giờ chính là tới Yến Đô ổn định trước mới di rời sản nghiệp sau. Nhưng Dương Thanh đã nhờ nhà họ Trần giúp đỡ. Dù không có anh, nhà họ Quan và nhà họ Hàn cũng sẽ mau chóng vững chân ở Yến Đô. Mấy ngày này Tô San không xuất hiện, Dương Thanh an tâm hơn nhiều. Đến khi rời khỏi Yến Đô sẽ ít phải chạm mặt hơn, mắt không thấy tâm không phiền. Công việc ở tập đoàn Nhạn Thanh nhanh chóng được bàn giao hoàn tất. Dương Thanh dẫn người nhà tới Yến Đô. Bố ơi, sau này chúng ta sẽ sống ở thành phố lớn này sao? Tới Yến Đô, người vui vẻ nhất là Tiêu Tiêu. Trên đường đi cô bé dán mắt vào cửa sổ ngắm nhìn. So với Giang Hải, Yến Đô có rất nhiều nhà cao tầng, không gian xanh rất tốt nên Tiêu Tiêu rất thích. Dương Thanh cười đáp, đây chính là Yến Đô, nơi chúng ta sẽ sống. Tiêu Tiêu có thích nơi này không? Thích ạ. Tiêu Tiêu cười ngọt ngào nói. Tần Đại Dũng cũng rất vui. Ông ấy ở Giang Hải cả một đời, không ngờ về già lại tới sống ở Yến Đô. Nhưng đối với ông ấy, Giang Hải chẳng có gì đáng để lưu luyến. Ở nhà họ Tần, ông ấy chỉ là một đứa con riêng bị hắt hủi. Đến cả vợ cũng muốn dồn ông ấy vào chỗ chết. Nếu không nhờ Dương Thanh, chỉ sợ ông ấy đã chết từ lâu rồi. Dương Thanh mỉm cười dịu dàng, giữa chúng ta còn cần nói hai chữ này sao? Dứt lời, anh ôm Tần Thanh Tâm ngã xuống giường. Đừng mà anh! Tối nay anh muốn gì em cũng chịu được không? Tần Thanh Tâm chưa nói hết câu đã bị Dương Thanh dùng môi chặn miệng. Không biết trôi qua bao lâu, đến khi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ra khỏi phòng trời đã tối mịt. Mặt dày! Tần Y đang bế Tiêu Tiêu ngồi xem TV ở phòng khách trừng mắt nhìn Dương Thanh. Lúc ở Giang Hải, phòng của Tần Y ngay sát vách phòng của Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, ở Yến Đô cũng vậy. Vừa nãy Tần Y đang dọn phòng, phòng bên cạnh đột nhiên truyền tới vài tiếng động, cô ta còn mặt mũi nào ở lại, vội vàng chạy ra phòng khách với Tiêu Tiêu. Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, cũng hung dữ lườm anh. Dương Thanh cũng hơi xấu hổ, không ngờ hiệu quả cách âm lại kém như vậy. Anh sẽ gọi người tới làm phòng cách âm, Dương Thanh nói. Hừ, Tần Y ghét bỏ nói, không biết xấu hổ. Chị nuông chiều anh ấy quá rồi. Ban ngày ban mặt mà còn. Tần Y lại nhìn sang Tần Thanh Tâm, giận dữ hỏi, chị không biết em là phận FA à? Chị đi nấu cơm. Tần Thanh Tâm không ngồi nổi nữa, cuống quýt chạy vào phòng bếp. Vợ ơi, không cần nấu cơm cho anh. Anh có việc phải ra ngoài một chuyến. Dương Thanh nói xong liền quay lưng rời đi. Nửa tiếng sau, anh tới tiệm ăn họ Trần. Dương Thanh phải không? Dương Thanh vừa đi tới cổng đã nghe thấy có người gọi. Cậu là... Dương Thanh nhìn đối phương, cảm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ ra tên. Tôi là bạn cấp 3 của cậu, từ Vĩ Tài đây, đối phương lên tiếng. Thì ra là bạn cấp 3, nhiều năm không gặp mà cậu vẫn nhận ra được tôi, đỉnh thật. Dương Thanh cười nói. Anh đã quên bạn cấp 3 của mình từ lâu rồi, chỉ nhớ mang máng có người tên là Từ Vĩ Tài. Đối phương thực sự rất quen mắt, cái tên cũng quen nên anh mới xác định thực sự là bạn học của mình. Bên cạnh Từ Vĩ Tài có một cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp đang giúp vào người hắn. Ông xã, đồ nhà quê này là ai vậy? Sao anh cứ tùy tiện nhận bạn bè thế? Không sợ nhận lầm à? Cô ta đánh giá Dương Thanh vài lần, gắn cho anh cái danh nhà quê. Dương Thanh thất vọng thấy Từ Vĩ Tài không ngăn cản bạn gái còn châm biếm nói, vợ anh đoán đúng rồi. Hồi cấp 3 cậu ta chính là đồ nhà quê, không ngờ mười mấy năm sau vẫn quê mùa như vậy. Thảo nào anh nhận ra được anh ta, thì ra là quá quê mùa, cô gái kia che miệng cười nói. Trông bộ dạng Từ Vĩ Tài có vẻ làm ăn khá tốt, mặc toàn đồ đắt tiền, ánh mắt nhìn Dương Thanh rất ngạo mạn. Dương Thanh, cậu đừng giận nhé, quan hệ tốt mới trêu nhau như vậy. Không đến mức tức giận đâu nhỉ, Từ Vĩ Tài cợt nhả nói. Tuy hắn đang cười nhưng ánh mắt không hề có ý tốt. Loại bạn cũ mắt chó coi thường người khác này không đáng để Dương Thanh nổi giận, chỉ hơi thất vọng mà thôi. Không còn việc gì khác thì tránh ra đi. Dương Thanh lạnh nhạt nói.
Cậu đừng nói là cậu tới đây để ăn cơm đấy nhé. Từ Vĩ Tài khoa trương nói, cậu có biết tiệm ăn họ Trần là tiệm ăn yêu thích của người nổi tiếng trên mạng. Món rẻ nhất cũng phải trên 1.000. Không tới đây để ăn cơm thì làm gì? Đi vệ sinh à? Dương Thanh khó hiểu hỏi ngược lại. Từ Vĩ Tài sửng sốt, bật cười hỏi, cậu tới đây để ăn cơm thật sao? Ông xã đừng coi thường người ta. Tuy đồ ăn ở đây đều trên 1.000 nhưng cơm trắng miễn phí đấy. Cô gái xinh đẹp kia cười nói, anh đừng quên làm sao nơi này hot được, bởi vì cứu tế mấy thằng lang thang, trở thành tiệm cơm 5 sao đầu tiên của Chiêu Châu cho phép lũ ăn mày đi vào đó. Ừ nhỉ, em không nói là anh quên mất đấy, Từ Vĩ Tài bừng tỉnh nói. Dương Thanh có tốt tính đến đâu bị người ta 5 lần 7 lượt khiêu khích cũng phải cau mày, tôi khuyên các người, làm người phải khiêm tốn một chút. Dứt lời, Dương Thanh đi lướt qua hai người họ đi vào trong. Con mẹ nó, sao mày dám, đứng lại cho tao. Từ Vĩ Tài cả giận quát, xông lên chặn đường Dương Thanh. Dương Thanh híp mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, có việc gì à? Dương Thanh, mày chỉ là một thằng lang thang, vênh váo nỗi gì? Mày có biết bây giờ tao là ai không? Từ Vĩ Tài lên tiếng chất vấn. Cậu nổi tiếng lắm sao? Lời của hắn khiến Dương Thanh sinh lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn là ngôi sao nổi tiếng? Anh không chú ý tới giới giải trí cho lắm. Dù Từ Vĩ Tài là sao hạng A anh cũng không nhận ra được. Tao chính là food reviewer nổi tiếng của Mộ Âm, mỗi lần livestream kiếm được mấy trăm nghìn. Thu nhập từ một bữa ăn của tao có thể bằng mấy năm tiền lương của mày đấy, Từ Vĩ Tài khoe khoang. Bấy giờ Dương Thanh mới biết đối phương là một food reviewer. Cậu giỏi vậy cơ à, Dương Thanh làm bộ kinh ngạc hỏi. Từ Vĩ Tài ngạo nghễ nói, coi như mày biết điều. Gặp nhau ở Yến Đô coi như có duyên. Tao mời mày một bữa để mày biết thế nào là cuộc sống xa hoa của người giàu. Dương Thanh chưa kịp từ chối, cô gái xinh đẹp đã mở điện thoại quay Từ Vĩ Tài. Xin chào các bạn fan hâm mộ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là food reviewer có tài tới nếm thử 9.999 món ngon của tiệm ăn họ Trần. Hôm nay là livestream lần thứ 99 của tôi ở đây. Hôm nay may mắn gặp lại bạn học cấp 3 hơn 10 năm trước ở đây. Chỉ là vật đổi sao rời, không ngờ cậu ấy lại thành kẻ ăn mày. Cậu ấy đang tới tiệm ăn họ Trần nhận đồ miễn phí thì bị tôi bắt gặp. Ngẫu nhiên gặp là duyên phận. Hôm nay tôi sẽ mời cậu bạn này một bữa tiệc xa hoa. Từ Vĩ Tài nói với camera rồi nhìn Dương Thanh, nào, mau tới chào hỏi fan hâm mộ của tôi đi. Cô gái xinh đẹp lập tức quay camera về phía Dương Thanh. Anh không thèm để ý tới, lập tức quay lưng rời đi. Cậu đừng đi, tôi mời cậu một bữa ngon. Nếu bỏ lỡ, đời này cậu không còn cơ hội nữa đâu. Từ Vĩ Tài gọi với theo. Nhưng bóng dáng Dương Thanh đã biến mất. Cậu bạn này của tôi hơi xấu hổ, không muốn xuất hiện trong ống kính. Vậy thì lát nữa tôi sẽ gọi riêng cho cậu ấy một bữa. Để tỏ ra hào phóng trước mặt fan hâm mộ, hắn nhiệt tình nói. Trong livestream có rất nhiều người tặng quà, còn khen Từ Vĩ Tài là người tốt, thậm chí còn có người tặng quà để bố thí cho Dương Thanh. Từ Vĩ Tài sướng phát rồ, lần đầu tiên được nhiều người tặng quà như vậy. Không được, mình nhất định phải kéo Dương Thanh vào livestream này, nói không chừng ngày mai mình sẽ lên báo, tiêu đề sẽ là... Food reviewer có tài siêu nổi tiếng mở tiệc chiêu đãi bạn học ăn mày. Từ Vĩ Tài đã nghĩ xong tiêu đề báo của mình. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đi vào tiệm ăn. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan đến Yến Đô trước, hôm nay anh cũng đã tới. Trần Hưng Hải tranh thủ cơ hội mời Dương Thanh, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn tới dùng bữa. Thời gian hẹn trước là 8 giờ tối nhưng bây giờ mới 7 giờ hơn. Bởi vì Dương Thanh và Tần Thanh Tâm làm mấy chuyện không thể miêu tả giữa ban ngày ban mặt bị Tần Y phát hiện nên anh không còn mặt mũi nào ở nhà, vội vàng chạy ra khỏi nhà. Anh đang ngồi ở khu vực công cộng nghỉ ngơi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cuối cùng cũng tìm được người bạn lang thang này của tôi. Quả nhiên cậu ta đang ngồi ở khu vực công cộng. Mọi người có thể nhìn xem, ở đây có rất nhiều kẻ lang thang. Từ Vĩ Tài tươi cười nhìn với ống kính. Chỉ vào Dương Thanh và đám người lang thang ăn mặc tầm thường ở cách đó không xa. Bấy giờ Dương Thanh mới phát hiện bên cạnh mình quả thực có mấy người lang thang, nhưng đa số đều là người nhà ăn mặc rách rưới, chỉ mình anh là trẻ tuổi. Dương Thanh, mày diễn với tao một vở kịch, tao trả mày 100. Từ Vĩ Tài bảo cô gái xinh đẹp quay camera ra chỗ khác rồi đưa cho Dương Thanh một tờ 100. Dương Thanh nhìn hắn như đang nhìn kẻ ngốc, tôi cho cậu 1.000 để cậu cút nhé. Sắc mặt Từ Vĩ Tài lập tức cứng đờ. Hắn lấy thêm mấy tờ 100, cắn răng nói, mày đừng quá tham lam.
giúp tao diễn kịch, 500 này sẽ thuộc về mày. Dương Thanh ngó lơ, lấy điện thoại ra nghịch. Từ Vĩ Tài giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn đang live stream, ở đây là khu vực công cộng, không được phép tức giận, phải duy trì hình tượng tốt bụng tiếp tế người nghèo. Mày đừng ép tao. Tao làm food reviewer cũng quen nhiều lắm. Mày có tin tao gọi một tiếng sẽ có một lũ tới tẩn mày không? Từ Vĩ Tài thấy đưa tiền không được bèn đổi sang uy hiếp. Nhưng Dương Thanh không thèm phản ứng lại. Dương Thanh. Từ Vĩ Tài đang định tiếp tục uy hiếp, Dương Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, được, tôi diễn với cậu. Nghe Dương Thanh đồng ý, Từ Vĩ Tài đắc ý nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Chỉ cần mày diễn tốt, 500 chẳng đáng là bao. Tao cho mày thêm 1.000. Từ Vĩ Tài lập tức nhét 500 vào tay anh, bật ngón tay ra hiệu. Cô gái xinh đẹp phối hợp quay camera về phía hắn và Dương Thanh. Xin lỗi các fan hâm mộ, để mọi người đợi lâu rồi. Người bạn cũ này của tôi xấu hổ không chịu lộ mặt, tôi nói hết nước hết cái cậu ta mới đồng ý. Từ Vĩ Tài cười nói, nào, lại đây chào hỏi với mọi người đang xem live stream đi. Dương Thanh nhếch miệng cười lạnh, nói với ống kính, chào mọi người, thực ra tôi không phải bạn cũ của cậu ta, cũng không phải kẻ thang thang. Cậu ta cho tôi tiền, bảo tôi diễn một vở kịch để được mọi người yêu thích. Dương Thanh vừa nói vừa giơ 500 Từ Vĩ Tài cho mình ra trước ống kính, đây chính là tiền cậu ta vừa cho tôi. Còn nói nếu tôi diễn tốt sẽ cho thêm 1.000 sau khi kết thúc live stream. Hiện giờ rất nhiều người lên mạng lừa gạt mọi người thông cảm, để mọi người tặng quà. Hy vọng sau này cư dân mạng có thể cảnh giác cao độ, đừng để bị lừa. Từ Vĩ Tài và cô gái xinh đẹp đều sợ ngây người. Bọn họ không ngờ Dương Thanh sẽ nói như vậy, sợ đến quên cả đang live stream. Đồ khốn nạn nhà mày dám bán đứng tao. Tao phải đập chết mày. Từ Vĩ Tài tức giận định đấm vào mặt Dương Thanh. Bốp! Dương Thanh hờ hững nắm lấy tay hắn, cười lạnh một tiếng, mày đang thẹn quá hóa giận đấy à? Con mẹ mày mau buông ra! Từ Vĩ Tài nổi giận quát lớn, mày đừng tưởng không có mày tao sẽ hết cách. Tao có tiền thuê thằng nhà nghèo khác tới diễn kịch với tao. Mày biết bây giờ làm gì dễ kiếm tiền nhất không? Chính là live stream trên mạng. Bởi vì có rất nhiều fan ngu ngốc chỉ là mấy kẻ làm công nghèo đói, mấy đứa học sinh không có tiền. Chỉ cần tao giả vờ một tí, bọn họ sẽ ngu ngốc tặng tiền cho tao. Đồ đần nhà mày có biết một buổi live stream của tao có thể kiếm được bao nhiêu quà từ đám fan ngu ngốc kia không? Ít nhất là 100.000. Ông đây chỉ cần live stream nửa năm là lấy tiền từ số quà tặng của đám fan ngu ngốc kia mua được cả nhà lẫn xe đấy. Cả đời thằng vô dụng như mày cũng không kiếm được nhiều tiền bằng ông. Từ Vĩ Tài đỏ mắt gào thét. Dương Thanh vốn định ra tay đánh người. Chợt phát hiện cô gái xinh đẹp kia vẫn đang mở camera quay bọn họ, anh không muốn nữa. Tao khuyên mày hãy đi xem live stream của mình trước đi. Dương Thanh cười nói. Tao muốn đánh mày trước đấy. Đám người ngu ngốc trong live stream có gì đáng xem, Từ Vĩ Tài nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng hắn vừa dứt lời đã ý thức được gì đó, quay ngoắt đầu nhìn cô gái xinh đẹp kia. Con mẹ cô không tắt live stream đi à? Từ Vĩ Tài trợn mắt hỏi. Cô gái xinh đẹp giật nảy mình. Cuống quýt tắt đi. Nhưng cô ta vừa tắt live stream đã nhận được tin nhắn từ công ty quản lý nền tảng live stream. Vĩ Tài, công ty gửi tin nhắn đến cho anh. Bịch, hắn chưa chạm vào người Dương Thanh đã bị anh đá bay, nếu mày còn dám làm loạn, đừng trách tao nặng tay. Từ Vĩ Tài bò lồm cồm dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận, Dương Thanh, tao sẽ không tha cho mày đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Thanh không thèm để ý tới lời đe dọa của Từ Vĩ Tài, chỉ hờ hững nói, dù sao cũng từng là bạn học cũ, tao khuyên mày sau này tử tế một chút đi. Từ Vĩ Tài không lên tiếng chỉ hung hăng chừng Dương Thanh, sau đó xoay người rời đi. Dương Thanh biết Từ Vĩ Tài sẽ không nghe lọt tai, lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng lúc này một loạt tiếng bước chân hoảng loạn vang lên, tiếp theo liền nghe thấy, cậu Thanh, thành thật xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Là Hàn Khiếu Thiên, Quan Chính Sơn và Trần Hưng Hải đến. Mỗi người đều dẫn theo người tới đây, Hàn Khiếu Thiên dẫn theo Hàn Diệp, Quan Chính Sơn thì dẫn theo Quan Tuyết Tùng, còn Trần Hưng Hải dẫn theo Trần Hạo. Nói ra những ông lão này đều đã nhượng chức cả rồi, bây giờ Hàn Diệp, Quan Tuyết Tùng và Trần Hạo mới là ông chủ của gia tộc bọn họ. Dương Thanh khẽ lắc đầu, cười nói, đã hẹn xong 8 giờ, bây giờ mới 7 giờ rưỡi, là tôi đến sớm, tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Trần Hưng Hải dẫn mọi người đi đến phòng đế vương ở tầng cao nhất của tiệm cơm nhà họ Trần. Dương Thanh ngồi ở vị trí đầu, Hàn Khiếu Thiên và Trần Hưng Hải ngồi hai bên,
Quan Chính Sơn ngồi bên cạnh Hàn Khiếu Thiên, sau đó nữa mới tới Hàn Diệp, Trần Hạo và Quan Tuyết Tùng. Còn Trần Anh Hào bây giờ là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Trần lại không có tư cách vào ngồi, mà chỉ đứng bên cạnh rót nước bưng trà cho các ông lớn ở đây. Ông chủ Trần, bây giờ đúng là huy hoàng. Tôi vừa mới đến Yến Đô, đã nghe nói vô số việc liên quan đến nhà họ Trần rồi. Hàn Khiếu Thiên cười nói. Quan Chính Sơn cười nói theo, thì thế, lỗ tai tôi cũng sắp mọc kén rồi đây. Ai cũng nói nhà họ Trần là gia tộc phát triển nhanh nhất, mới đến ở Yến Đô chưa được nửa năm đã trở thành gia tộc giàu nhất sau 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô rồi. Trần Hưng Hải cười sang sảng nói, các ông đừng khen tôi nữa, hết thảy mọi thứ đều là nhờ có cậu Thanh, nếu cậu Thanh không cho chúng tôi cơ hội này, thì dù nhà họ Trần có phấn đấu thêm 100 năm nữa cũng không thể đạt được thành tựu như bây giờ. Mấy lời này đều là sự thật. Tuy nhà họ Trần là một trong 3 gia tộc lớn đến Yến Đô sớm nhất, nhưng nếu không phải Dương Thanh vừa lúc đuổi nhà họ Thái ra khỏi Yến Đô thì nhà họ Trần sẽ không có cơ hội thay thế nhà họ Thái tốt như vậy. Thoạt nhìn nhà họ Trần có vẻ huy hoàng vô hạn nhưng những người có mặt ở đây đều rõ, nhà họ Trần chỉ là đang giúp Dương Thanh quản lý sản nghiệp của nhà họ Thái mà thôi. Dù chỉ giúp Dương Thanh quản lý sản nghiệp của nhà họ Thái, nhưng với địa vị của nhà họ Trần hiện giờ cũng đã mang đến rất nhiều lợi ích cho bọn họ rồi. Nào, để chúng ta lấy trà thay rượu cùng mời cậu Thanh một ly. Trần Hưng Hải chủ động bưng tách trà lên, mọi người cũng đồng loạt nâng ly đứng lên. Trần Hưng Hải biết ơn nói, cậu Thanh, cảm ơn cậu. Cậu Thanh, cảm ơn cậu. Cậu Thanh, cảm ơn cậu. Nhất thời, mọi người trong phòng đều lên tiếng cảm ơn Dương Thanh. Dương Thanh khẽ mỉm cười, các vị khách sáo rồi, các vị có được mọi thứ ngày hôm nay tuy có sự giúp đỡ của tôi, nhưng cũng là do các vị biết nắm bắt cơ hội mới có thể làm cho gia tộc của mình càng ngày càng thịnh vượng. Hơn nữa, giúp đỡ các vị cũng như đang giúp tôi, mọi người không cần khách sáo, nào, cạn ly. Người ở chỗ này đều biết Dương Thanh không uống rượu, cho nên chỉ có mỗi trà. Chẳng mấy chốc, các món ăn đều đã được dọn lên, Trần Hưng Hải rất có lòng, tất cả đều là những món ăn của Giang Hải. Ông chủ Trần, nghe nói tiệm ăn nhà họ Trần còn cung cấp thức ăn miễn phí cho những người lang thang. Dương Thanh bỗng hỏi. Trần Hưng Hải gật đầu, vội vàng nói, lúc tiệm ăn nhà họ Trần khai trương, còn chưa đắt khách như bây giờ, có một hộ gia đình lớn, vốn đã đặt 100 bàn tiệc cưới, nhưng kết quả ngày kết hôn đối phương lại nói đổi chỗ. Nhưng yến tiệc đã chuẩn bị xong, lại vừa mới khai trương không bao lâu, việc làm ăn cũng làng nhàng, nhiều thức ăn như vậy nếu không dùng hết trong thời gian ngắn thì rất lãng phí. Lúc này, anh Hào đưa ra ý kiến đó là chiêu đãi những người lang thang, sẵn tiện phát động hoạt động mỗi ngày cung cấp 100 phần ăn miễn phí cho những người lang thang. Kết quả ngày mời tiệc, tiệm ăn nhà họ Trần nhờ vậy mà nổi tiếng, từ đó mới đắt khách như bây giờ, còn trở thành thánh địa để những người nổi tiếng trên mạng che chin. Trần Hưng Hải rất vui vẻ, cười nói. Khá lắm. Dương Thanh liếc nhìn Trần Anh Hào. Nhưng chính vì một câu khá lắm của Dương Thanh lại khiến Trần Anh Hào cảm thấy được yêu thương mà sợ. Vội nói, cảm ơn cậu Thanh. Tuy chỉ là hành động vô tình, mượn hoạt động cứu trợ người lang thang, khiến nhà hàng Trần mang tiếng thơm vang xa, nhưng tôi mong các người có thể giữ vững bản tâm, làm một doanh nghiệp tử tế. Dương Thanh bỗng nghiêm túc nói, nếu đã làm hoạt động này thì sau này hãy cứ tiếp tục. Nhất là đối với dịch vụ ăn uống này, nhất định phải chủ trương hành vi tiết kiệm thức ăn, đối với những trường hợp lãng phí, nên phạt thì phải phạt. Không chỉ là tiệm ăn nhà họ Trần. Còn có những sản nghiệp thuộc gia tộc của các ông, cũng phải lấy dân làm gốc, nếu các ông phát đạt, cũng nên đóng góp cho xã hội. Nghe Dương Thanh nói vậy, ba ông lão đều xúc động, vội nói, cậu Thanh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng. Được, tôi kính các vị một ly. Tâm trạng Dương Thanh rất vui vẻ, nâng ly nói. Trong lúc Dương Thanh đang trò chuyện vui vẻ với đám người Hàn Khiếu Thiên trong phòng, thì bên ngoài tiệm ăn nhà họ Trần xuất hiện mấy chiếc xe hơi Audi A4 màu đen. 20 mấy gã côn đồ xông thẳng vào nhà hàng. Lập tức trong nhà hàng vang lên tiếng hét chói tai, quản lý nhà hàng nhanh chóng bước tới, các người là ai? Các người định làm gì? Anh hãy nói cho tôi biết gã khốn kiếp Dương Thanh kia đang ở phòng nào. Lúc này đám người kia mới chịu bỏ qua không đánh quản lý nữa, bọn họ đi theo nhân viên kia đến tầng cao nhất. Đám người Dương Thanh đang nói cười thì ầm một tiếng cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng, mấy tên du côn vọt vào. Anh Hoàng! Chính là tên khốn kiếp này phá hủy công ăn việc làm của em, Từ Vĩ Tài chỉ Dương Thanh, cực kỳ giận dữ nói. Từ Vĩ Tài xông vào căn phòng VIP với thái độ cực kỳ ngạo mạn và chỉ tay vào Dương Thanh. Trần Hưng Hải nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa ngất xỉu, lão ta mời Dương Thanh trên địa bàn của mình, thế mà lại có người xông thẳng vào phòng VIP của lão để tìm Dương Thanh gây phiền phức.
Lông mày Dương Thanh cũng cau lại, anh không ngờ đã tha cho Tử Vĩ Tài rồi mà đối phương còn dám đưa người đến tìm anh. Dương Thanh, vừa rồi chẳng phải mày kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ tiếp tục đi, để xem hôm nay ông đây có đánh cho mày tàn phế luôn không? Tử Vĩ Tài đầy vẻ hống hách, đắc ý nói, có biết đây là ai không? Anh ấy là anh Hoàng, tổng giám đốc công ty môi giới người nổi tiếng anh Hào, còn tao là ngôi sao có ký hợp đồng với anh ấy. Mày dám phá hỏng sự nghiệp Livestream của tao, anh Hoàng tuyệt đối không tha cho mày đâu. Người đàn ông trẻ với bím tóc được Tử Vĩ Tài gọi là anh Hoàng mỉm cười nhìn Dương Thanh và hỏi, thằng kia, chính là mày đã phá hỏng buổi Livestream của Tử Vĩ Tài phải không? Mày có biết phá hoại buổi Livestream đó sẽ gây ra sự tổn hại lớn thế nào đối với công ty tao không? Dương Thanh còn chưa kịp nói gì, gã thắt bím tóc lại nói, đó là tổn nhất ít nhất 1 tỷ tệ. Nếu như hôm nay mày không nôn ra 1 tỷ tệ, ông đây cho mày chết. Dương Thanh hoàn toàn không để ý đến những tên ngốc này, đột nhiên anh nhìn Trần Anh Hào đang đứng ở một bên với ấm trà trong tay và khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào có liên quan gì đến anh không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lúc này Trần Anh Hào mới hoàn hồn trở lại, cả người run lên vì sợ hãi, trước đám đông, Trần Anh Hào quỳ dưới chân Dương Thanh, phịch một cái và lo lắng nói, cậu Thanh, đây là công ty do tôi sáng lập ra, tôi cũng không biết cái đám không có mắt này lại dám xúc phạm đến cậu. Tôi đâu có trách anh căng thẳng gì chứ, đứng dậy đi. Dương Thanh hơi bất lực nói. Chỉ là anh nghe thấy đối phương nhắc đến tên công ty người nổi tiếng kia có 2 chữ, Anh Hào, nên anh liền nghĩ có khi nào công ty này lại liên quan gì đến Trần Anh Hào hay không thôi. Lúc này Trần Anh Hào mới vội vàng đứng dậy. Trần Hưng Hải cũng rất tức giận, ở trên địa bàn của mình lại có người xông vào phòng VIP. Mấu chốt là đám người này còn là người của công ty Trần Anh Hào, lão ta chợt nổi giận, đồ khốn kiếp, còn không mau giải quyết chuyện này đi. Trần Hạo cũng lạnh lùng nói, bố đã nói từ lâu rồi. Bảo con đừng có chơi mấy cái công ty người nổi tiếng quái dị gì đó, nhưng con không nghe. Nhìn xem công ty con toàn là những thứ chết tiệt gì đi. Trần Anh Hào vội lau mồ hôi lạnh trên trán, đi thẳng về phía trước, tức giận nói với tên bím tóc, mấy người là người của ai? Mẹ kiếp, anh là ai mà lại dám hoành hoang trước mặt anh Hoàng chứ? Tử Vĩ Tài tiến lên một bước và ngạo mạn nói. Trần Anh Hào cười khẩy, cậu hỏi tôi là ai à? Tôi chính là Trần Anh Hào. Chủ tịch của công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào. Ha 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 ha. Người thanh niên thắt bím tóc đột nhiên bật cười. Mẹ kiếp, nếu như anh là Trần Anh Hào thì ông đây chính là Trần Hưng Hải rồi. Gã bím tóc tên là Hoàng Lỗi, hoàn toàn không phải là thành viên của công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào mà chỉ là một nhà môi giới nhỏ hợp tác với công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào mà thôi. Gần đây, nhà họ Trần đang nổi như cồn, tất nhiên hắn biết Trần Hưng Hải là ai. Nhưng... ở tầng lớp của hắn làm sao có thể biết nhiều hơn thế nữa cơ chứ? Giống như nhà hàng của nhà họ Trần, nếu hắn biết đây là tài sản của nhà họ Trần, có đánh chết hắn cũng không dám dẫn người xông vào đây. Nghe những gì hắn nói, Trần Hưng Hải trừng mắt và hét lên, nếu cậu là Trần Hưng Hải thì tôi là ai? Mẹ kiếp, ông là ai liên quan đếch gì đến tôi? Hoàng Lỗi giễu cợt nói, không muốn chết thì câm miệng lại cho ông. Nếu không đừng trách ông đây không kính dạ yêu trẻ. Trần Anh Hào, cháu xử lý chuyện này ngay lập tức, nếu không đừng trách ông xử lý bằng gia pháp, Trần Hưng Hải thực sự tức giận đến phát run lên. Trần Anh Hào cũng lo lắng, anh ta nhìn Hoàng Lỗi rồi tức giận nói, cậu tên gì? Đại gia tôi đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi chính là Hoàng Lỗi, Hoàng Lỗi vô cùng hống hách nói. Trần Anh Hào cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy sát khí, anh ta trực tiếp bấm một cuộc điện thoại, công ty có người nào tên là Hoàng Lỗi sao? Khi người bên kia nhìn thấy đó là cuộc gọi của Trần Anh Hào và cũng nghe thấy giọng điệu của Trần Anh Hào rất tệ. Nghe thấy tên của Hoàng Lỗi, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi, anh ta vội nói, Chủ tịch Hào, có phải là cái gã để bím tóc phía sau gáy không? Đúng, chính là hắn, Trần Anh Hào tức giận nói. Chủ tịch Hào, cậu ta hoàn toàn không phải là nhân viên của công ty mà chỉ là một nhà môi giới nhỏ. Trong tay cậu ta có một vài người nổi tiếng trên mạng, dựa vào công ty chúng ta kiếm miếng ăn mà thôi. Nếu như không có công ty chúng ta, họ chỉ có thể đi bốc cứt mà ăn thôi, đối phương vội nói. Chủ tịch Hào, có phải tên khốn đó đắc tội với anh không? Nếu như đúng là như vậy, chỉ một câu của anh thôi, tôi lập tức hủy bỏ hợp tác với tên khốn đó, để cậu ta từ sau này gặm phân mà ăn, bên kia vội nói. Tôi không chỉ muốn bọn chúng đi ăn cứt mà còn muốn chúng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, cậu hiểu ý tôi chứ, Trần Anh Hào nói với vẻ đầy sát khí. Người bên kia nghe thấy vậy chợt cảm thấy kinh ngạc. Anh ta vội nói,
Chủ tịch Hào, xin hãy nói cho tôi biết, tên oắt đó giờ đang ở đâu. Giờ tôi đưa người qua đó luôn. Tiệm ăn nhà họ Trần, trong vòng 10 phút nữa, nếu như cậu còn không mang người tới đây thì cậu cũng cút luôn cho tôi, Trần Anh Hào nói rồi cút luôn điện thoại. Ha 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 ha. Bây giờ, anh ta chỉ muốn làm cho tất cả những người này biến mất trên thế giới này. Trong nháy mắt 10 phút đã trôi qua, nhưng người của Trần Anh Hào vẫn chưa tới. Thằng danh, đã 10 phút trôi qua rồi mà người của mày còn chưa tới, bây giờ chúng ta nói chuyện bồi thường được chưa? Hoàng Lỗi cười híp mắt nói. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt những tiếng bước chân, sau đó một nhóm người xông vào trong phòng. Sếp Ngô, sao .sao anh lại đến đây? Khi Hoàng Lỗi nhìn thấy đám người tới, hắn vô cùng kinh ngạc, cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ lan tràn khắp cơ thể. Trần Anh Hào vừa gọi điện và yêu cầu bên kia đến trong vòng 10 phút, kết quả là sếp Ngô từ công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào đã đến nơi trong vòng 10 phút. Điều này thể hiện điều gì? Chỉ có thể giải thích rằng người mà Trần Anh Hào gọi vừa rồi chính là sếp Ngô. Lúc này, không chỉ có sếp Ngô, mà phía sau anh ta còn có mười mấy người đàn ông vạm vỡ oai phong lẫm liệt. Mặc dù Hoàng Lỗi cũng đưa người tới, nhưng đó đều chỉ là những nhân vật nhỏ bé trên đường phố, còn sếp Ngô thì khác, những người anh ta đưa tới đều là vệ sĩ được mời đến từ công ty vệ sĩ chuyên nghiệp. Xét cho cùng, đó là một công ty người nổi tiếng. Một số người nổi tiếng hàng đầu trên mạng khi đi ra ngoài cần phải có vệ sĩ đi theo. Dù không có tác dụng gì lắm, nhưng ít nhất cũng có thể tỏ ra rằng người nổi tiếng đó rất quyền lực. Sếp Ngô không thèm nhìn Hoàng Lỗi, anh ta đến thẳng trước mặt Trần Anh Hào quỳ, phục, xuống một tiếng, lo sợ nói, sếp Hào, tôi đến muộn rồi, mong anh tha cho tôi lần này. Trần Anh Hào trước mặt Dương Thanh giống như một tên đàn em thấp hèn, nhưng dù sao anh ta cũng là cậu chủ cả của nhà họ Trần, là chủ gia tộc tương lai của họ Trần. Trần Anh Hào trước mặt đám người sếp Ngô chính là một nhân vật lớn. Khi vừa bước vào phòng VIP, anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ta bị sốc. Nhân vật to lớn trong mắt anh ta còn không có tư cách ngồi, mà chỉ cầm ấm trà trong tay đứng ở một bên. Có rất nhiều người đang ngồi trong bàn ăn, những người này có khí chất phi phàm, rõ ràng là những nhân vật không đơn giản. Mấu chốt là anh ta đã nhìn thấy Trần Hưng Hải, người này là chủ gia tộc họ Trần đang rất nổi hiện nay. Đây là lần thứ hai anh ta được gặp Trần Hưng Hải. Nhưng đây vẫn chưa phải điểm chính, điểm mấu chốt là Trần Hưng Hải không phải ngồi ở vị trí cao nhất, mà là ngồi ở bên cạnh người thanh niên đang ngồi ở vị trí cao nhất. Thứ tự chỗ ngồi này đủ để giải thích danh tính của nam thanh niên ngồi ở vị trí cao nhất đáng sợ đến như thế nào. Gia tộc họ Trần đã là gia tộc giàu có số 1 dưới 8 gia tộc của Yến Đô rồi, có thể khiến chủ gia tộc họ Trần ngồi cùng và cậu chủ cả nhà họ Trần làm phục vụ bưng trà rót nước đã nói rõ được vấn đề. Sếp Ngô thực sự cảm thấy sợ hãi và bất an, Trần Anh Hào ra hạn cho anh ta phải đến trong vòng 10 phút nhưng anh ta đã phải dùng đến 11 phút. Trần Anh Hào dửng dưng nói, chính là cái gã thắt bím tóc kia nói mình là người của công ty chúng ta và còn cao giọng muốn cậu Thanh phải đền 1 tỷ tệ. Chuyện này cậu hãy cho tôi một lời giải thích. Nghe đến đây, sếp Ngô run lên vì sợ, bên kia táo tợn đến mức dám há mồm dám tống tiền 1 tỷ tệ. Mấu chốt là Trần Anh Hào tôn trọng gọi người bị tống tiền kia là cậu Thanh. Cảnh tượng sếp Ngô quỳ gối trước Trần Anh Hào khi gặp mặt đã nói rõ rằng Trần Anh Hào chính là chủ tịch của công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào. Những người mà Từ Vĩ Tài mang đến lúc này đều sững sờ. Đặc biệt, Hoàng Lỗi còn sợ hãi hơn, hắn chỉ tùy tiện chiêu mộ những người nổi tiếng nhỏ trên mạng nên tự coi mình là người môi giới, đồng thời hợp tác với công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào. Có thể nói, nếu không có công ty của Trần Anh Hào, hắn chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Bây giờ, hắn đã đắc tội với vị đại thần là Trần Anh Hào, vừa rồi hắn còn mắng Trần Anh Hào nữa. Không chỉ vậy, còn có cả người đàn ông tự xưng mình là Trần Hưng Hải, chẳng lẽ ông ta thật sự là chủ gia tộc họ Trần hay sao? Nếu không, tại sao Trần Anh Hào lại phải phục vụ bưng trà rót nước? Hoàng Lỗi càng nghĩ càng sợ, cả người run lên. Chân hắn chợt mềm nhũn, hắn quỳ ngay xuống đất, Chủ tịch Hào, xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi có mắt không tròng đã đắc tội với anh. Mong anh đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, cứ coi như tôi là cái giám đi, xin hãy tha cho tôi lần này. Sếp Ngô bước tới, đạp Hoàng Lỗi xuống đất, gầm lên, mẹ kiếp, ngay đến cả Chủ tịch Hào mà cậu cũng dám đắc tội, cậu lại còn mơ tưởng được tha mạng à. Trần Anh Hào bước tới, giẫm lên ngực Hoàng Lỗi, nhìn hắn và nói một cách trịch thượng, mày nói là muốn cậu Thanh phải đền 1 tỷ tệ phải không? Không không, tôi không dám, Hoàng Lỗi nhanh chóng phủ nhận. Mày còn nói rằng nếu tao là Trần Anh Hào thì mày chính là bố của Trần Anh Hào, Trần Anh Hào lại hỏi.
Hoàng Lỗi sợ tè cả ra quần, hắn vừa khóc vừa nói, Chủ tịch Hào, tôi là thằng khốn nạn, cái miệng chỉ biết đánh rắm, vừa rồi đánh rắm bừa bãi là tôi đã sai. Tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi. Bây giờ biết sai rồi à, mọi thứ đã quá muộn rồi. Trần Anh Hào tức giận nói, trực tiếp xua tay ra lệnh, mang hết đi cho tôi. Vâng, sếp Ngô vội vàng đáp. Trong nháy mắt, hơn 10 vệ sĩ tràn đến, ngay lập tức phế bỏ tay chân của đám người Hoàng Lỗi rồi mới khiêng ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Từ Vĩ Tài đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Từ Vĩ Tài đã sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, ngồi đờ đẫn dưới đất. Giờ phút này, hắn đâu còn cái vẻ hống hách khi nãy nữa, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân đổ đầy mồ hôi và không ngừng run rẩy. Từ Vĩ Tài, người mà mày gọi đến có vẻ không ăn nhầm gì lắm nhỉ? Dương Thanh cười nhìn Từ Vĩ Tài và nói. Từ Vĩ Tài như tỉnh lại từ trong cơn mơ, con người tràn đầy sợ hãi và sự bất an. Dương Thanh, vừa rồi tôi chỉ đùa với cậu thôi. Cho dù thế nào chúng ta cũng là bạn cấp 3, sao tôi có thể tìm người đối phó với cậu được chứ? Muốn trách thì hãy trách tên khốn kiếp Hoàng Lỗi kia, tôi là người nổi tiếng trên mạng đi theo anh ta. Bây giờ sự nghiệp Livestream của tôi bị hủy hoại, anh ta rất tức giận mới ép tôi đưa anh ta đến đây để đối phó với cậu. Nhưng bây giờ, Hoàng Lỗi đã phải trả giá, chuyện này xem như đã kết thúc rồi phải không? Dương Thanh ngồi đó nhìn Từ Vĩ Tài cười híp mắt và nói, mày nói kết thúc thì là kết thúc sao? Cậu Thanh, chúng ta là anh em tốt ở thời học cấp 3, chẳng lẽ cậu không nể mặt chút nào sao? Từ Vĩ Tài nói với vẻ mặt cay đắng, như thế này đi, cậu xem, dù sao tôi cũng là một người cực kỳ nổi tiếng trên mạng với 5 triệu fan hâm mộ. Bạn của cậu lại là chủ tịch công ty môi giới người nổi tiếng Anh Hào, hay là tôi đến làm việc cho anh ấy nhé? Với danh tiếng của tôi, nhất định có thể khiến công ty bạn của cậu kiếm được nhiều tiền. Đây là mối làm ăn chỉ có được mà không có mất. Bạn học Dương Thanh, cậu nhất định sẽ đồng ý với tôi, đúng không? Dương Thanh lắc đầu, không thể. Trần Anh Hào trực tiếp xông lên, đạp Từ Vĩ Tài ngã xuống đất và tức giận nói, mẹ kiếp, lại còn lên mặt nữa à? Dựa vào bộ dạng này của mày mà cũng dám tự xưng là ngôi sao siêu nổi tiếng qua mạng sao? Mang đi. Dương Thanh không có tâm trí tiếp tục đùa với Từ Vĩ Tài nữa, anh nói, phế bỏ tay chân cậu ta, khiến cậu ta biến mất khỏi nghề Livestream. Vâng. Trần Anh Hào gật đầu, hai vệ sĩ bước tới, người bên trái người bên phải kéo Từ Vĩ Tài ra ngoài. Thế này đi, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc, mời tất cả các gia tộc chống đối với nhà họ Trần đến để giải quyết một thể các vấn đề phiền phức này. Sau khi im lặng một lúc, Dương Thanh đột nhiên nói. Tổ chức tiệc. Trần Hưng Hải cảm thấy hơi khó hiểu. Những người khác cũng lần lượt nhìn Dương Thanh, chờ Dương Thanh giải thích. Bữa tiệc bẫy. Dương Thanh chỉ nói ba từ. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chấn động. Không phải chỉ có một gia tộc nhắm tới nhà họ Trần, mà là rất nhiều gia tộc. Dương Thanh lại muốn tổ chức bữa tiệc bẫy, chẳng lẽ anh muốn tóm gọn trong một lần hay sao? Ba người nhà họ Trần tuy rằng kinh ngạc, nhưng họ đã nghĩ ngay tới thực lực khủng khiếp của Dương Thanh. Ngay cả 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng đều chủ động kết bạn với Dương Thanh, thậm chí ngay cả Hiệp hội Võ thuật ra mặt cũng không giữ được nhà họ Thái. Chỉ cần Dương Thanh ra mặt, đừng nói là hạ gục đám gia tộc kia, cho dù hạ gục cả 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, e rằng cũng không thành vấn đề. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận tướng quân biên giới phía Bắc của Dương Thanh, sau khi kinh ngạc một chút mới chợt vỡ ra. Chỉ có mỗi quan chính sơn mới chân ướt chân giáo tới đây, không biết năng lực hiện giờ của Dương Thanh ở Yến Đô. Nhưng trong lòng ông ta cũng vô cùng tin tưởng Dương Thanh. Bây giờ Dương Thanh đã nói như vậy rồi, đương nhiên anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nếu cậu Thanh ra mặt, làm gì có gia tộc nào ở Yến Đô dám tác oai tác quái chứ? Trần Hưng Hải vui vẻ nói. Họ Trần đã bị người ta dò xét suốt một thời gian rồi, chuyện này luôn là chuyện khiến lão ta phải trăn trở, vốn dĩ lão ta muốn dựa vào thực lực của chính gia tộc họ Trần để giải quyết. Nhưng khi lão ta muốn giải quyết mới chợt nhận ra rằng thực lực của nhà họ Trần hiện tại hoàn toàn không thể giải quyết được khi đối phương liên thủ lại với nhau. Nếu tôi không đoán sai, trong số những gia tộc chống đối nhà họ Trần, chắc hẳn phải có một gia tộc hung hăng nhất nhỉ, Dương Thanh hỏi. Trần Hưng Hải vội vàng gật đầu, là nhà họ Lê. Sau đó, lão ta lại nhìn về phía Trần Hạo nói, Trần Hạo, con hãy nói chi tiết cho cậu Thanh biết đi. Trần Hạo nhanh chóng đứng dậy nói, lúc nhà họ Thái vẫn còn. Nhà họ Lê là gia tộc có thực lực chỉ xếp sau nhà họ Thái. Lần này chính là nhà họ Lê dẫn đầu chống đối với nhà họ Trần. Nghe nói họ còn triệu tập rất nhiều gia tộc chuyên tâm nghiên cứu để chống lại nhà họ Trần nữa. Dù sao nhà họ Lê cũng là một gia tộc giàu có ở địa phương,
nhà họ Trần đã cướp đi vị trí gia tộc giàu có thứ nhất dưới 8 gia tộc lớn của Yến Đô nên nhà họ Lê rất bất mãn. Nhưng họ cũng kiêng dè nhân vật lớn sau lưng nhà họ Trần nên vẫn chưa dám manh động. Nhà họ Lê cũng rất thông minh. Tuy họ chủ trì triệu tập cuộc gặp mặt với gia tộc giàu có, tỏ ra muốn đối phó với nhà họ Trần, nhưng nhà họ Lê lại đẩy các gia tộc khác làm họng súng còn gia tộc họ không trực tiếp ra tay với nhà họ Trần. Bây giờ, nhà họ Lê đang chờ đợi cơ hội. Nếu tôi không đoán sai, chẳng bao lâu nữa, gia tộc bị nhà họ Lê xúi giục sẽ đến thăm dò nền tảng của nhà họ Trần. Trần Hạo nói liền tù tì một hơi, nói xong liền trở về chỗ ngồi của mình. Trần Hưng Hải nói, nếu là trước đây, tôi còn có chút lo lắng không thể trấn áp được đại gia địa phương như nhà họ Lê, nhưng bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng đến rồi, tôi đã lại tràn đầy tự tin rồi. Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để giúp nhà họ Hàn và nhà họ Quan có chỗ đứng ở Yến Đô. Chỉ cần chúng ta hợp tác tốt, nhà họ Trần, nhà họ Hàn và nhà họ Quan sẽ là to nhất chỉ đứng sau 8 gia tộc lớn nhất ở Yến Đô thôi. 3 gia tộc lớn chúng ta liên thủ, cho dù là 8 gia tộc của Yến Đô cũng không dám khinh thường chúng ta. Sau khi nghe Trần Hưng Hải nói, ánh mắt Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều tràn đầy mong đợi. Dương Thanh cũng gật đầu nói, đúng vậy, đây là một cơ hội tốt. Nếu đã như vậy thì quyết định như vậy đi. Ngày mai nhà họ Trần sẽ nhân danh nhà họ Trần mời các gia tộc mà đứng đầu là nhà họ Lê, nhà họ Hàn và nhà họ Quan cũng phải chuẩn bị cho tốt. Rõ. Mấy người vội lên tiếng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn rất phấn khích, họ vốn nghĩ rằng họ vừa đến Yến Đô, còn lâu mới có thể đạt được thành tựu như nhà họ Trần. Không ngờ bọn họ mới đến được có mấy ngày thì đã có cơ hội tốt như vậy rồi. Chỉ cần Dương Thanh ra tay. Chẳng phải chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi hay sao? Chỉ là, nếu những gia tộc đó không đến thì sao? Trần Hưng Hải đột nhiên hỏi lại, ánh mắt có chút lo lắng. Ông cứ yên tâm, chắc chắn bọn họ sẽ tới. Khóe miệng Dương Thanh cong lên hình vòng cung, cứ nói là nhà họ Trần muốn bàn chuyện hợp lực với bọn họ. Tôi hiểu rồi. Nhà họ Lê vốn dĩ muốn trở thành gia tộc đứng đầu chỉ dưới 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nếu nói về việc hợp lực, bọn họ nhất định sẽ tới. Trần Hưng Hải cười nói, nếu như bọn họ không tới, họ cũng sẽ sợ rằng nhà họ Trần sẽ liên thủ với những gia tộc khác, đến lúc đó đối phó với nhà họ Trần sẽ càng khó hơn. Sau khi nghe Trần Hưng Hải giải thích, mọi người vừa rồi còn chưa kịp phản ứng đều đột nhiên vỡ lẽ. Dương Thanh cười gật đầu, đúng vậy, nhà họ Lê từ trước đến nay đều dùng những gia tộc khác làm lá chắn, e rằng những gia tộc đó đã bất mãn với nhà họ Lê từ lâu, nhưng vì kiêng dè địa vị của nhà họ Lê nên bọn họ không dám làm gì. Có thể nói, đám gia tộc nhà họ Lê bây giờ chỉ là một đám rời rạc. Người của các gia tộc lớn không phải là những kẻ ngu, e rằng ai nấy đều có toan tính riêng của mình. Một khi con chim đầu đàn là nhà họ Lê bị đánh thì các gia tộc khác đâu dám không nghe theo chứ. Sau khi nghe những lời của Dương Thanh, tất cả mọi người đều vui mừng không ngớt. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Thời gian buổi tiệc sẽ là tối mai. Dương Thanh đứng dậy trước và nói. Được. Mọi người lần lượt đứng dậy, đích thân chủ của 3 gia tộc hàng đầu ở Yến Đô trong tương lai đã tiễn Dương Thanh ra ngoài. Sau khi Dương Thanh rời đi, người của 3 gia tộc đều rất phấn khích. Ông chủ Hàn, ông chủ Quan, tôi xin chúc mừng hai vị trước nhé, Yến Đô sắp có thêm 2 gia tộc lớn nữa rồi. Trần Hưng Hải cười lớn nói. Thấy hai chiếc xe sắp tông vào con phê tần, Dương Thanh bất ngờ nhấn mạnh ga. Động cơ phát ra tiếng gầm điên cuồng, chiếc phê tần lao ra xa hàng chục mét trong tích tắc. Bùm! Ngay tức thì, hai chiếc Prado va chạm với nhau, hơn nữa do đang chạy với tốc độ cao, hai chiếc xe đã bị lật nhào. Dương Thanh cũng dừng xe và bước ra ngoài. Hai chiếc xe va chạm dữ dội và lăn vài vòng trên không trước khi rơi xuống đất. Ngay khi Dương Thanh bước ra khỏi xe, anh đã thấy một số người bị thương đang chật vật bò ra khỏi chiếc xe bị biến dạng. Việc có thể giữ tỉnh táo trong một vụ tai nạn xe hơi dữ dội như vậy cũng đủ cho thấy sức mạnh về thể lực của đối thủ. Ai cử bọn mày tới đây? Dương Thanh bước lên trước và nhìn chằm chằm vào mấy người đang bò ra khỏi xe. 4 người trèo ra ngoài từ 2 chiếc xe, còn một số người khác vẫn bị mắc kẹt trong xe, chưa rõ sống chết. 4 người bọn họ đầy cơ bắp rắn chắc, ánh mắt sắc bén đầy sát khí, trong cú va chạm vừa rồi, một vài người bị thương nặng, vỡ đầu chảy máu. Ra tay! Một trong mấy tên to con đột nhiên hét lên. Ngay khi hắn vừa dứt lời, 4 người liền lao về phía Dương Thanh. Vẻ mặt Dương Thanh lạnh lùng, anh nói, tự tìm cái chết. Mấy tên vừa xông tới trước mặt Dương Thanh, còn chưa kịp đụng vào quần áo của Dương Thanh thì đã bị bay ra tứ phía. Nói, ai cử bọn mày tới đây?
Dương Thanh bước lên trước, anh đưa chân dẫm lên ngực tên to con cầm đầu và lạnh lùng nói. Nhưng ánh mắt đối phương lại không hề sợ hãi, ngược lại là lộ ra vẻ châm chọc và sùi bọt mép. Ba người còn lại cũng đều sùi bọt mép, dường như họ đã cắn túi độc được giấu sẵn trong miệng. Tử sĩ! Dương Thanh cau mày. Cho dù là sát thủ hàng đầu thế giới cũng không có gì đáng sợ, nhưng loại tử sĩ này chính là loại người nguy hiểm nhất. Hơn nữa, hầu như không có hy vọng tìm ra manh mối đằng sau những người như vậy. Tôi đang ở trên đường Quang Minh và gặp phải một số tử sĩ. Chúng đã chết rồi. Hãy kiểm tra cho tôi xem những người này đến từ đâu. Dương Thanh gọi điện thoại và căn dặn. Sự xuất hiện của những tử sĩ này khiến Dương Thanh cảm thấy bất an. Anh vừa mới mang theo người nhà đi đến Yến Đô thì gặp phải tử sĩ. Bản thân anh thì không sợ, nhưng Tần Thanh Tâm và những người khác nếu thật sự gặp phải những tử sĩ này thì chỉ có đường chết. Có vẻ như đã đến lúc phải tìm kiếm vài cao thủ hàng đầu rồi, Dương Thanh nói. 20 phút sau, Dương Thanh trở lại dinh thự Vân Phong ở Yến Đô. Khi về đến nhà, Tiêu Tiêu đã ngủ, còn Tần Thanh Tâm thì mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng và ôm một chiếc máy tính xách tay. Em đang làm gì thế? Dương Thanh bước tới, choàng tay qua vai Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm nói, ngày mai em phải đến tập đoàn Nhãn Thanh, phải tìm hiểu trước tình hình của công ty. Muộn rồi, đi ngủ sớm đi. Dương Thanh xót xa nói. Anh đưa gia đình mình đến Yến Đô không phải để gia đình mình phải làm việc vất vả mà để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tần Đại Dũng đã quyết định về hưu để chăm sóc cháu ngoại, còn Tần Y và Tần Thanh Tâm vẫn ra sức làm việc. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn Dương Thanh, vỗ vỗ hai tay Dương Thanh đang sờ soạng và tức giận nói, Dương Thanh, em cảnh cáo anh, trước khi chưa làm cách âm căn phòng, anh đừng hòng đụng vào em. Hả, phải làm cách âm thật à? Vốn dĩ Dương Thanh chỉ là nói vậy thôi, nhưng Tần Thanh Tâm lại nghĩ là thật. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn Dương Thanh nói, vớ vẩn. Ban ngày anh động tay động chân với em đã khiến Tần Y tức giận rồi. Hơn nữa còn có cả Tiêu Tiêu, nhỡ đâu Tiêu Tiêu bất chợt xông vào thì phải làm sao? Lại không phải do em hét to quá à? Dương Thanh lẩm bẩm. Anh nói cái gì, vẻ mặt Tần Thanh Tâm đầy xấu hổ. Dương Thanh vội nói, anh nói là hôm nay sắp xếp người đến làm cách âm đi. Có điều trước khi làm cách âm, có phải chúng ta nên làm một quốc không? Dương Thanh nhếch mép nói, Tần Thanh Tâm còn chưa kịp phản ứng, Dương Thanh đã chồm lên. Sau trận mây mưa, Tần Thanh Tâm lại rúc vào trong vòng tay của Dương Thanh. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Tần Thanh Tâm vẫn ửng hồng. Chồng à, gần đây anh có phải chịu quá nhiều áp lực không? Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Dương Thanh sửng sốt, sao em lại hỏi vậy? Mấy ngày nay, nhu cầu của anh ở phương diện nào nhiều nhất? Tần Thanh Tâm nhỏ giọng nói. Ngay cả Dương Thanh cũng không để ý, nghe thấy Tần Thanh Tâm nói như vậy anh mới nghĩ ra, hôm nay đây đã là lần thứ hai rồi. Lẽ nào nói đó thực sự là do áp lực lớn quá hay sao? Với địa vị thân phận của Dương Thanh và cả thực lực mạnh mẽ của bản thân anh nữa, đáng lý mà nói anh không có gì phải áp lực cả. Nếu thực sự nói đến áp lực, đó chỉ có thể là người thân bên cạnh anh mà thôi. Em đừng nghĩ nhiều, anh thì có áp lực gì chứ, Dương Thanh phủ nhận, anh không muốn Tần Thanh Tâm phải lo lắng. Tần Thanh Tâm thở dài, em biết ngay mà, anh sẽ không nói cho em biết đâu, bởi vì lúc anh cũng chỉ biết tự mình gánh vác tất cả mọi thứ. Dương Thanh nở nụ cười, em đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm, đây là ngày đầu tiên em đến tập đoàn Nhãn Thanh đó. Thấy Dương Thanh không muốn nói thêm, Tần Thanh Tâm cũng không hỏi nhiều, cô nép vào trong tay Dương Thanh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng Dương Thanh không ngủ được, trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Anh rể, sao em thấy anh càng ngày ăn nói lẻo mép vậy? Nói thật đi, anh đã gian díu với cô gái khác ở bên ngoài đúng không? Tần Y cười đều hỏi. Dương Thanh nhìn Tần Thanh Tâm với ánh mắt vô tội, thấy cô ta không tức giận, liền hung hăng nói với Tần Y, em còn nói linh tinh nữa thì anh sẽ gả em đi đấy. Cả gia đình nói chuyện cười đùa, không khí rất mực hòa thuận. Sau bữa sáng, Tần Thanh Tâm và Tần Y cùng nhau đến tập đoàn Nhãn Thanh, còn Dương Thanh thì đưa Tiêu Tiêu đến nhà trẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Tiêu đến trường mẫu giáo ở Yến Đô, còn có một số thủ tục anh phải tự mình làm. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tiêu Tiêu dù đến trường mẫu giáo mới nhưng không hề cảm thấy xa lạ, cô nhóc đã mạnh dạn giới thiệu bản thân với đám bạn nhỏ của mình. Vừa rời khỏi nhà trẻ, Dương Thanh liền nhận được cuộc gọi từ Mã Siêu, anh Thanh, mấy tử sĩ tối qua là do nhà họ Tiết cử tới. Quả nhiên là nhà họ Tiết. Dương Thanh cau mày, ánh mắt đã lạnh như băng. Ngay từ đầu anh đã đoán được,
chỉ thiếu chứng cứ mà thôi, bởi chỉ khi đạt đến cấp độ của 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô thì gia tộc đó mới có khả năng bồi dưỡng ra tử sĩ. Hiện giờ, chỉ có nhà họ Tào và nhà họ Tiết là có xung đột với anh. Nhà họ Tào chỉ có mình Tào Huy thực sự từng có xung đột với anh, nhưng địa vị của Tào Huy ở trong gia tộc dường như không quá quan trọng. Nhưng nhà họ Tiết thì khác, lần này kẻ có xung đột với anh chính là con trai thứ ba được Tiết Vương yêu thích nhất, tương lai có thể trở thành chủ mới của vương tộc. Anh Thanh, là do Tiết Khải làm, em nghi rằng chuyện này nhà họ Tiết không rõ. Mã Siêu nói ra suy đoán của mình. Dương Thanh gật đầu, tôi biết rồi. Anh Thanh, nhà họ Tiết đã nắm giữ được Nam Dương và Đông Lan, nay Tiết Khải còn đang ở Đông Lan, hay là để em đích thân tới Đông Lan xem sao? Mã Siêu hiện đã cực kỳ muốn giết Tiết Khải, gã này quả là muốn chết, ngay cả anh Thanh mà cũng dám động tới. Dương Thanh nheo mắt nói, đúng là cần phải cho nhà họ Tiết một bài học, cậu đi đi, chú ý an toàn. Vâng. Mã Siêu vội đáp. Cao thủ phụ trách bảo vệ Tiết Khải có thực lực rất mạnh, bên cạnh Dương Thanh chỉ có Mã Siêu có năng lực đối phó với ông ta. Đây cũng là một dịp để Mã Siêu trải nghiệm, mặc dù thực lực của anh ta đã tăng cao nhưng so với các cao thủ hàng đầu trong vương tộc và hoàng tộc thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. 20 phút sau, Dương Thanh tới trang viên nhà họ Trần. Nơi đây vốn là trang viên nhà họ Thái, sau khi lên thay thế vị trí nhà họ Thái, gia tộc họ Trần đã chuyển vào ở. Cậu Thanh, thấy Dương Thanh tới, Trần Hưng Hải vội ra tận cửa đón tiếp. Ngoài Trần Hưng Hải còn có cả Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn. Chuẩn bị thế nào rồi? Dương Thanh vừa đi vừa hỏi. Trần Hưng Hải vội đáp, cậu Thanh, cậu cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong, 12 giờ trưa mở tiệc chiêu đãi chủ gia tộc họ Lê và các gia tộc khác trong trang viên nhà chúng tôi. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan thì sao? Lúc này, bọn họ đã vào trong nhà. Nhà họ Hàn đã chuẩn bị xong, sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của cậu. Nhà họ Quan cũng đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đợi lệnh của cậu. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn nhanh nhẹn đáp. Dương Thanh nhìn đồng hồ, nói, còn nửa giờ. Khi đang nói chuyện, Trần Hạo đã đi vào phòng, chào hỏi Dương Thanh xong mới nói với Trần Hưng Hải, thưa bố, người nhà họ Hồng tới rồi, Hồng Hưng nói muốn gặp bố. Hả, nhà họ Hồng? Trần Hưng Hải kinh ngạc, vội nhanh chóng giải thích với Dương Thanh, nhà họ Hồng xưa nay luôn có xích mích với nhà họ Lê, nghe nói vì muốn bám vào nhà họ Thái mà hai gia tộc này từng có xung đột rất lớn. Nhà họ Hồng cũng không nằm trong danh sách đối đầu với gia tộc tôi không mời họ. Vậy xem ra, nhà họ Hồng đã nhận ra điều gì đó, cho nên vội tới đây lấy lòng. Hàn Khiếu Thiên cười nói. Trần Hưng Hải lại lắc đầu, theo những gì tôi biết về nhà họ Hồng thì hẳn không phải là lấy lòng mà là muốn hợp tác. Quan Chính Sơn khinh thường cười một tiếng, hợp tác, cậu ta định lấy gì để hợp tác với nhà họ Trần? Có cậu Thanh ở đây, chúng ta còn cần tới nhà họ Hồng sao? Nếu cậu ta đã muốn gặp tôi thì cứ để cậu ta vào đi. Trần Hưng Hải lên tiếng, Trần Hạo vội vàng đi thông báo. Hồng Hưng là chủ nhà họ Hồng, cùng lứa với Trần Hạo, là một người trẻ tuổi rất quyết đoán, đồng thời cũng rất có tài, người như thế thường sẽ khá kiêu ngạo, không thể có chuyện muốn quy phục nhà họ Trần đâu. Trần Hưng Hải bình tĩnh nhận xét. Đúng lúc này, Trần Hạo đã dẫn một người đàn ông trung niên tới. Xin chào ông chủ Trần. Hồng Hưng vừa bước vào phòng liền nhìn về phía Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải bình thản nhìn ông ta, hỏi, cậu tìm tôi có việc gì? Nghe nói ông chủ Trần có mời vài gia tộc tới tụ hội, tôi đây không mời mà tới, ông chủ Trần sẽ không trách chứ? Quả nhiên đúng như lời Trần Hưng Hải nhận xét, thái độ của Hồng Hưng cực kỳ kiêu ngạo. Trần Hưng Hải cau mày, nếu tôi nói có thì sao? Hồng Hưng sửng sốt, hiển nhiên ông ta cũng không ngờ Trần Hưng Hải sẽ trả lời như vậy. Ông ta liếc nhìn mấy gương mặt xa lạ bên cạnh Trần Hưng Hải, đột nhiên lại nói, ông chủ Trần, tôi có vài chuyện muốn tâm sự riêng với ông. Những người này đều là bạn tốt của tôi, không có chuyện gì mà họ không thể nghe được, cậu cứ nói đi, Trần Hưng Hải lạnh nhạt nói. Hồng Hưng âm thầm kinh ngạc nhìn, Trần Hạo lúc này đã là chủ gia tộc họ Trần, vậy mà còn không có tư cách ngồi cùng. Vậy thì ba người đang ngồi với Trần Hưng Hải là những ai? Điều khiến ông ta kinh ngạc hơn cả là, trong đó còn có một thanh niên mới chừng hơn 20 tuổi. Nếu ông chủ Trần cũng đã nói vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Lần này tôi tới tìm ông là muốn nói cho ông biết một bí mật. Nhà họ Lê đã bắt tay với 4 gia tộc khác, chuẩn bị ra tay với nhà họ Trần ngay trong hôm nay. Hồng Hưng nói tiếp, tôi tới đây là muốn đàm phán với nhà họ Trần một giao dịch, nếu ông chủ Trần có thể nhận lời thì tôi dám bảo đảm liên minh của nhà họ Lê không thể đe dọa đến nhà họ Trần được. Nhưng điều khiến Hồng Hưng phải thất vọng là,
dù ông ta đã nói ra chuyện nhà họ Lê bắt tay với bốn gia tộc khác để đối phó với nhà họ Trần, Trần Hưng Hải vẫn không hề bất ngờ, lão ta bình tĩnh lạ thường. Không chỉ có Trần Hưng Hải, ba người ngồi cạnh lão ta cũng bình thản như không. Ban đầu Hồng Hưng còn cho rằng, sau khi biết tin này, nhà họ Trần chắc chắn sẽ rất lo lắng, bức thiết cần sự giúp đỡ của nhà họ Hồng, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Trần Hưng Hải đâu thèm tỏ vẻ hòa nhã với Hồng Hưng, lão ta ra lệnh một tiếng, lập tức có hai vệ sĩ cao lớn lực lưỡng tiến tới, một trái một phải túm lấy cánh tay Hồng Hưng, xách ra ngoài. Khốn kiếp, buông ra, các người buông ra ngay. Trần Hưng Hải, ông sẽ phải hối hận. Ông cứ chờ hứng lửa giận của ông chủ Tôn đi. Hồng Hưng đã bị kéo đi xa nhưng giọng nói đầy tức tối của ông ta vẫn vẳng lại. Thứ chó cậy thế chủ mà cũng dám dương oai trước mặt cậu Thanh đây. Trần Hưng Hải nổi giận đùng đùng, nói. Lão ta biết, ngay cả cao thủ đứng hàng thứ tư của Hiệp hội Võ thuật còn thua dưới tay Dương Thanh, huống chi là tám gia tộc hàng đầu của Yến Đô. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến thái độ cung kính của những ông chủ tám gia tộc lớn ở Yến Đô trước Dương Thanh nhưng đã lên đến địa vị của lão ta thì cũng từng nghe được không ít chuyện. Còn về nhà họ Tôn, bọn họ càng không có tư cách kiêu ngạo trước mặt Dương Thanh. Quan Chính Sơn là người thiếu hiểu biết về Dương Thanh nhất, ông ta lo âu nói, ông chủ Trần, ông đuổi gã Hồng Hưng kia đi như thế, nếu người của nhà họ Tôn cũng tới thì dù chúng ta liên hợp lại cũng chưa chắc đã đối phó được đâu. Trần Hưng Hải cười cười, vẻ cao thâm, ông Sơn, ông nên tin tưởng cậu Thanh hơn. Nghe vậy, Quan Chính Sơn lập tức bối rối, vội vã giải thích, cậu Thanh, tôi không có ý không tin cậu. Nhưng dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong tám gia tộc lớn nhất của Yến Đô, nay nhà họ Lê lại đã bắt tay với bốn gia tộc khác để đối phó với chúng ta, tôi cũng hơi lo lắng. Dương Thanh chỉ cười cười, anh không quá để ý khi Quan Chính Sơn lo lắng như vậy, yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Hàn Khiếu Thiên cũng cười nói, ông Sơn này, ông Hải nói đúng đó, có cậu Thanh ở đây, ông cứ yên chí đi thôi. Thấy Hàn Khiếu Thiên cũng nói vậy. Quan Chính Sơn mới nhận ra mình còn thiếu hiểu biết về Dương Thanh nhiều lắm, nỗi bất an trong lòng cũng dần biến mất. Bố, khách tới rồi, bố định khi nào ra? Đúng lúc này, Trần Hạo bỗng bước vào thông báo. Trần Hưng Hải nhìn đồng hồ, đã đến 12 giờ trưa. Lão ta vừa định đứng dậy thì Dương Thanh đã ngăn lại, đừng nóng vội, cứ để bọn họ chờ đi đã. Nghe Dương Thanh nói thế, Trần Hưng Hải mới giật mình hiểu ra, lão bèn cười nói, cậu Thanh định cho bọn họ một đòn phủ đầu. Dương Thanh cười cười, không giải thích gì thêm. Lúc này, phòng tiệc của trang viên nhà họ Trần đã rất đông khách chờ. Những người đứng đầu năm gia tộc lớn cùng ngồi quây quần một chỗ, sau lưng còn có mấy thành viên dòng chính và cao thủ đi theo, chủ gia tộc họ Lê cầm đầu. Nhà họ Trần làm thế là có ý gì? Đã 12 giờ rồi, sao còn chưa thấy ông chủ Trần đâu? Lê Chiết, chủ nhà họ Lê tỏ vẻ tức giận nói. Đúng vậy, nhà họ Trần nói muốn tổ chức yến tiệc. Mời chúng ta tới bàn bạc chuyện lớn, giờ lại để chúng ta ngồi chờ ở đây, thế này là tính không cho chúng ta chút thể diện nào đây mà. Ông chủ Trần đâu, mau gọi ông ta tới đi. Nếu ông chủ Trần không nể mặt chúng tôi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo đấy. Trong phòng tiệc lúc này ồn ào xôn xao, năm ông chủ gia tộc đều lộ vẻ tức giận. Nhưng trong phòng này lại chỉ có vài kẻ sai vặt tới đáp lời, nhân vật trọng yếu của nhà họ Trần vẫn chưa chịu ra mặt. Trần Hưng Hải không chịu xuất hiện. Người của năm gia tộc càng thêm căng thẳng. Tuy bọn họ đã thương lượng ổn thỏa với nhau để liên thủ tấn công nhà họ Trần nhưng đó chỉ là sự chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nếu nhà họ Trần chịu thỏa hiệp, bọn họ cũng không muốn ra tay. Tuy trong Yến Đô vẫn truyền nhau một câu rằng, nhà họ Trần thay thế vị trí của nhà họ Thái nhưng không thể đạt đến địa vị cao như nhà họ Thái trước đây. Song lại có tin đồn, sau lưng nhà họ Trần có một vị quyền cao chức trọng hỗ trợ. Bất kể thế nào đều không thể phủ nhận một sự thật, nhà họ Trần rất mạnh, bằng không sẽ không có khả năng thay thế nhà họ Thái chỉ trong một đêm. Ông chủ Lê, rốt cuộc nhà họ Trần tính làm gì thế? Sao tôi cứ có cảm giác không ổn ở đâu đó? Bỗng có một chủ gia tộc lo âu nói. Đúng, tôi cũng có cảm giác rất bất thường, nhà họ Trần chỉ mời mấy gia tộc chúng ta, như biết năm gia tộc chúng ta có quan hệ tốt với nhau rồi vậy. Một vị chủ gia tộc khác cũng lên tiếng. Chắc chắn nhà họ Trần đã biết quan hệ giữa chúng ta rất tốt, nhưng nếu biết mà còn dám mời chúng ta tới, chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta xử lý luôn bọn họ sao? Chẳng lẽ nhà họ Trần đã biết chúng ta muốn ra tay với họ cho nên đã chuẩn bị kỹ càng rồi? Ông chủ Lê, hay là chúng ta rút trước đã? Mấy vị chủ gia tộc khác cũng lao nhao nói. Sắc mặt từng người đều tràn ngập lo âu. Lê Chiết đã xa sầm mặt lại, ông ta vốn tưởng lần này liên thủ sẽ có thanh thế cực kỳ mạnh.
không cần đánh cũng có thể ép nhà họ Trần nghe theo, chí ít cũng có thể kéo được nhà họ Trần gia nhập liên minh của bọn họ. Nhưng giờ đây, người của nhà họ Trần còn chưa xuất hiện, chủ các gia tộc trong liên minh đã bắt đầu khẩn trương lo lắng. Sợ cái gì? Lê Chiết cau mày, lộ vẻ không vui, đừng quên chúng ta tới đây làm gì, nếu giờ các ông đã sợ thì có thể rút khỏi liên minh này. Chỉ có điều, nếu sau này các ông nghĩ tới việc gia nhập liên minh một lần nữa thì cũng đã muộn. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Bọn họ đều là những gia tộc bám vào nhà họ Lê để sinh tồn, nếu bây giờ rời khỏi liên minh, bọn họ nhất định sẽ bị cô lập, ai biết được gia tộc bọn họ còn có thể tiếp tục tồn tại nữa hay không. Từng giây từng phút trôi đi, chớp mắt đã qua nửa giờ. Tuy rất tức giận nhưng ông ta biết, hiện giờ không phải lúc xử lý chuyện này. Ông mời chúng tôi tới là có chuyện gì? Lê Chiết đổi giọng hỏi. Không giấu các vị, tôi có hai người anh em mới tới Yến Đô, còn chưa tìm được chỗ ở, tôi mời các vị tới đây là muốn mượn vài chỗ của các vị. Trần Hưng Hải cười ha hả, nói, đương nhiên, bọn tôi không tham lam gì, từng gia tộc giao ra một nửa sản nghiệp thì chúng ta vẫn là chỗ bạn bè. Lão ta vừa thốt ra những lời này, cả đám người lập tức khiếp sợ ngây ra. Bọn họ thật không ngờ Trần Hưng Hải lại thẳng thừng đến thế, vừa mở miệng liền đòi đất, lại còn muốn mỗi gia tộc giao ra nửa sản nghiệp. Thế này là mượn hay sao? Rõ ràng là cướp đoạt trắng trợn,